Nếu là kịch biến, chẳng mấy chốc tin tức sẽ truyền tới. Toàn thân vô thượng vương trải rộng đạo ngấn, tỏa ra thánh huy vô tận, vùng đất trời này đều như muốn hòa tan. Tin tức đại khái chính là thiên đãng sơn mạch phát sinh bạo tạc, dãy núi cùng mấy ngàn dặm sơn hà xung quanh bị san thành bình địa, mấy ngàn vạn sinh linh chết thảm. Nghe nói tràng diện rất khốc liệt, lác đác không có mấy người còn sống sót. Nhưng, ta mới từ nữ tử này biết được tin tức kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như phần thiên chiến vực, ví dụ như trong hắc đao có linh hồn thần tôn, ví dụ như Khương Phàm săn giết Triệu Phong Niên, ví dụ như lột ra, chờ chút. Bộ ngực chiến vương rộng rãi, cơ bắp như mãng xà quay quanh, một đôi huyết nhãn hiện ra ánh nhìn tàn nhẫn. Xích thiên thần triều thật sự giỏi tính toán, bố trí ngoài sáng trong tối vậy mà tất cả đều đang hấp dẫn lực chú ý, người thật sự muốn trà trộn vào thiên đãng sơn mạch lại là xích thiên thần tôn. Thương huyền chính là do hoàng đạo cửu châu thập tam hải đều có ước định, phía trên thánh linh không được hoạt động tại hạ giới. Nếu như phát sinh tình huống cực đặc biệt, cao nhất là cảnh giới thánh vương ra tay. Các ngươi thật sự là không biết xấu hổ, thần tôn lại tự mình ra tay. Ta rất chờ mong, sau khi tin tức đưa đến thiên khải chiến trường, các ngươi phải ứng phó thế nào? Vô thượng vương nhìn chằm chằm chiến vương, trong đôi mắt sáng chói phảng phất có liệt hỏa phần thiên, có kinh lôi diệt thế để cho người ta sợ hãi tuyệt vọng. Thiệu Mẫn kịch liệt giãy giụa trong tay chiến vương, ô ô nói gì đó, lại không người nào có thể nghe được rõ ràng. Thật lâu, vô thượng vương nói. Trong vòng nửa tháng toàn bộ quân đội xích thiên sẽ rút khỏi đại địa Đông Bắc. Nửa tháng, ta không muốn lại nhìn thấy một binh một tốt nào của xích thiên thần triều tại địa giới Đông Bắc Bộ, nếu không ta thay các ngươi thanh lý. Chiến vương mở bàn tay to lớn, vung tay ném Thiệu Mẫn ra. Ầm ầm, bọn quái vật chiến tộc toàn bộ mở rộng hai cánh, sụp đổ hư không, biến mất từ trước mặt bọn hắn. Thiên quân hầu tiếp được Thiệu Mẫn máu me khắp người. Mau nói, xảy ra chuyện gì? Thiệu Mẫn suy yếu đau đớn, gian nan nói. Triệu Phong Niên cõng trong hắc đao có thần niệm của thần tôn, sau khi phần thiên chiến vực mở ra, thần tôn đột nhiên rời khỏi, tự mình đi truy sát Khương Phàm. Nhưng, nửa ngày sau, thần tôn chưa có trở về, Khương Phàm lại mang theo hắc đao giết tới. Bá Dương Hầu, Hoàng Lôi Hầu, toàn bộ chiến tử, bọn người Triệu Phong Niên đều bị bắt sống. Kim Luân Vương và đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao Khương Phàm có thể giết Bá Dương Hầu và Hoang Lôi Hầu? Bên cạnh Khương Phàm có hai phượng hoàng thánh linh cảnh, bọn hắn quá mạnh, chỉ sau mấy hiệp liền giết bọn người Bá Dương Hầu. Triệu Phong Niên muốn vận dụng tinh thạch mang chúng ta đi, nhưng vẫn chậm một bước, toàn bộ bị Khương Phàm khốn trụ. Chúng vương hậu trao đổi ánh mắt khiếp sợ, hai vị phượng hoàng thánh linh. Từ đâu mà Khương Phàm chiêu mộ được thánh linh yêu tộc mạnh mẽ như vậy? Nhưng đưa mắt nhìn trăm vạn dặm sơn hà khắp Thương Huyền đại lục, đều không có bóng dáng phượng hoàng, ở đâu ra thánh linh cảnh? Mà, không phải Khương Phàm đang ở Nam Bộ chém giết cùng nhân gian ngục sao? Làm sao lại đột nhiên đã đến thiên đãng sơn mạch? Thiên quân hầu hỏi. Ngươi đâu, ngươi trở về thế nào? Thiệu Mẫn kịch liệt ho khan vài tiếng, yếu ớt nói. Là Khương Phàm ta thả lại, để cho ta trở về đưa một câu với mọi người. Lời gì? Muốn đuổi giết hắn, hắn phụng bồi tới cùng. Nhưng, Hoang Nguyên Vương Phủ, Trạch Thiên Các, nếu như lại có bất luận kẻ nào bị thương tổn, hắn sẽ lột da của bọn người Triệu Phong Niên, làm thành chống trận, đưa đến trong phủ chúng ta. Kim Luân Vương và đám người giận tím mặt. Hỗn trướng, thứ không biết sống chết, chỉ bằng lực lượng của hắn bây giờ, cũng xứng khiêu khích toàn bộ vương hầu xích thiên chúng ta. Các thống soái quân đoàn lại hỏi. Ngươi nhìn thấy quân trưởng các quân đoàn không? Thiệu Mẫn lắc đầu. Ta không có gặp được, nhưng thời điểm phần thiên chiến vực mở ra đã dẫn bạo tạc vô cùng khủng bố, nếu như không phải Triệu Phong Niên mang theo tinh thạch, ngay cả bọn người Bá Dương Hầu đều sẽ trọng thương. Rốt cuộc vô thượng vương cũng mở miệng. Khương Phàm rời khỏi bao lâu? Đại khái là 5 ngày, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, nhưng bọn người Khương Phàm có thánh nhân, tốc độ khả năng càng nhanh hơn, muốn chặn đường tại biên giới thiên quốc hẳn là không thể nào. Hắn có tiết lộ muốn đi đâu không? Không có, chỉ là nhắc nhở chúng ta không được đụng vào Hoang Nguyên Vương cùng Trạch Thiên Các. Nhưng ta suy đoán, bọn hắn hẳn đang chạy trốn tới chỗ rất xa. Các ngươi không có gặp được Hoang Nguyên Vương. Mãi vẫn không thấy. Bọn người Kim Luân Vương đều nhìn Vô Thượng Vương,
tên hỗn đản kia không chỉ có mang phần thiên chiến vực đi, mà lại đều cuốn đi truyền nhân ưu tú nhất của bọn hắn, thù này nhất định phải báo. Triệt binh, hồi chiều, nếu linh hồn thần tôn không thể ngăn Khương Phàm lại, hẳn là sẽ có tiến một bước an bài. Phong Niên thì sao, cứ mặc kệ như vậy sao? Khương Phàm giữ lại có tác dụng, sẽ không dễ tổn thương bọn hắn. Tại thời điểm Xích Thiên Thần Triều triệt binh, tình huống tại Thiên Đãng Sơn Mạch đã truyền khắp các nơi trên thiên quốc, cũng lần lượt xông ra từng cái biên giới, lan tràn đến đại địa Đông Bắc, thậm chí chỗ càng xa hơn. Khương Phàm xuất hiện tại Thiên Đãng Sơn Mạch ở phía nam Đọa Lạc Thiên Quốc, tỉnh lại Chu Tước Yêu Hỏa đang ngủ say. Hơn 3.000 dặm xung quanh Thiên Đãng Sơn Mạch bị san thành bình địa, mấy ngàn vạn sinh linh không còn hài cốt, Thao Thiết Yêu Tộc, Xích Thiên Thần Triều, cùng tất cả thế lực cấp tôn chủ của thiên quốc bị trọng thương. Tin tức như hồng thủy mãnh liệt lan tràn, những nơi đi qua, oanh động như sấm, tiếng nghị luận phân khởi. Các nơi trên Thương Huyền vừa mới đạt được tin tức nhân gian ngục đang cùng Khương Phàm giao phong tại trung vực Nam Bộ, đang nghị luận ân ái tình thù giữa thần hoàng kiếp trước cùng hoàng phi tiền thế. Kết quả giống như là đột nhiên, Khương Phàm liền từ trung vực Nam Bộ nhảy tới Đọa Lạc Thiên Quốc, còn dẫn xuất yêu hỏa kiếp trước tại Thiên Đãng Sơn Mạch cổ lão mà nguy hiểm. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được tràng cảnh rung động khi yêu hỏa giáng lâm, nhưng tin tức mấy ngàn dặm sơn hà bị san thành bình địa, mấy ngàn vạn sinh linh không còn hài cốt, lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh, càng liên tục hít vào từng ngụm khí lạnh. Thần hoàng kiếp trước, tàn nhẫn như vậy. Chu Tước Yêu Hỏa, không hổ là nguyên hỏa diệt thế. Lại tưởng tượng hình ảnh tại trung vực Nam Bộ, cái gọi giao phong giữa nhân gian ngục cùng Khương Phàm, làm sao lại thấy giống như là hoàng phi kiếp trước đang diễn trò cho nam tử của mình, cố ý kiềm chế ánh mắt thiên hạ. Mọi người không thể không hoài nghi, rốt cuộc quan hệ giữa Khương Phàm cùng Thiệu Thanh Duẫn là như thế nào? Chẳng lẽ Thiệu Thanh Duẫn đang nối lại tình xưa cùng Khương Phàm? Nhân gian ngục sớm đã bí mật hợp tác cùng Khương Phàm. Nhưng tình huống trước đó Khương Phàm tập kích các ngục phân bộ của nhân gian, đồ sát thánh linh Thiệu gia lại giải thích như thế nào? Nếu như Khương Phàm cùng Thiệu Thanh Duẫn vẫn là kẻ thù, tại sao nhân gian ngục muốn tạo tin tức giả, ẩn giấu hành tung thực sự của Khương Phàm? Thời điểm các nơi đang liên tục nghị luận, các lão tổ tông đã thức tỉnh trong tất cả hoàng đạo lại hiểu được mục đích mà Xích Thiên Thần Triều tập trung hỏa lực tại thiên quốc, càng nghĩ đến cái gọi là yêu hỏa mà Khương Phàm tỉnh lại là cái gì. Phần thiên chiến vực, siêu cấp thần binh đã từng đi theo Khương Phàm chinh chiến thiên khải chiến trường, càng từng làm bạn với Khương Phàm nghênh chiến thiên phạt, tiếp nhận tẩy lễ. Phần thiên chiến vực hoàn toàn có tư cách xưng là chuẩn đế binh. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng đạo lại lần nữa điều cường giả từ thiên khải chiến trường trở về, triển khai lùng bắt Khương Phàm tỉ mỉ toàn diện. Xét thấy nhân gian ngục tại lần sự kiện lừa dối quấy nhiễu này, tất cả hoàng đạo cũng đã bắt đầu khởi động tổ chức tình báo của mình, tự mình điều tra hành tung Khương Phàm. Nhưng, ai cũng không ngờ tới là, khi tin tức còn đang truyền bá, khi chấn động còn đang lan tràn, bọn người Khương Phàm đã sớm vượt qua phương Bắc, đã đuổi tới chỗ cửa thành tại Cổ Hoa Hoàng Thành trước khi tin tức truyền đến. Cổ Hoa Hoàng Thành. Từ sau khi Thánh Tổ thứ hai và Nhân Hoàng rời khỏi, Hoàng Thành đã bắt đầu giới nghiêm toàn diện. Không chỉ có phong bế bốn cửa thành, còn nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào, tất cả gia tộc tông môn trong thành đều bị điều động, mở rộng pháp trận đến các nơi. Tin tức nhân gian ngục chém giết cùng Khương Phàm tại Nam Bộ đã xác nhận, số lượng lớn cường tộc đại phái nhao nhao xuôi Nam, triển khai lùng bắt. Mặc dù hành tung của bọn người Khương Phàm quỷ bí, nhưng chỉ cần bại lộ một lần, liền chắp cánh cũng khó mà chạy thoát. Không biết Thánh Tổ thứ hai và mọi người đã thế nào, hẳn là đến Nam Bộ. Tại cửa thành phía Bắc, Đường Gia, Tô Gia, phụng mệnh phối hợp quân đội Hoàng Thành trấn thủ nơi này. Bởi vì tin tức Thiên Đãng Sơn Mạch hủy diệt còn không có truyền đến nơi này, bọn hắn đều nhận định Khương Phàm còn đang ở Nam Bộ, mà còn nghĩ rằng hắn sắp bị vây bắt. Khương Phàm vẫn thật ngông cuồng, ở dưới loại tình huống này lại còn chủ động xuất hiện khiêu chiến nhân gian ngục, quả thực muốn chết. Hắn muốn thừa dịp tinh lực các phương bị Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo cùng hải vực nơi đó kiềm chế, tranh thủ thời gian giải quyết vị đệ nhất hoàng phi kia của hắn. Cái gì thù cái gì hận, lại nhất định phải báo thù trong tình hình này. Ta cảm thấy không chỉ đơn giản là báo thù như vậy, rất có thể là trong tay vị đệ nhất hoàng phi kia có đồ gì đó quan trọng, để Khương Phàm không thể không ra tay. Đừng quên, trước khi Khương Phàm bại lộ tin tức, cũng đã bắt đầu khiêu chiến nhân gian ngục. Chẳng lẽ là di cốt kiếp trước của Khương Phàm?
vũ khí đặc thù nào đó, hay là thứ có thể để Khương Phàm nhanh chóng khôi phục thực lực kiếp trước. Nếu là như thế này, tuyệt đối đừng để Khương Phàm đạt được. Ai, các ngươi nói hắn đều đã chết ngàn năm, còn sống lại chơi đùa lung tung cái gì, thật sự là bực mình. Đường gia, Tô gia, còn có tướng lĩnh Trấn Võ, đều tùy ý đứng tại đầu tường, nhìn qua phương hướng Nam Bộ. Mặc dù toàn thành giới nghiêm, làm bầu không khí rất khẩn trương, nhưng bọn hắn đều cảm giác nhỏ nói thành to. Bây giờ tinh lực của tất cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền đều bị phân tán đi ra, ai sẽ nghĩ đến tập kích cổ hoa hoàng thành. Chẳng lẽ Khương Phàm sao? Bây giờ tên điên kia giống như chó nhà có tang chạy nạn bốn chỗ, nào có tâm tư để ý tới nơi này. Nếu quả thật tới thì ngược lại là tốt, bọn hắn bảo vệ pháp trận cũng không phải ăn chay. Cho nên bọn hắn đều là mặt ngoài khẩn trương, thực chất rất lỏng lẻo. Chú ý phương Bắc, có phó tướng trấn thủ đột nhiên cao giọng cảnh báo. Bọn thủ vệ trên đầu tường nhao nhao giữ vững tinh thần, ngắm nhìn bầu trời phương Bắc. Giữa tầng trời xanh mây trắng có cường quang đang lóe lên, đồng thời nhanh chóng sáng tỏ, sau đó to dần, chỉ sau chốc lát đã tựa như mặt trời xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn, sáng chói hừng hực, chiếu rọi đất trời, sau đó xông lại phía cổ hoa hoàng thành. Trong vùng hoàn thành phía Bắc, tất cả các cường giả duy trì pháp trận toàn bộ đều cảnh giác lên. Nhưng bọn hắn không có quá khẩn trương, dù sao pháp trận bảo vệ của cổ hoa đừng nói là ở phương Bắc, xem như đưa mắt nhìn khắp các nơi thương huyền đều là đứng hàng danh hào. Lúc trước cũng chính là nương tựa theo pháp trận bảo vệ hoàng thành cổ hoa hoàng triều tại thời kỳ nguy hiểm nhất, cũng kéo dài cho đến nay. Trên tường thành phía Bắc, gia chủ tân nhiệm của Tô gia, Tô Thiên Hoàng cẩn thận phân biệt. Là xe kéo của nhân hoàng sao? Tân gia chủ Đường gia, Đường Uy cũng nhận ra. Tại sao nhân hoàng lại trở lại, chẳng lẽ Khương Phàm đã bị xử tử rồi? Đều đứng thẳng lên cho ta. Tướng lĩnh cao giọng quát tháo lấy các binh sĩ trên dưới tường thành. Mấy vạn tướng sĩ nhanh chóng tập kết, sắp hàng chỉnh tề, bọn hắn nghiêm mặt, nghênh đón xe kéo nhân hoàng. Xe kéo rộng rãi tráng lệ, giống như cung điện di động, vượt qua khung trời, giáng lâm đến trước mặt tường thành. Nhân hoàng bị Triệu Thời Việt, Khương Uyên khống chế ở hai bên, cưỡng ép mang xe kéo ra. Bọn người Tô Thiên Hoàng không dám mạo phạm, khi thấy là nhân hoàng thì đầu tiên liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, không có quan sát tình huống nhiều. Nhân hoàng đã bị khí tức giết chóc kích thích ý thức hôn mê, do Khương Bá trốn ở phía sau hắn, bắt chước âm điệu của hắn, quát lên. Còn không cho đi, ta có chuyện quan trọng bẩm báo thánh tổ. Chỉ một câu ngắn ngủi này, ở trên đường Khương Bá đã lặp đi lặp lại luyện tập mấy trăm lần, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Tô Thiên Hoàng và đám người không có suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian phân phó tướng lĩnh mở ra bình chướng. Nhân hoàng lui về xe kéo tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, xuyên qua bình chướng, tiến vào hoàng thành, thanh âm ù ù đinh tai nhức óc, ép qua bầu trời, thẳng đến khu hoàng thành. Đóng bình chướng bảo vệ lại. Tô Thiên Hoàng an bài tướng lĩnh khép kín bình chướng trước tiên, sau đó tiếp tục nghiêm mật phòng thủ. Tư thế phải làm đủ, không thể nào lại để cho nhân hoàng xem các gia tộc bọn hắn là cái gai được. Đường Uy nhìn qua phương hướng hoàng cung. Nhân hoàng giống như không phải rất vui mừng nhỉ, chẳng lẽ Nam Bộ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Tô Thiên Hoàng cũng nói. Nếu quả như Khương Phàm thật sự chết rồi, nhân hoàng hẳn là sẽ trực tiếp tuyên bố cùng chúng ta. Nhưng nhiều cường tộc xuôi Nam vây bắt như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Một vị tướng lĩnh bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng nói. Chẳng lẽ Khương Phàm cùng vị hoàng phi kia hòa giải rồi? Dù sao cũng là phu thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nếu như Khương Phàm tự mình đến Thiệu gia đi gặp nàng, cùng nhau tâm sự, tháo gỡ khúc mắc, lại làm lớn một cuộc, nói không chừng liền quay về với nhau. Đường Uy và Tô Thiên Hoàng lập tức biến sắc. Loại chuyện này thật đúng là không phải nói chơi. Dù sao Khương Phàm cũng đã từng là thần hoàng, nếu như chủ động từ bỏ lòng kiêu ngạo, dâng lên thân thể, nói không chừng vị đệ nhất hoàng phi kia trực tiếp trở về bên cạnh hắn. Ai, khoảng cách quá xa, cái gì cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Các tướng lĩnh nhìn qua xe kéo đi xa, chỉ có thể lo lắng suông ở trong lòng. Xe kéo vượt qua 300 dặm, dưới vô số ánh nhìn ra xa, giáng lâm đến trên hoàng cung. Nhân hoàng lần nữa xuất hiện, thét lên ra lệnh mở ra pháp trận bảo vệ hoàng cung. Những tướng lĩnh bảo vệ hoàng cung phải tương đối cẩn thận, nhìn mắt nhân hoàng nhiều một chút,
nhưng bọn người Triệu Thời Việt lại cố ý tỏa ra cường quang, ẩn giấu đi tung tích của mình. Bọn thủ vệ cũng đều chưa từng có chút dò xét nào, càng không nghĩ đến sẽ có thể có cái gì ngoài ý muốn, cung kính mở ra bình chướng, tiếp dẫn xe kéo tiến vào hoàng cung xa hoa rộng rãi. Cứ như vậy, bọn người Khương Phàm khống chế nhân hoàng, xuyên qua hai tầng, áo giáp cứng rắn nhất cổ hoa hoàng thành mà không có một chút nguy hiểm. Là nhân hoàng trở về. Thánh tổ cổ hoa đầu tiên đang ngồi ở trong cung điện sâu nhất trong hoàng cung, tự mình giám sát pháp trận vận hành. Hắn trông già nua khô cạn, nhưng khí thế lại thịnh vượng, đôi mắt thâm thúy càng hiện ra sáng rực. Số lượng lớn tộc lão hoàng thất phân tán ở hai bên, bồi bạn với lão tổ tông, cũng đang vận chuyển năng lượng vào pháp trận, duy trì ổn định. Oanh! Xe kéo rơi vào trước cung điện, cường quang nở rộ bao phủ lấy quảng trường trước cung điện cùng các cung điện xung quanh, hơn nữa còn không có ý tứ thu liễm. Thánh tổ đầu tiên khẽ nhíu mày, bất mãn dương mắt lên, xuyên thấu qua cửa điện đóng chặt, nhìn xe kéo ở phía ngoài. Trong điện, các tộc lão hoàng thất nhao nhao đứng dậy, rộng mở cửa điện, hành lễ với nhân hoàng. Nhưng, xe kéo vẫn cứ bình tĩnh, không có động tĩnh gì, chỉ có ánh sáng cuồn cuộn nở rộ, chiếu sáng đến mức khiến cho người ta mở mắt không ra. Là Nam Bộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Thánh tổ đầu tiên nghĩ tới Nam Bộ xảy ra biến cố trước tiên, nhân hoàng không biết nên làm sao mở miệng, đang suy nghĩ và do dự. Tuy nhiên, nhìn một chút, thánh tổ đầu tiên càng nhăn chặt lông mày, xe kéo khí tức bên trong giống như vô cùng mạnh, mơ hồ có thánh uy ba động. Chẳng lẽ thánh tổ thứ hai cũng quay về rồi? Xảy ra chuyện gì? Ngữ khí của thánh tổ đầu tiên có chút trầm xuống. Các tộc lão hoàng thất trao đổi ánh mắt, đều có một loại dự cảm không tốt, thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Ha ha! Bên trong xe kéo truyền ra vài tiếng cười khẽ. Các tộc lão hoàng thất thoáng ngây người, tiếp đó là mặt mũi tràn đầy kích động. Chẳng lẽ Khương Phàm chết rồi? Nhân hoàng đây là cố ý kìm nén vui mừng sao? Thánh tổ đầu tiên lại chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Thánh uy bên trong xe kéo bắt đầu mãnh liệt, không còn kiềm chế, không tiếp tục ẩn giấu, hơn nữa còn là hai nguồn. Ai ở bên trong? Thánh tổ đầu tiên hét lớn, kích hoạt linh văn, bộc phát huyết mạch thiên nhân, thân thể khô cạn gầy gò kịch liệt nhúc nhích, nương theo tiếng lốp bốp giòn vang, hình thể tiếp tục tăng vọt, từ 2 mét đến 10 mét rồi lại đến 50 mét, thẳng tới 100 mét, cả tòa cung điện đều bị thân thể to lớn cùng khí thế kinh khủng chấn vỡ nát. Thiên nhân chiến khu. Cơ thể cường đại đã từng danh chấn thái cổ, có thể nuốt vạn thú, xé rách khung trời. Giờ phút này thánh tổ kích phát huyết mạch, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt, chấn động không gian. Các lão tổ có chút ngây người, nhưng ngay sau đó toàn bộ đều kích phát huyết mạch, thể hiện ra thiên nhân chiến khu hùng vĩ, giằng co với xe kéo. Sau khi xe kéo yên lặng trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên vỡ nát, huyết viêm tuôn ra quảng trường, giống như dòng lũ mất khống chế. Hơn mấy ngàn vạn người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị huyết viêm bao phủ, ý thức bị giết chóc tràn ngập, linh hồn nhanh chóng biến mất. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong hoàng cung. Vài chục tòa cung điện xung quanh đều đang lắc lư kịch liệt rồi lại liên miên sụp đổ, đá lớn gỗ to bay múa hỗn loạn. Hai con sát lục huyết hoàng như dục hỏa trùng sinh xuất hiện từ bên trong huyết viêm vô tận, dương cánh 100 mét, khí tức sát lục hoắc loạn đất trời, lông đuôi thật dài giống như xiềng xích pháp tắc. Khuấy động ra huyết quang quỷ dị, phảng phất muốn cả tòa hoàng cung đều bao phủ trong sát lục huyễn cảnh. Sắc mặt thánh tổ đầu tiên đột nhiên biến đổi, hai con huyết phượng hoàng. Tất cả còn đều là cảnh giới thánh linh. Ha ha, thánh tổ cổ hoa, đoán xem ta là ai. Khương Phàm đứng trên lưng huyết hoàng do Triệu Thời Việt biến thành, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lên tiếng hô to. Khương Phàm, trong cung điện hỗn loạn. Có số lượng lớn cường giả hoàng thất kinh hãi thét lên, khó có thể tin được mà nhìn qua thân ảnh kia. Ngươi nhìn lại đây là ai? Khương Phàm bóp lấy nhân hoàng mệt mỏi, giơ lên cao, biểu hiện ra trước toàn trường. Nhân hoàng! Các tộc lão xung quanh thánh tổ đầu tiên hoảng sợ gào thét, càng là ớn lạnh toàn thân. Làm sao Khương Phàm lại ở nơi này? Làm sao nhân hoàng lại rơi vào trên tay hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Phàm! Nhận lấy cái chết. Thánh tổ đầu tiên giận đến tím mặt, hai mắt phát ra ánh sáng giống như mặt trời, giận dữ gầm lên, cả mảnh đất trời cũng vì đó mà chấn động, năng lượng vô hình tràn ngập đất trời hội tụ về phía hắn. Triệu Thời Việt, Khương Uyên dương cánh thét dài, sóng âm cuồn cuộn,
tràn ngập khí tức sát lục vô tận, như gió lốc như chiều dâng, đối diện che mất thánh tổ đầu tiên đang nổi giận. A! Thánh tổ đầu tiên từ gầm thét biến thành kêu thảm, ý thức bị khí tức sát lục tràn ngập, nhưng hắn cưỡng ép ổn định, dùng hết ức khống chế uy lực tự nhiên giữa đất trời, vọt tới phía hai con sát lục huyết hoàng, nhất là khóa chặt con huyết hoàng ở bên phải kia, phía trên có Khương Phàm đang đứng đấy. Giết! Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, cố ý đứng ở chỗ này, lấy mình làm bia ngắm, kích thích thánh tổ đầu tiên tấn công hắn, tạo cho Triệu Thời Việt, Khương Uyên cơ hội vây bắt. Ba vị thánh linh cuồng bạo chiến đấu, đảo mắt đã phá hủy cả dãy cung điện xa hoa. Nơi này mặc dù có pháp trận bảo vệ mạnh nhất, nhưng phòng hộ chính là tiến công ở phía ngoài, khi chiến đấu bộc phát tại nội bộ, cái gọi là pháp trận đã không có chút ý nghĩa nào nữa. Trong hoàng cung đột nhiên bộc phát ác chiến, lập tức hấp dẫn ánh mắt các nơi trong hoàng thành. Đó là hai con phượng hoàng sao? Trong hoàng thành ở đâu ra phượng hoàng? Đó là thánh tổ đầu tiên sao? Hai con phượng hoàng đang săn giết thánh tổ. Đám người bạo động, không chỉ có dân chúng bình thường thất kinh, ngay cả lão tổ các tộc đều đầy chấn kinh. Hai con phượng hoàng hoa lệ lại hung ác nhấc lên liệt diễm màu máu vô tận, nuốt sống cung điện, thiêu hủy dãy núi, khí tức sát phạt thảm liệt để khu vực xung quanh hoàng cung đều biến thành luyện ngục nhân gian. Bất luận là dân chúng bình thường hay là võ giả cường hãn đều đang kêu gào thảm thiết từ bên trong ý thức tràn đầy tuyệt vọng giết chóc. Đau đớn dẫy dụa, giống như sống không bằng chết. Thánh tổ đầu tiên đang mang theo thiên nhân chiến khu điên cuồng ác chiến bên trong huyết viêm, lại rõ ràng rơi vào hạ phong. Bầu không khí oanh động khiếp sợ rất nhanh đã diễn biến thành hỗn loạn, lão tổ các tộc nhao nhao khởi hành, muốn tiến về hoàng cung nghĩ cách cứu viện. Nhưng huyết viêm tràn ngập đất trời bao phủ hơn trăm dặm, khí tức sát lục kinh khủng đủ để cho bất kỳ một kẻ nào muốn đến gần để phải đánh mất lý trí. Không phải bạo tẩu mất khống chế, thì chính là dẫy dụa trong tuyệt vọng. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Thánh Thương và các cường giả tại Thiên Cung thứ 9 đều xuất hiện toàn bộ, ngắm nhìn Hoàng Cung hỗn loạn. Tường thành nơi đó bình yên vô sự, không có phát sinh xâm lấn chiến đấu, tại sao lại có thể có Phượng Hoàng Thánh Linh Cảnh trực tiếp giết tiến vào Hoàng Cung? Mà pháp trận bảo vệ Hoàng Cung cũng không có phát huy hiệu quả vốn có, chính là trực tiếp cùng Thánh Tổ đầu tiên ở tận cùng bên trong nhất chém giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sát lục huyết hoàng, là Khương Phàm tới rồi sao? Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh vừa trở về từ hôm trước, thu thập xong đồ, đang chuẩn bị hôm nay rời khỏi. Đó chính là sát lục huyết hoàng mà các con nhắc đến sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Thánh Thương trao đổi ánh mắt, đồng thời mở ra hư không, chạy tới chiến trường tại Hoàng Cung. Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh tranh thủ thời gian theo tới. Khi bọn hắn đuổi tới Hoàng Cung, lại là nhìn thấy tràng diện thánh tổ đầu tiên bị săn giết thảm liệt. Triệu Thời Việt diễn hóa lông đuôi thành xiềng xích giết chóc, triệt để khống chế chiến khu kinh khủng của thánh tổ đầu tiên, gắt gao lôi kéo giữa không trung. Khương Uyên ngưng tụ sát lục huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ đầu hắn ra, xuyên qua toàn thân, diệt sát linh hồn của hắn ngay tại chỗ. Khương Phàm đứng tại trên lưng huyết hoàng, nhìn Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong hư không đi ra. Tàn nhẫn cười một tiếng. Ta đến báo thù. Mặt mũi Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Thánh Thương đều đầy nghiêm trọng nhìn hai con phượng hoàng sát lục huyết viêm, khí tức sát lục kinh khủng giống như biển gầm bao phủ thiên địa, ngay cả ý thức của bọn hắn đều nhận lấy ảnh hưởng mãnh liệt. Mặc dù đã từ Như Ảnh tỉ muội nơi đó có được tin tức, nhưng khi thật sự đối mặt cùng hai con huyết hoàng thì bản thân vẫn bị khí tức sát lục thảm liệt đập vào mặt làm cho chấn kinh. Đông Hoàng Như Yên dùng sức che môi đỏ. Nhân hoàng bị bắt, thánh tổ đầu tiên chết rồi, chẳng lẽ cổ hoa hoàng thành cứ phế đi như vậy sao? Hoàng tộc hùng cứ phương Bắc mấy ngàn năm, vậy mà lại lấy loại phương thức không thể tưởng tượng nổi này kết thúc. Khương Phàm phóng xuất toàn bộ hướng vãn tình, Chu Thanh Thọ, còn có Hàn Ngạo, Khương Bân đã dung hợp kỳ lân di cốt. Tìm kiếm bảo tàng hoàng cung cho ta, có thể mang đi thì mang đi toàn bộ, không thể mang đi hủy ngay tại chỗ. Hoàng cung! Chúng ta thật sự đã tiến đến. Bảo vật lắng đọng mấy ngàn năm tại cổ hoa, ha ha, chúng ta tới đây. Ngươi ở nơi đó, ta ở chỗ này, nhanh, tách ra hành động. Khương Phàm từng nói qua nơi này có côn bằng chiến kích do phù sinh hội phỏng chế. Đó là của ta. Nhỏ, cách cục nhỏ, nơi này khẳng định còn có rất nhiều đồ càng mạnh hơn so phục chế phẩm kia. Bọn người Chu Thanh Thọ reo hò nhảy nhót. Lập tức vọt vào phế tích bừa bộn.
Khương Phàm nhảy xuống khỏi huyết hoàng, phân phó bọn người triệu thời Việt. Vơ vét bảo vật các gia tộc cổ hoa, một kiện cũng đều đừng để còn lại cho bọn hắn. Người phản kháng, diệt tộc, đào ra di cốt các lão tổ tông ngàn năm trước của các gia tộc, ngay cả một mảnh xương vụn đều đừng để lại cho ta. Ầm ầm, huyết hoàng vỗ cánh, nhấc lên huyết triều ngập trời, xông ra hoàng cung, nhào về núi cao nơi xa. Dựa theo trình độ cao thấp của các ngọn núi, dần dần càn quét. Cổ hoa hoàng thành đã biến mất, thiên cung thứ 9 chuyển sang nơi khác đi. Khương Phàm để lại một câu nói, mang theo Bạch Tai xông vào trong phế tích hoàng cung, thẳng đến tổ tử hoàng thất. Đông bọn người hoàng thánh thương trao đổi ánh mắt nghiêm trọng, một hoàng tộc cao ngạo vậy mà cứ ngã xuống như thế. Thủ vệ hoàng thành đều là ăn cơm khô sao. Pháp trận bảo vệ cường hãn nhất, vậy mà lại trở thành bài trí. Lúc này, trên tường thành ở bên ngoài mấy trăm dặm, cũng đều bị chiến tranh bộc phát tại phương hướng hoàng cung làm cho kinh đến. Nhất là tường thành phía bắc, đám người Tô Thiên Hoàng, Đường Uy tái nhợt sắc mặt, toàn thân giống như bị điện giật nhẹ nhàng lay động. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên bị đánh thức, chẳng lẽ vừa mới đây không phải là nhân hoàng? Nhưng bọn hắn cùng tuổi với nhân hoàng, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao có thể không biết nhân hoàng? Chẳng lẽ nhân hoàng bị khống chế? Là ai có lá gan lớn như vậy? Ai có thể khống chế nhân hoàng? Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều có một trực giác mãnh liệt, bọn hắn đã gây họa. Đã gây ra hào cực lớn. Nếu như cổ hoa bởi vậy mà bị hủy diệt, tất cả mọi người trên tường thành phía bắc bọn hắn, chính là tội nhân thiên cổ của cổ hoa. Tiếp tục trấn thủ pháp trận. Tô Thiên Hoàng và Đường Uy cuồng loạn kêu đi ra, đồng thời bay lên không, xông về hoàng cung xa xôi. Khi hoàng cung bạo loạn, hoàng thành oanh động, Khương Phàm đã đi tới tổ tử hoàng thất. Nơi này nhận huyết viêm trùng kích, đã rách nát không chịu nổi, số lượng lớn cung điện sụp đổ, đầy đất đều là bài vị tàn mát. Khương Phàm đi qua thật dài đường lát đá, đi tới sâu trong nhất tổ tử. Nơi này đều là mai táng tiên tổ hoàng thất đã từng làm nhân hoàng, từ lúc bắt đầu sáng tạo cổ hoa, cho tới bây giờ. Từng tòa quan tài đá chỉnh tề sắp xếp trong thạch điện hắc ám giá lạnh. Trên nắp mỗi quan tài đều đốt đèn sáng, chiếu ánh lấy công tích vĩ đại khi còn sống được đục khắc phía trên. Khương Phàm nói với Bạch Tai, nơi này đều là tiên tổ các đời nhân hoàng cổ hoa hoàng thành ngủ say, thậm chí là thời kỳ cổ hoa hoàng triều, bọn hắn đều là huyết mạch các đời ưu tú nhất, cuối cùng quy ẩn cảnh giới lúc chết, không phải bán thánh thì chính là thánh linh. Bọn hắn không giống với khác những tộc lão hoàng thất kia, sau khi chết di cốt sẽ được chuyển thành pháp trận phong phú. Hoặc có thể là luyện chế thành vũ khí, bọn hắn có thân phận tôn quý, di cốt sẽ bảo tồn rất hoàn chỉnh. Hết thảy tất cả ở nơi này, hơn 100 bộ, so với ta nghĩ còn ít hơn, khả năng thời kỳ hoàng triều thất lạc rất nhiều. Bạch Tai mơ hồ đoán được mục đích của Khương Phàm, toàn thân bất chợt nóng lên một cách kỳ lạ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, áp chế niềm vui muốn dâng lên. Mặc dù những di cốt nhân hoàng này ngủ say đã rất lâu, năng lượng mạnh yếu không giống nhau. Nhưng số lượng nhiều, cũng đều là thiên nhân chiến khu, hẳn là đủ để cho ngươi dùng. Khương Phàm quay đầu nhìn Bạch Tai. Luyện hóa toàn bộ cho ta, hấp thu sạch sẽ, ngay cả cho cốt cũng đều đừng để lại. Linh văn loại hài cốt tăng lên rất khó, nhưng 100 bộ thiên nhân chiến khu hoàng tộc ưu tú nhất này, hẳn là có thể cung cấp cho ngươi cơ hội sáng tạo kỳ tích. Bạch Tai sâu hít một hơi, cao giọng nói. Bạch Tai tuyệt đối không phụ lòng thần hoàng kỳ vọng. Hãy tu luyện cho tốt, ta chờ mong ngươi biến đổi. Khương Phàm dẫn xuất xiềng xích từ trong thông thiên tháp, lôi Bạch Tai cùng toàn bộ quan tài vào bên trong tầng thứ hai của thông thiên tháp. Ngươi không cần thiết phải làm như thế này. Đông Hoàng Như Ảnh xuất hiện bên ngoài tổ tử, mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phàm. Ai đối nghịch với ta, đây chính là kết quả. Ta sống lại một đời, không phải ngắm phong cảnh, mà là đến báo thù. Khương Phàm sượt qua người Đông Hoàng Như Ảnh, lạnh lùng một câu. Thu hồi sự thương hại ngây thơ của ngươi lại. Một đời trước, sai lầm lớn nhất của ta chính là vì tìm kiếm Hoàng Đạo Thương Huyền ủng hộ mà nhường nhịn khắp nơi, thành cũng liên minh, bại cũng liên minh. Một thế này, ta muốn đạp diệt bát bộ Hoàng Đạo, trọng chỉnh cách cục Thương Huyền, ta không muốn liên minh, ta muốn là thần phục. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Thương Huyền của ta, ta làm chủ. Khi sự kiện tại Thiên Đãng Sơn Mạch còn đang lan tràn đến các nơi trên Thương Huyền, khi tất cả hoàng đạo vừa mới nhận được tin tức và đang chuẩn bị lùng bắt Khương Phàm,
một tin tức càng rung động tại đại địa phương Bắc đã mạnh mẽ lan tràn, như liệt hỏa đốt cháy hoang nguyên, giống như cuồng phong cuốn đi hải triều, những nơi đi qua, sự oanh động nổi lên bốn phía, còn cao hơn cả sự kiện Thiên Đãng Sơn. Kỷ nguyên năm thứ 9, ngày mùng 3 tháng 10, Khương Phàm lừa gạt Cổ Hoa Hoàng Thành, săn giết thánh tổ đầu tiên, đạp diệt hoàng cung, đồ sát cường tộc. Cổ Hoa Hoàng Thành, hủy diệt. Cương vực ngàn dặm bị dung nham bao phủ, mấy triệu cường giả, bị vô tình đồ sát. Tài nguyên lắng động mấy ngàn năm của Cổ Hoa Hoàng Thất thậm chí các cường tộc Cổ Hoa đều bị Khương Phàm vơ vét không còn gì. Khương Phàm đứng tại Hoàng Thành tường thành Bắc Bộ, dùng máu tươi viết xuống những chữ to lớn, báo thù, trận chiến đầu tiên. Mấy ngàn dặm phế tích tại phía Nam Thiên Quốc còn đang thiêu đốt rào rạt, Hoàng tộc Bắc Bộ lại lần nữa bị liệt diễm nuốt hết. Tiếng kêu rên của mấy ngàn vạn vong linh tại Thiên Đãng Sơn Mạch còn đang phiêu đãng, huyết nhục con dân hoàng tộc lần nữa bôi lên bi tráng. Chấn kinh, khủng hoảng, e ngại. Theo hai đầu tin tức từ Thiên Đãng Sơn Mạch cùng Cổ Hoa Hoàng Thành liên tiếp lan tràn, mọi người rốt cuộc cũng đã lĩnh giáo được lửa giận báo thù mãnh liệt của thần hoàng kiếp trước lớn đến cỡ nào, rõ ràng cảm nhận được đến sự bá đạo cùng điên cuồng từ thần hoàng kiếp trước hơn. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước đó còn đang hào hứng cao nghị luận về trận đối kháng giữa Khương Phàm cùng Hoàng Phi, bây giờ lại không đáng để nhắc tới như vậy, sau khi Khương Phàm bại lộ thân phận, mục tiêu thật sự, đã trực chỉ hoàng tộc. Phong thái thần hoàng, khiến cho thế nhân rung động. Cùng lúc đó, một tin tức khác lần nữa từ phương Bắc truyền ra, đến từ Khương Phàm. Xích Thiên Thần Tôn vi phạm thệ ước hoàng đạo, lấy linh hồn dung nhập chiến đao, đích thân tới Thiên Quốc, săn giết Khương Phàm tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Nhưng lại bị Khương Phàm phản công, linh hồn biến mất, chiến binh rơi vào trong tay Khương Phàm. Ba vị thánh linh hoàng thất của Xích Thiên Thần Triều bị giết, Bá Dương Hầu, Hoàng Lôi Hầu, song song bị săn giết. Vô Thượng Vương Phủ, Triệu Phong Niên, Kim Luân Vương Phủ, Từ Thát Lỗ và các tử đệ Vương Phủ, toàn bộ bị Khương Phàm bắt. Ngày mùng 8 tháng 10, sau khi Khương Phàm hủy diệt Cổ Hoa Hoàng Thành, đã cao điệu xuất hiện tại Thương Hội Bắc Bộ, khoét mắt lấy máu, chặt đứt tứ chi, công khai đấu giá đối với Triệu Phong Niên, Từ Thát Lỗ và 33 vị tử đệ Vương Phủ ở trước mặt mọi người. Khương Phàm, chính thức tuyên chiến Xích Thiên Thần Triều. Tuyên ngôn chiến tranh, Phàm là sở thuộc Xích Thiên Thần Tôn, bất luận là Hoàng Thất, Vương Hầu Tướng Lĩnh, Tông Tộc Đại Phái, đều là ở bên trong phạm vi săn bắt của Khương Phàm đời này. Người gặp tất sát. Đời này kiếp này, nếu như vạn thế thần triều lại nổi lên Thương Huyền, 8 vạn dặm cương vực Xích Thiên Thần Triều sẽ triệt để hoang vu, cỏ cây không sinh, cả người lẫn vật không còn một thứ. Dùng huyết thệ này, cáo chiêu cho thiên hạ. Tuyên ngôn chiến tranh thảm liệt, một lần nữa càng muốn vượt qua chấn động to lớn hơn tin Khương Phàm hủy diệt hoàng tộc đưa tới trước đó. Tuyên ngôn chiến tranh, vài câu ngắn ngủi, nhưng từng chữ đều mang máu. Không chỉ có Xích Thiên Thần Triều sau khi nhận được tin tức đều nhấc lên thủy triều thảo phạt quét sạch thần triều các nơi, ngay cả hoàng tộc hoàng đạo khác đều rõ ràng cảm nhận được sự sát phạt cùng cường thế của vị thần hoàng kiếp trước này. Các lão tổ của tất cả hoàng tộc hoàng đạo, còn từ trong tuyên ngôn của Khương Phàm phân tích ra tôn chỉ của thần hoàng kiếp trước tại kiếp này, săn giết hoàng đạo, trọng chỉnh Thương Huyền. Không có hợp minh, không có thỏa hiệp, hắn muốn thay đổi sách lược kiếp trước, tạo nên một cách cục Thương Huyền hoàn toàn thuộc về hắn. Chế tạo cơ sở hậu phương tuyệt đối ổn định, sau đó, lần thứ hai đăng lâm thiên khải, chứng đạo thương thiên. Sát phạt như vậy, dã tâm như vậy, phong thái như vậy, rốt cuộc cũng đã để tất cả hoàng tộc hoàng đạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Khương Phàm, đã trở thành kẻ địch chung của cả Thương Huyền. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều muốn đứng trước một vấn đề, hoặc là hoàn toàn thần phục Khương Phàm, hoặc là triệt để hủy diệt Khương Phàm. Khi tin tức lan tràn, oanh động như sấm. Kịch biến liên tiếp phát sinh. Ngày 12 tháng 10, Chí Tôn Kim Thành bị hủy diệt. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo tiếp tục tấn công mạnh trọn vẹn 3 tháng, rốt cuộc cũng bắt lấy tòa hùng cứ siêu cấp hoàng tộc tại Tân Hải Tây Bộ này. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là giai đoạn bắt đầu vô cùng kiêng kỵ khả năng bên trong tồn tại đế binh tà ác, cũng không nguyện ý đè vào phía trước nhất. Lại về sau, Hứa Đức Diệu mang theo Xá Lợi Phật Đà xuất hiện khắp nơi tại Tây Bộ. Hấp dẫn lấy số lượng lớn các cường giả rời khỏi chiến trường. Nhưng, Chí Tôn Kim Thành khổ sở kiên trì, cuối cùng cũng không có chờ được cường tộc Phật Đạo đến. Hoàng tộc Tây Bộ cao ngạo cường thế, cứ bị hủy diệt như vậy. Nhưng, thời điểm tất cả hoàng tộc hoàng đạo giết tiến Chí Tôn Kim Thành, điên cuồng phân phá bọn hắn tài nguyên,
lại không có tìm tới đế binh tà ác mà bọn họ mong đợi. Cửu Lê thần cung, Đại Quang Mang thần điện và các hoàng đạo lập tức rời khỏi, tiếp tục lùng bắt Hứa Đức Diệu. Một bộ phận ánh mắt đã nhắm ngay luân hồi bí cảnh, bởi vì nơi đó là căn cứ thứ hai của Chí Tôn Kim Thành. Một bộ phận ánh mắt khác lại nhắm ngay hải vực, bởi vì có người nhìn thấy Hứa Đức Diệu trốn vào hải vực, muốn chủ động nghênh đón các cường giả Phật đạo đang vượt biển mà đến. Ngày 16 tháng 10, theo Xích Thiên Thần Triều, Thao Thiết Yêu Tộc, Man Hoang Chiến Tộc lần lượt rời khỏi chiến trường tại Vạn Đạo Thần Giáo, thì Cửu Thiên Thần Giáo, Phù Tang Thần Cung cũng đều ngừng vây công lại. Rốt cuộc Vạn Đạo Thần Giáo cũng thoát khốn, nhưng cuộc tấn công mạnh dài đến 2-3 tháng, để bọn hắn thương vong thảm trọng, nguyên khí tổn thương cực lớn. Bọn hắn một giải thích tình huống với Bắc Thái Đế Quân, một bên khẩn cấp điều động cường giả lùng bắt Khương Phàm. Bởi vì bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đã bị Khương Phàm tính kế. Bọn hắn tin tưởng sau này Cửu Thiên Thần Giáo và các hoàng đạo khẳng định cũng là đã hiểu, nhưng đều muốn lấy nhân cơ hội này hung hăng trọng thương hoàng đạo Tây Bắc bọn hắn đây, cho nên mới tiếp tục tấn công mạnh cho đến bây giờ. Hiện nay Khương Phàm đã xuất hiện, kềm chế tinh lực của tất cả hoàng đạo, cho nên không thể không rút lui. Cứ như vậy, Thương Huyền Đại Lục một lần nữa lâm vào oanh động, nhấc lên một vòng phong bạo triều cường mới. Không giống với cực hạn tại Tây Bộ cùng Tây Bắc Bộ trước đó, mà lan tràn càng nhiều địa khu hơn, tinh lực chủ yếu đã bắt đầu nghiêng lên người Khương Phàm. Dù sao Khương Phàm cũng đang mang theo phần thiên chiến vực, biết hướng đi chân chính của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, còn cuốn đi tài phú mấy ngàn năm của cổ hoa hoàng tộc, càng quan trọng hơn là cường thế tàn nhẫn, còn trọng chỉnh Thương Huyền. Nhưng, sau khi Khương Phàm cao điệu xuất hiện tại Thương Hội Bắc Bộ, hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Người của tình báo lệ thuộc trực tiếp các hoàng tộc hoàng đạo nhao nhao tràn vào phương Bắc, bí mật điều tra tung tích Khương Phàm. Còn có các tộc tập trung vào Xích Thiên Thần Triều, bởi vì nếu Khương Phàm đã tuyên chiến liền có khả năng sẽ khai thác hoạt động ở gần đây. Mặc dù nhìn Khương Phàm bây giờ trực diện với Xích Thiên Thần Triều sẽ vô cùng ngu xuẩn, nhưng hồi tưởng các loại chiến tích trước đó của Khương Phàm, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lại ra tay bất ngờ. Bọn hắn hoàn toàn không thể dùng mạch suy nghĩ bình thường đi đuổi bắt Khương Phàm được. Nội bộ Xích Thiên Thần Triều cũng bắt đầu khẩn cấp điều động, đề phòng Khương Phàm báo thù. Dù sao cương vực của bọn hắn cũng quá lớn, không thể nào chu đáo hết được, rất có thể Khương Phàm sẽ trà trộn vào tới. Thái Cổ Thần Miếu. Khương Phàm, còn sống không? Hình Phù Đồ từ trong hôn mê tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể không trọn vẹn. Ngâm mình ở trong vạc thuốc được thần miếu tỉ mỉ chế biến, không còn ngang ngược càn rỡ như trước đó, lộ ra uể oải suy sụp. Sau khi lão tổ tông Thái Cổ Thần Miếu mang hắn từ U Minh trở về lại nơi này, thản nhiên nói. Không chỉ có sống rất tốt, mà còn đưa tiễn Ngọc Tỷ Truyền Quốc của hắn, gần đây vừa mới mở ra phong ấn phần thiên chiến vực, thuận tiện hủy cổ hoa hoàng thành. Tài nguyên lắng đọng mấy ngàn năm của cổ hoa hoàng thành, nghe nói đều bị Khương Phàm vơ vét sạch sẽ. Trừ Thiên Cung thứ 9 ra, lên tới Hoàng Cung xuống đến Tông Môn Đại Phái đều bị cướp sạch. Còn có tất cả thương hội, hoặc là chủ động nộp lên, hoặc là trực tiếp đổ sát. Ý thức hỗn loạn của Hình Phù Đồ rõ ràng có chút trễ chậm, hắn dùng sức nhíu mày, quay đầu nhìn Lão Tổ Tông. Hắn còn sống không? Rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả thật là như thế. Hắn còn tiêu diệt một sợi thần niệm của Xích Thiên Thần Tôn tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Săn giết 3 vị thánh linh, 2 vị quân trưởng, bắt lấy bọn người Triệu Phong Niên đấu giá ở Thương Hội Bắc Bộ, càng làm ra tuyên ngôn chiến tranh, đầu mâu trực chỉ Xích Thiên Thần Triều. Chi tiết tình huống vẫn chưa hoàn toàn truyền tới, nhưng bây giờ Khương Phàm đã là muốn bắt đầu trận báo thù của hắn. Lão Tổ Tông của Thái Cổ Thần Miếu lắc đầu, liên tiếp xuất hiện những sự kiện đã mang đến cho tất cả hoàng tộc hoàng đạo một trận trùng kích. Bọn hắn đều cho rằng Khương Phàm đang nháo kịch, nhẹ nhõm liền có thể xử tử. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như không thận trọng đối đãi, rất có thể Khương Phàm SAX sẽ lần nữa đứng lên, uy hiếp cách cục Thương Huyền. Bây giờ Khương Phàm đang ở đâu? Hình Phù Đồ gian nan hoạt động thân thể rách dưới. Lão Tổ Tông Thần Miếu nói. Nếu Khương Phàm công khai tuyên chiến Xích Thiên Thần Triều, rất có thể gần đây sẽ có hành động ở nơi đó. Hắn thực sẽ đi Xích Thiên Thần Triều. Hình Phù Đồ không tin Khương Phàm sẽ trực tiếp dữ dội nhào vào Xích Thiên Thần Triều như vậy, đó không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Dù sao Xích Thiên Thần Tôn cũng đã thức tỉnh, còn muốn tự mình xuống tay với Khương Phàm. Hắn hoặc là không đi, hoặc là đang làm trận đại loạn.
đừng quên, thiên hậu còn không có xuất hiện, Tu La còn đang ở Côn Lôn Quỷ Sơn, bọn hắn là chỗ dựa lớn nhất của Khương Phàm, càng là uy hiếp chân chính để cho Xích Thiên Thần Tôn kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn còn có thể là cố ý náo ra thanh thế, hấp dẫn lực chú ý, sau đó. Mục tiêu nhắm ngay Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bao lâu thì ta có thể khôi phục? Thương thế của ngài rất nghiêm trọng, cần từ từ điều trị. Ta không chờ được, cho ta khôi phục tốc độ nhanh nhất, ta muốn săn giết Khương Phàm. Ngài chỉ cần tiếp tục kích phát lực lượng thần nguyên ma thai liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng sẽ để lại tai họa ngầm, sau này sẽ rất phiền toái. Hình phù đồ âm trầm sắc mặt, yên lặng ngồi trong vạc thuốc. Sỉ nhục. Hai chữ này không nên thuộc về hắn, lại giống như là lửa khắc lên lạc ấn đính vào bên trên xương cốt của hắn. Liên tiếp hai lần săn giết, vậy mà đều là thất bại to lớn, cuối cùng lại ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị ném vào u minh địa ngục. Nếu như không phải lão tổ tông kịp thời đuổi tới, hắn có khả năng đã chết ở nơi đó. Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau hành động đừng lại tự tiện chủ trương. Lão tổ tông đứng dậy rời khỏi. Rốt cuộc trong lời nói cũng có vài tia ý trách cứ. Nếu như không phải hình phù đồ hành động một mình, mà là thông báo thần miếu, Khương Phàm đã sớm rơi vào trong tay bọn họ. Lấy chiến khu năm thế của ta ra đi, cảm giác vị trí chiến khu đời đầu tiên. Lấy ra huyết đan ta để lại từ 6 thế trước, để ta xông đến Thánh Hoàng Linh Văn mạnh hơn. Đáy mắt hình phù đồ bắn ra tia hung ác. Muốn tìm kiếm Khương Phàm, không thể chỉ dựa vào lùng bắt. Nhất định phải nắm giữ chủ động. Giữa chiến khu 6 thế trước của hắn có cảm ứng đặc thù, loại cảm ứng kia có thể vượt qua khoảng cách không gian, cho dù là cách vạn dặm sơn hà, cũng có thể khóa chặt vị trí. Mà muốn khi tìm thấy Khương Phàm, triệt để đánh bại hắn, nhất định phải trở nên mạnh hơn, bất luận là cảnh giới hay là linh văn. Huyết đan, là thời kỳ đỉnh phong nhất mỗi một thế của hắn, hấp thụ uy lực đỉnh phong từ ma thai, thần nguyên, minh hồn, ngưng tụ ra tinh hoa mạnh nhất. Mỗi một thế còn sót lại một viên, vì để sau này trọn vẹn cùng Thánh Hoàng thật lớn. Nhưng bây giờ, hình phù đồ đã quyết định cưỡng ép vận dụng, xông vào Thánh Hoàng Linh Văn, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Lão Tổ Tông đứng ở nơi cửa phòng, trầm mặc thật lâu, lắc đầu rời khỏi. Mặc dù bây giờ không phải thời cơ tốt để biến đổi Linh Văn, khả năng thất bại tiếp cận 100%, nhưng hình phù đồ gặp phải khuất nhục như vậy, nếu như không thể nào cứu vãn danh dự. Ở trong lòng chắc chắn sẽ hình thành ma chướng, trở ngại biến đổi phía sau. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần, coi như thất bại, cũng có thể đến gần Thánh Hoàng Linh Văn vô hạn. Chờ sau khi nuốt sống Khương Phàm, cũng có thể cam đoan đời sau trực tiếp thức tỉnh Thánh Hoàng Linh Văn. Khương Phàm, ngươi là của ta. Lần sau gặp mặt, ta nhất định để ngươi nhận hết khuất nhục. Khuôn mặt tái nhợt của hình phù đồ trở nên dữ tợn đáng sợ. Tháng 10 lặng yên trôi qua. Phương Bắc kéo dài an tĩnh, Xích Thiên Thần Triều từ đầu đến cuối không có phát hiện ra tung tích Khương Phàm. Bên ngoài Xí Thiên Giới từ đầu đến cuối vẫn bị Thái Cổ Thần Miếu vây quanh, không có phát hiện tung tích Khương Phàm. Thánh Địa Tổ Sơn nơi đó càng không có nhìn thấy Khương Phàm. Khương Phàm, giống như đã thật sự biến mất. Cho đến khi, ngày 29 tháng 10, Chí Tôn Kim Thành bị đồ diệt sau nửa tháng, Hứa Đức Diệu bị Cửu Lê Thần Cung truy binh ngăn ở Thần Dụ Chi Hải. Hai bên điên cuồng hỗn chiến, bạo tẩu hơn nghìn dặm. Hoàng tộc hải vực nhao nhao kinh động, tranh nhau tiến về ngăn chặn. Nhưng ngay thời khắc Hứa Đức Diệu đang lâm vào tuyệt cảnh, mấy vạn tăng lữ Phật đạo vượt biển mà đến, rốt cuộc cũng nương theo Phật quang đầy trời, giáng lâm đến trước mặt hắn. Cửu Lê Thần Cung và các thế lực đuổi bắt không thể không tiếc nuối mà rút lui. Hứa Đức Diệu nộp lên Xá Lợi Phật Đà, trải qua Tu Di Sơn nghiệm chứng. Xác định là một trong 9 viên xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ. Hai bên đạt thành giao dịch, Phật Đạo không tiếc cái giá, tiếp dẫn Hứa Như Lai tiến về Thái Sơ Đại Lục, cũng công khai biểu thị giao xá lợi Phật Đà cho Hứa Như Lai dung hợp. Sau khi tin tức truyền về Thương Huyền Đại Lục, theo những tiếng tiếc nuối thổn thức, Hoàng tộc Hoàng đạo các phương đã lựa chọn từ bỏ, ngược lại là đưa ánh mắt nhắm ngay Khương Phàm. Trong lúc nhất thời, Hoàng tộc Hoàng đạo điều động toàn bộ hệ thống tình báo. Phối hợp với tổ chức sát thủ dưới mặt đất điên cuồng lùng bắt tung tích Khương Phàm, càng điều động các cường giả từ giải thoát khỏi chiến trường Vạn Đạo Thần Giáo và Chí Tôn Kim Thành ra lao tới Đông Bộ Hải Vực, đuổi bắt Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Về phần Khương Phàm, sớm tại ngày 17 tháng 10 đã liền lặng lẽ rời khỏi Thương Huyền, dọc theo biên giới Tân Hải, chạy tới phía Thần Vực Chi Hải.
hắn muốn đại náo một trận ở nơi đó, thay Dương Biện báo thù, đồng thời hấp dẫn lực chú ý của Hoàng đạo Tây tiến đến thần dụ chi hải, chờ sau khi náo ra oanh động, lại quấn về Đông Bắc Bộ, báo thù Xích Thiên Thần Triều. Cùng lúc đó, theo sự kiện tại Chí Tôn Kim Thành kết thúc, Thiên Hậu lệnh triệu thời Việt, Khương Uyên chui vào luân hồi bí cảnh, liên hợp Kiều Hinh, ba vị thánh linh gấp rút tiếp viện Kiều Vô Hối. Bọn hắn biết Kiều Vô Hối chính là mục tiêu thật sự, cho nên có thể sớm vây quanh khu vực dự định, tiến hành phục kích gấp rút tiếp viện. Tặc Điểu thì hóa thân thành Khương Phàm, xuất hiện tại gần Huyền Nguyệt Hoàng Triều, sau khi gây nên oanh động và khẩn trương thì đã lao thẳng đến Tân Hải Bắc Bộ, dùng cái này hấp dẫn lực chú ý. Đã đến thần vực Chi Hải. Ngày 12 tháng 11, Khương qua cưỡi Long Lân Lôi Mã, ngày đêm phóng tới, tha lấy gần trăm vạn dặm biên giới Tân Hải, từ Đông Bắc Bộ đi tới Tây Bộ. Phía sau Long Lân Lôi Mã là Khương Bân vẫn luôn theo sát. Khương Bân đã dung hợp di cốt kỳ lân, còn uống cả thánh huyết, cảnh giới bây giờ đã ổn định tại sinh tử cảnh đỉnh phong. Khương Phàm xếp bằng ở trên lưng Khương Bân, bế quan chiều sâu. Cũng vào hôm nay, hắn thành công mở ra tầng thứ tư của Thông Thiên Tháp, một mảnh thế giới nước yên lặng giá lạnh. Để Khương Phàm ngoài ý muốn chính là, nơi này đã không có hải dương xanh thẳm, cũng không có dòng sông trong suốt, ngược lại lộ ra vô cùng đục ngầu. Ý thức thể của Khương Phàm nhẹ nhàng chạm đến mặt nước, một cảm giác rét lạnh thấu xương trong nháy mắt đã quét sạch toàn thân. Mặc dù chỉ là ý thức thể nhưng vẫn truyền cho chân thân cảm giác đâm nhói bén nhọn, ngay cả ý thức hải đều giống như muốn bị đông kết. Trong lòng Khương Phàm run lên, thoáng điều trị một lát, khống chế ý thức thể cưỡng ép chìm vào đáy nước. Một sự thâm thúy mênh mông giống như ngạt thở, bao phủ dụng tâm biết thể, truyền cho chân thân. Khương Phàm cảm giác giống như bị đột nhiên bị kéo vào vực sâu đáy biển, hắc ám, giá lạnh, tuyệt vọng, cô độc, trong chớp mắt như muốn mất đi tín niệm, vĩnh viễn ở lại nơi này, yên lặng mục nát. Ý thức thể xuyên thấu qua nước lạnh đục ngầu, cảm giác toàn bộ thế giới nước. Từng hình ảnh mơ hồ kéo nhau hiện lên từng khu vực ở đáy nước. Đó là nhiều loại hình dáng vặn vẹo, có thứ giống như con cá màu trắng, có thứ giống như con rắn màu đen, có thứ giống như con rùa màu lam, có thứ lại giống như nữ tử trong suốt, còn có cả quái vật dữ tợn. Trên thân bọn chúng trải rộng ký hiệu cổ lão màu đỏ, giống như là phong ấn, áp chế bọn chúng. Khương Phàm giáng lâm ý thức thể đến trước mặt một con rùa màu lam. Con rùa này chỉ là hình dáng vặn vẹo mơ hồ, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán, nhưng đứng tại trước mặt nó, còn có thể cảm nhận được một cảm giác nặng nề khổng lồ có thể khiến người ta tuyệt vọng, tựa như hải linh được thai nghén từ thời đại thượng cổ, có thể cùng đại dương mênh mông giao hòa, có thể khống chế biển động, nô dịch triều dâng. Khương Phàm thử nghiệm xúc động phong ấn, lại không có chút phản ứng nào. Những thứ này tất cả đều là hà hải tinh linh bị tóm tại thời đại thượng cổ sao? Khương Phàm đảo ý thức qua từng khu vực nơi đáy nước, xác định 39 linh thể, nhưng chúng nó cũng giống như núi lớn thượng cổ tại tầng thứ ba, lâm vào ngủ say chiều sâu. Khu trời nào có thể toàn bộ tỉnh lại núi lớn, thủy linh đang ngủ say, tràng diện kia tuyệt đối rung động. Cái này không phải Thông Thiên Tháp, đây quả thực là mang theo siêu cấp quân đội bên người. Một mực đi về hướng Tây, đi Thiên Mộng đảo trước. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở Khương qua, ý thức lại giáng lâm đến tầng thứ ba, tìm được Dương Biện đang lúc bế quan. Dương Biện không phụ kỳ vọng, sớm tại nửa tháng trước đó đã chính thức lột xác thành Thánh Vương Thiên Phẩm. Thời điểm đang thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, Linh Văn liền đã tiếp cận Thánh Vương Thiên Phẩm, sau khi dung hợp đầu lâu cùng thú nguyên của Tổ Kỳ Lân, tương đương với một mãnh dược, trợ giúp hắn hoàn thành biến đổi kỳ tích. Mà Linh Văn biến đổi trong sinh tử cảnh, lại còn là thăng hoa giữa thiên phẩm. Cũng thúc đẩy Dương Biện phát sinh biến đổi đột nhiên tại sinh tử cảnh, đến bây giờ đã tương đương với hậu kỳ, thân thể tấp nập nếm thử thân thể mở ra bảo tàng, thực lực lúc mạnh lúc yếu. Có rảnh không? Khương Phàm giáng lâm ý thức thể đến trước mặt Dương Biện. Không rảnh. Dương Biện vừa mới thất bại khi mở ra bảo tàng, bây giờ đang tại thời điểm mệt mỏi, miễn cưỡng dương mắt. Cho ngươi xem một thứ tốt. Khương Phàm mang theo ý cười. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dương Biện khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút cảnh giác. Nửa tháng trước, Khương Phàm vừa mới đưa hắn một thanh côn bằng chiến kích, nói là chế phẩm do phù sinh hội rèn đúc phục gì đó, nhưng có thể phát huy ra 1/10 thực lực côn bằng chiến kích chân chính. Hắn nghiên cứu, xác thực khá kinh người, liền dung nhập nội hải, hấp thu năng lượng tẩm bổ chiến kích của hắn.
nửa tháng vừa qua khỏi, lại muốn cho hắn đồ tốt. Gia hỏa này là đang nuôi nhi tử sao? Hay là có ý đồ bất lương gì? Đối với hắn quá tốt rồi, ngay cả phu thê cũng đều không có khẳng khái như thế. Nuôi cá voi, nuôi lớn cá voi. Khương Phàm chuyển rời Dương Biện đến trong thế giới nước tại tầng thứ tư. Nơi này là nơi nào? Dương Biện ngạc nhiên nhìn thế giới nước tĩnh mịch giá lạnh, quá lạnh, để hắn đều dùng mình một cái. Nơi này là tầng thứ tư của Thông Thiên Tháp, tất cả đều là thủy nguyên lực nguyên thủy nhất, hẳn là có chỗ trợ giúp đối với ngươi, mau thử xem. Khương Phàm cần Dương Biện đưa cho hắn thủy chất xác định, nếu quả thật giống như tưởng tượng, sau này liền nuôi Dương Biện ở nơi này. Thánh vương thiên phẩm gì chứ? Hắn muốn dưỡng đại kình ngư này thành thánh hoàng thiên phẩm, sau đó biến thành siêu cấp pháo đài, chinh chiến thiên khải chiến trường. Nguyên thủy nhất. Dương Biện nâng nước lạnh đục ngầu lên, hồ nghi xem đi xem lại, luôn cảm thấy là lạ. Ta còn có thể hại ngươi, mau thử đi. Khương Phàm mong đợi nhìn hắn. Ngươi hại ta còn thiếu sao? Dương Biện cảnh giác hít một hơi, toàn thân lần nữa giật mình. Ta cho ngươi hồn thiên linh bảo, sau đó lại là hồng hoang tổ kỳ lân, bồi dưỡng ngươi đến bây giờ, ngay cả côn bằng chiến kích đều cho ngươi làm chất dinh dưỡng để hấp thu, ngươi nghĩ ta có thể hại ngươi. Trước cam đoan, chân thành của Khương Phàm, Dương Biện đành đập xuống một ngụm nhỏ, kết quả dưới một dòng nước lạnh xuống, toàn thân liền run rẩy, trực tiếp cứng lại ở đó. Sắc mặt tái nhợt, linh văn trên trán đều mờ đi mấy phần. Ngay sau đó, toàn thân nổi lên tia sáng yếu ớt, giống như là xiềng xích, đang lan tràn trong da thịt, giống như là muốn đều phong cấm linh lực toàn thân hắn. Khương Phàm, tên hỗn đản, người đùa nghịch ta sao? Dương Biện kêu lên đầy sợ hãi, toàn thân dâng lên thủy triều mãnh liệt, hóa thân thành hắc kình khổng lồ, kịch liệt nhấc lên trên mặt nước, xua đuổi xiềng xích lan tràn trong thân thể. A, không đúng. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn phản ứng của Dương Biện, nhìn lại nước lạnh đục ngầu. Chẳng lẽ là thủy nguyên lực quá nguyên thủy quá bá đạo, không thích hợp trực tiếp hấp thu? Hay là nói, chờ chút. Khương Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi. Nơi này không phải động thiên phúc địa, là lao ngục. Nếu là lao ngục, vũng nước đục chính là trấn áp xuống những thủy linh kia. Trình độ nào đó mà nói, trong thế giới nước cũng không hẳn tính là nước thật sự, mà là nước phân giải, nước trấn áp, nước phong ấn, nếu không thủy linh tùy thời đã có thể lấy được năng lượng nguyên, thì đã thức tỉnh hoặc là tránh thoát. Dương Biện vùng vẫy thật lâu, miễn cưỡng thanh lý đi ra khỏi vũng nước đục, nhưng toàn thân vẫn hiện ra từng cơn ớn lạnh. Khó chịu không nói ra được. Hắn trở lại thân người, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng, ta giang ở thời kỳ mấu chốt tại sinh tử cảnh, ngươi là muốn hại chết ta sao? Đồ tốt! Khương Phàm quan sát đến Dương Biện tình huống, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nói cái gì? Dương Biện vô cùng nổi nóng. Mấy giọt đã có thể để cho con cự kình ngươi đây tạm thời mất đi năng lực hành động. Nói rõ vũng nước đục nơi này đối với thủy nguyên lực có năng lực phong ấn cực mạnh. Nếu như tùy tiện dội lên mấy ngụm cho đám võ giả hải thú, thủy hệ linh văn, đoán chừng đều có thể phế bỏ. Dương Biện sửng sốt một chút, giận tím mặt. Ta liền nói ngươi không phải cái thứ gì tốt, ngươi bắt ta làm thí nghiệm sao? Ta là sinh tử cảnh đó, chịu không được chơi đùa lung tung. Đừng luôn luôn sao động như thế. Khương Phàm dẫn xuất một con quái vật giống như thủy linh từ đáy nước, lẳng lặng tung bay ở trên mặt biển. Đây là cái gì? Dương Biện lần nữa cảnh giác. Đồ tốt, thủy linh thượng cổ. Dùng để làm gì? Cho ngươi luyện hóa. Còn nữa? Dương Biện quay đầu muốn tìm lối ra, không thể chơi cùng tên điên. Tòa tháp này là thượng cổ thông thiên tháp, đều là trấn áp đồ từ thời đại thượng cổ. Con thủy linh này mặc dù bị trấn áp rất lâu, nhưng năng lượng nguyên hẳn là còn đó. Nếu như ngươi hấp thu nó, tưởng tượng hiệu quả một chút. Dương Biện đứng ở đằng xa, hồ nghi nhìn Khương Phàm. Ngươi xác định, nếu như lại gạt ta, ta tuyệt giao với ngươi. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi là ta cân nhắc không chu toàn, mau tới thử một chút. Nếu thật sự là thủy linh thượng cổ, hẳn là có thể tẩm bổ viễn cổ kình hồn của ta. Nhưng bây giờ ta không cần. Ngươi cần. Ta không cần, lại cho ta tầm 5-3 tháng, không, nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định có thể vượt qua sinh tử cảnh. Thượng cổ thủy linh, cơ duyên lớn như vậy, giữ lại để ta sau này đột phá tăng lên cảnh giới lại dùng.
Dương Biện chưa bao giờ tràn đầy lòng tin đối với mình giống như bây giờ. Linh văn biến đổi kỳ tích, suýt chút nữa đã trực tiếp mở ra thân thể bảo tàng, nửa tháng trước lại lấy được côn bằng chiến kích, không ngừng liên tục kích thích năng lượng trong hắn dung hợp hồn thiên linh bảo tư dưỡng hắn, tin tưởng nhiều nhất 3 tháng liền có thể cưỡng ép mở ra thân thể bảo tàng. Mà mở ra thân thể bảo tàng liền mang ý nghĩa đã vượt qua sinh tử cảnh. Vượt qua sinh tử cảnh trong thời gian 1 năm. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại đang lặng yên phát sinh. Ta tin tưởng ngươi có thể thuận lợi đột phá, đây cũng là nguyên nhân ta cho ngươi côn bằng chiến kích, nhưng ta cần ngươi co lại thời gian ngắn, tốt nhất là 1 tháng. Có phải ngươi có chuyện gì cần ta hay không? Nửa tháng nữa, chúng ta có thể đến Thiên Mộng Đảo. Thần vực chi hải, bây giờ ngươi đang ở thần vực chi hải. Dương Biện bỗng nhiên biến sắc, cảm xúc kịch liệt chập trùng, linh lực trong khí hải suýt chút nữa liền mất đi khống chế. Khương Phàm tranh thủ thời gian đưa tay, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Hôm nay vừa rời khỏi Tân Hải, tiến vào phạm vi thần vực chi hải. Chúng ta tới Thiên Mộng Đảo trước, hiểu rõ tình huống hải thần đảo, sau đó. Báo thù cho ngươi. Hải thần đảo, Dương Thiên Hữu. Hai mắt Dương Biện bò đầy tơ máu, gương mặt anh Tuấn đều thể hiện dữ tợn. Các loại ký ức thê thảm đau đớn mà hắn tận lực cất giữ sâu trong óc lại lần nữa cuồn cuộn. Từ gia tộc tính toán, đến Dương Thiên Hữu hãm hại, từ rơi xuống địa ngục, đến trở về từ cõi chết, đi theo việc tìm hiểu chân tướng, đến thông gia Lôi Tú, lại đến tang thi đảo cứu phụ mẫu, từng hình ảnh đều giống như đao nhọn cắt vào trái tim, đau đến ngạt thở. Tưởng tượng năm đó rời khỏi tang thi đảo, hắn đau đớn đến chảy cả máu mắt, đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng hải thần đảo, quãng đời còn lại chỉ vì báo thù cho người thân. Vốn cho rằng giờ khắc này sẽ vô cùng xa xôi, không nghĩ tới lại chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà thôi, hắn. Trở về rồi. Khương Phàm dần dần nghiêm túc. Chúng ta bây giờ còn không thể thật sự hủy đi hải thần đảo, nhưng chúng ta có thể làm cho hải thần đảo mất hết thể diệt, để toàn thần vực chi hải đều biết, Dương Biện ngươi còn sống, không chỉ có còn sống, mà còn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, biến đổi thánh vương thiên phẩm. Ngươi, Dương Biện, hoàn toàn vĩnh viễn xứng đáng là thiên kiêu số 1 của hải thần đảo từ bỏ ngươi là quyết định sai lầm nhất của bọn hắn. Thiên Mộng Đảo. Hòn đảo này bị mê vụ ác mộng bao phủ, giống như là tiên ba, cao cao phiêu phù ở sâu trong tầng mây. Người ở phía trên rất ít có kết giao cùng thế lực hải vực, gần như ngăn cách với đời. Nhưng náo động gần đây tại thần vực chi hải lại phá vỡ sự bình tĩnh ở nơi này. Cuộc chiến giữa Hứa Đức Diệu cùng Cửu Lê Thần Cung vừa vặn dọc đường tại nơi này, thánh uy cuồng bạo suýt chút nữa đã lật tung Thiên Mộng Đảo. Thời điểm Thiên Mộng Đảo hiểu rõ trận, tai bay vạ gió, này, mới biết Thương Huyền Đại Lục xa xôi đang gặp phải oanh động kịch biến. Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh, thần mộ mở ra, đế binh hiện thế, đã dẫn phát náo động lớn hiếm thấy trên cả thế gian, hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền đều đi đến tham dự. Tùy theo mà đến, càng có bí mật ngàn năm chiêu cáo thiên hạ, thần hoàng kiếp trước lại lần nữa luân hồi. Hàng xóm cũ giáp giới cùng thần vực chi hải này đang nhấc lên bão táp chiến tranh khổng lồ. Không chỉ là Thiên Mộng Đảo, mà toàn bộ thần vực chi hải sẽ đều bởi vì thánh linh đại chiến cùng mưa 100.000 Phật tăng vượt biển biết biến cố của Thương Huyền Đại Lục. Tiểu thư, có người đến đây bái phỏng, tự xưng là Đan Thánh. Thị nữ gõ cửa một căn phòng nhỏ trong rừng, giọng nói êm dịu, sợ quấy rầy tiểu thư các nàng tĩnh tư. Đan Thánh. Lăng Vi Thân mang lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, dáng người thon dài tản ra quang huy óng ánh, tựa như ảo mộng, tươi đẹp vô hạn. Hắn nói mình là Đan Thánh, còn nói đúng hẹn mà tới. Người gặp qua không? Lăng Vi kết thúc suy nghĩ, tản ra hào quang, nàng mỹ lệ đoan trang, dung nhan khí chất đều vô cùng xuất chúng, để cho người ta hướng tới. Hắn mang theo mặt nạ, che khuất nửa bên mặt, còn có 2 thị vệ nam tử, một người khí thế rất lăng lệ, ánh mắt rất đáng sợ, một người thì khí thế rất bá đạo, ánh mắt càng dọa người hơn. Thị nữ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao lúc ấy cũng đã bị hù dọa. Điểm danh muốn gặp ta sao? Lăng Vi cảm thấy rất kỳ quái, Đan Thánh ra ngoài, thường thường đều là trận thế rất lớn, càng muốn trực tiếp tiếp đảo chủ, làm sao lại biết điều như vậy, còn đến gặp nàng. Không phải muốn gặp ngài, mà là chỉ gặp ngài, muốn tới gặp ở phía dưới đảo. Tiểu thư, nô tỳ thấy người kia là lạ, khẳng định không có ý tốt, nếu không nô tỳ đuổi hắn đi.
nếu như muốn gặp, tự báo thân phận. Lăng Vi lắc đầu, phất tay ra hiệu thị nữ ra ngoài đuổi đi. Đây lại là Hoàn Khố công tử hòn đảo nào rồi? Ai, quá nhàm chán. Thị nữ lĩnh mệnh, đóng cửa phòng cho Lăng Vi. Chờ một chút. Lăng Vi bỗng nhiên gọi thị nữ lại, chần chừ một lúc, hỏi. Mặt nạ màu tím sao? Che khuất má phải. Thị nữ kỳ quái nói. Đúng vậy, tiểu thư, làm sao ngài mà biết được? Trên má ngọc xinh đẹp của Lăng Vi hiện lên tia kinh sợ, Khương Phàm. Là nam tử thần bí biến mất gần 2 năm kia sao? Là hắn mang theo Dương Biện trở về rồi sao? Một lần nữa Lăng Vi nghe được cái tên Khương Phàm này, chính là tình báo truyền đến từ Thương Huyền Đại Lục một thời gian trước. Vị phần thiên thần Hoàng Luân hồi trùng sinh kia, cũng gọi là Khương Phàm. Nghe nói táo bạo, tàn nhẫn, thị sát, tà ác, từ biên hoang loạn đến phương Bắc, từ phương Bắc loạn đến phương Tây, gần đây còn săn giết số lượng lớn cường giả hoàng đạo tại Thượng Thương Cổ Thành, quả thực là một cuồng nhân chiến tranh. Nhưng vị Khương Phàm thần bí nàng tiếp xúc 2 năm trước kia, ngược lại nho nhã phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, mà còn là một luyện đan sư. Đều là tên Khương Phàm, nhưng tính cách lại khác biệt quá nhiều. Không nghĩ tới chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà thôi, vị Khương Phàm thần bí vừa mới nhớ lại kia, vậy mà lại chủ động tới bái phỏng. Hắn ở đâu? Lăng Vi đứng dậy, dáng người thon dài, yêu kiều thướt tha, từ trong ra ngoài tản ra khí chất tĩnh mịch đoan trang, giống như đóa hoa nở rộ trong u cốc an tĩnh. Hắn nói đợi ngài tại tiểu viện phía tây tứ phương trại, ngài thật muốn đi gặp sao? Hắn nói khoác mình là đan thánh, nhưng ngay cả áo bào trắng của luyện đan sư cũng không mặc. Chuyện này còn có ai biết? Hắn nói chỉ gặp ngài, nô tỳ trực tiếp tới ngài nơi này bẩm báo. Ngươi đi xuống đi, đừng lại nói cho bất cứ kẻ nào. Lăng Vi dặn dò, sau đó một mình rời khỏi. Hòn đảo phía dưới Thiên Mộng đảo náo nhiệt lại phồn hoa, quan trọng nhất chính là an toàn. Nơi này là nơi, tị nạn, mà Thiên Mộng đảo tạo dựng cho thần vực chi hải, nếu như ai gặp được nguy hiểm, hoặc là sống không thuận, đều có thể đến nơi đây ở tạm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Mộng đảo được kính trọng. Lăng Vi cô nương, mạo muội đến đây quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm nhìn thấy Lăng Vi tới, đứng dậy đón lấy. Sau lưng còn có Khương Bân cùng Khương Qua. Nghị công tử có thể tới đây là vinh hạnh của Thiên Mộng đảo chúng ta. Lăng Vi xác định là Khương Phàm, nhưng sao thị vệ bên cạnh lại đổi rồi. Trước đó nhớ kỹ là một nam một nữ. Lăng Vi cô nương có mang đến dược liệu không? Ta còn thiếu cô nương một viên đan dược thánh phẩm đây. Khương Phàm cởi mở cười nói. Nghị công tử vẫn còn nhớ kỹ. Lăng Vi tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị. Không biết có vinh hạnh, mời nghị công tử tiến Thiên Mộng đảo hay không? Lăng Vi yêu mỹ dịu dàng, toàn thân tản ra yêu nhã cùng linh động. Lần này ta tới là muốn cùng Lăng Vi cô nương nghe ngóng mấy chuyện, trước hết không đi lên. Mời nghị công tử nói. Ta muốn hiểu rõ tình huống hải thần đảo, càng kỹ càng càng tốt. Nghị công tử. Lăng Vi kỳ quái nhìn hắn, bây giờ người của thần vực chi hải ai lại không biết tình huống của hải thần đảo, cái này còn cần đặc biệt tới hỏi sao? Ta bởi vì sinh tử cảnh, phong bế 2 năm, gần đây mới ra ngoài. Nghị công tử vượt qua sinh tử cảnh rồi. Lăng Vi kinh ngạc nhìn Khương Phàm, lúc trước tách ra, Khương Phàm hẳn là chỉ là cao giai niết bàn cảnh, chỉ trong 2 năm liền vượt qua cao giai, còn vượt qua sinh tử cảnh. Đây là cái tốc độ biến thái gì? Ta luyện đan, mỗi ngày ăn đan dược, đẩy mạnh. Khương Phàm hàm hồ ứng phó 2 câu, lại hỏi. Ta muốn biết kỹ càng chính xác tình huống của hải thần đảo. Lăng Vi hồ nghi nhìn Khương Phàm, nhưng không có hỏi nhiều. Sau khi hải thần đảo cùng thánh bằng đảo thông gia đã yên lặng đại khái 1 năm, rất kỳ quái, bởi vì bên ngoài đều suy đoán sau khi 2 bên thông gia chắc chắn sẽ cao điệu làm việc, nhưng bất luận là hải thần đảo hay là thánh bằng đảo lại điệu thấp trước nay chưa có. Cho đến 1 năm sau, bên ngoài mới hiểu rõ đến tình huống, Dương Thiên Hữu đã thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Viễn cổ kinh hồn vẫn luôn là truyền thuyết tại thần vực chi hải, một khi thức tỉnh liền ý vị có thể thể hiện ra tiềm lực tiếp cận thánh vương thiên phẩm. Mà càng dễ bước lên thánh vương thiên phẩm. Nếu như tương lai thật có thể trưởng thành đến cảnh giới thánh vương, cũng nhất định có thể trở thành vương giả tuyệt đối trong cảnh giới thánh vương. Cho nên Dương Thiên Hữu thức tỉnh, đã chấn kinh thần vực chi hải. Khương Phàm thầm nghĩ quả là như thế. Nguyên nhân thật sự mà hải thần đảo bỏ qua Dương Biện,
chính là muốn dùng hắn thái cổ kình hồn làm kíp nổ, cho Dương Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Sau đó sẽ còn dốc hết có khả năng, bồi dưỡng Dương Thiên Hữu đến Thánh Vương Thiên Phẩm, cũng cuối cùng đạt tới cảnh giới Thánh Vương, dẫn dắt Hải Thần Đảo chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão tổ Ngụy gia, Thiên Phẩm Đan Thánh, Ngụy Thanh Nguyên hẳn là sẽ hy sinh mình. Lăng Vi nói. Sau đó Hải Thần Đảo, Thánh Bằng Đảo cũng đã bắt đầu càng cao điệu, nhưng bọn hắn lại cao điệu quá mức. Bọn hắn đầu tiên là dựng lên, anh hùng bảng, mời chào cường giả từ lục phẩm linh văn trở lên trong toàn bộ hải vực, chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể thuận lợi gia nhập Hải Thần Đảo, trở thành một phần viên trong đó. Vì để kích phát đám tán tu nhiệt tình tìm nơi nương tựa, bọn hắn đã làm một quyết định chấn kinh thần vực chi hải, chủ hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư. Đám tán tu gia nhập Hải Thần Đảo không cần phụ thuộc Dương gia, Lý gia, hay là Ngụy gia, mà là tự mình làm chủ nhân, cùng tam đại gia bình khởi bình tọa. Cái cử động xưa nay chưa từng có này triệt để đốt lên sự nhiệt tình của những tán tu kia cùng các cường giả ẩn nấp tại thần vực chi hải. Hải vực cũng không đủ lục địa, khó mà hình thành thế lực loại hình vương quốc, cho nên không cách nào tính toán các tán tu sinh tồn tại những hòn đảo vụn vặt lẻ tẻ và mênh mông tại hải vực. Cho nên, sau khi kích tình của bọn hắn bị điều động, mấy chục vạn dặm hải vực đều đang thịnh truyền cơ hội, cá chép hóa rồng, này với quy mô chưa từng có. Đến bây giờ chỉ mới trong nửa năm liền đã triệu tập đến hơn 900 vị cường giả, trong đó niết bàn cảnh đã có hơn 20 vị, thậm chí còn chiêu mộ được hai cường giả cảnh giới bán thánh ẩn thế danh chấn thần vực chi hải. Khương Phàm cùng bọn người Khương qua trao đổi ánh mắt, Hải Thần Đảo xác thực có phách lực thật. Đầu tiên là điên cuồng đến bỏ qua thiên phẩm linh văn, Dương Biện cùng thiên phẩm đan thánh, Ngụy Thanh Nguyên, tiếp đó lại khai phá hòn đảo mới, mời chào số lượng lớn cường giả. Đây không thể nghi ngờ là không từ thủ đoạn phải lớn mạnh mình. Nếu như chỉ là tùy tiện mời chào, những đám tán tu cao ngạo kia, nhất là những tán tu có thực lực cường hãn, thật đúng là chưa chắc sẽ gia nhập Hải Thần Đảo, dù sao có thể là sẽ làm pháo hôi. Nhưng nếu để cho chính bọn hắn làm chủ nhân, dụ hoặc thật sự quá lớn, tán tu càng cường hãn càng mong muốn. Mà sau khi gia nhập sẽ còn tận hết sức lực phối hợp với Hải Thần Đảo chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Phương thức cao điệu thứ hai là Thánh Bằng Đảo đã bắt đầu điên cuồng phá hư bí cảnh tại từng cái vực sâu ở thần vực chi hải, lấy phương thức vô cùng thô lỗ tìm kiếm bảo vật mai táng, bí mật phủ bụi. Bọn hắn đang chuẩn bị cơ duyên cho Dương Thiên Hữu biến đổi linh văn sao? Hẳn là như thế. Bọn hắn có thu hoạch không? Thật sự là có. Hơn 2 tháng trước, tại thời điểm bọn hắn hủy diệt một rãnh biển, đánh thức một mộ táng ngủ say, từ bên trong phát hiện một kiện chiến binh cổ lão. Tục truyền nói, chiến binh tên là Hải Hoàng Tam Xoa Kích. Hải Hoàng Tam Xoa Kích, không phải đã bị hủy rồi sao? Đan Hoàng lập tức thức tỉnh trong ý thức Khương Phàm, ngay cả linh hồn trong tàn đao cũng thức tỉnh. Hải Hoàng, một trong 12 vị chiến thần đã từng chặn đánh tại tuyến đầu. Khi người kia giáng lâm, phất tay một kiếm, chém giết tất cả chiến thần, cũng chặt đứt vũ khí của bọn hắn. Đan Hoàng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ hậu thế có người tìm được nó, tái tạo nó? Sư phụ, ngài nói cái gì? Khương Phàm đáp lại ở trong ý thức. Hải Hoàng Tam Xoa Kích, cùng với Thiên Hoàng Bá Đao của ngươi đều là thần binh cùng thời kỳ, có được lực lượng phi phàm khống chế đại dương mênh mông. Thiên Hoàng Bá Đao, ngài chỉ là tàn đao. Một côn, một mâu, một giới đồ, ba đao, ba kiếm, ba chiến kích. Đây là 12 thần binh tại thời đại chúng ta. Gương mặt Khương Phàm thoáng có phản ứng, 12 kiện thần binh. Đây là sư phụ lần đầu tiên nhắc đến cái này. Lăng Vi tiếp tục nói. Hải Hoàng Tam Xoa Kích đúng là giao cho Dương Thiên Hữu, muốn kích phát tiềm lực của Dương Thiên Hữu, trùng kích Thánh Vương Thiên Phẩm. Làm trao đổi, Hải Thần Đảo phối hợp với Thánh Bằng Đảo, tiếp tục càn quét các nơi ở đáy biển, phá hư rãnh biển vết nứt, tiếp tục phát hiện bảo vật, phải cho Thánh Bằng Đảo toàn bộ. Nhưng... loại không quan tâm thô lỗ phá hư này của bọn hắn đã tiếp tục dẫn phát dung nham dưới đáy biển dâng trào, nhấc lên vô số lần biển động, đến nay đã che mất mấy trăm hòn đảo, hoắc loạn hơn 300.000 dặm hải vực, khiến cho thần vực chi hải tức giận, nhưng hai đại hoàng tộc bọn hắn lại cường thế liên hợp, để các phương giận mà không dám nói gì. Khương Phàm kỳ quái nói, Hải Thần Đảo có ý đồ muốn xung kích hoàng đạo rõ rành rành, chủ nhân thần vực chi hải là Thiên Kiếm Thần Tông không ngăn lại sao? Khi Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo ký kết thông gia, một khắc này, Thiên Kiếm Thần Tông đã liền ép không được bọn hắn.
Bất luận là hải thần đảo hay là thánh bằng đảo, đều là hoàng tộc cực kỳ bá đạo cường thế, nếu bọn hắn muốn xung kích hoàng đạo, liền khẳng định không tiếc cái giá buông tay đánh cược một lần. Nếu như thiên kiếm thần tông muốn chấn áp, bọn hắn khẳng định triển khai chém giết cùng thiên kiếm thần tông tại thần vực chi hải. Mặc dù thiên kiếm thần tông nhìn rất có phần thắng, nhưng nếu thật sự cùng hải thần đảo và thánh bằng đảo giết đến ngươi chết ta sống, bọn hắn cũng sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn tại thiên khải chiến trường. Mà, thần vực chi hải vẫn luôn có một lời đồn rằng, thánh hoàng của thiên kiếm thần tông. Lăng Vi nói đến đây, chỉ là lắc đầu, không có đề cập đến vấn đề kiêng kỵ của thần vực chi hải. Chết rồi. Khương Phàm không e dè mà hỏi thăm. Lăng Vi hơi có vẻ xấu hổ, nhất định phải nói ra sao. Khương Phàm nhìn nàng liền đoán được đại khái. Gia hỏa năm đó kiêu ngạo như vậy, vậy mà đã chết. Là bị giết thiên khải chiến trường, hay là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Lăng Vi tiếp tục nói. Thiên kiếm thần tông không có trực tiếp trấn áp hải thần đảo, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đang dùng các phương thức khác nhau ngăn cản. Ví dụ như phái người đến phá hư anh hùng bảng, chủ động mời chào cường giả tiềm lực, càng phái ra cường giả truy tung những người của thánh bằng đảo cùng hải thần đảo phá hư bốn chỗ kia. Gần đây thần vực chi hải rất náo nhiệt nhỉ. Khương Phàm đã hiểu rõ tình huống, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lăng Vi hơi nhíu mày lại, sầu lo lắc đầu. Bọn hắn huyên náo náo nhiệt, nhưng người gặp nạn chính là con dân thần vực chi hải, phạm vi mà thiên mộng đảo chúng ta có thể bảo hộ có hạn, nơi khác. Ai? Lăng Vi cô nương, làm phiền giới thiệu kỹ càng tình huống của anh hùng bảng. Nó ở đâu, ai đang trấn thủ nơi đó, các quy tắc lựa chọn ở nơi đó. Ngươi muốn đi đâu sao? Muốn đến náo nhiệt một chút. Chính ngươi đi hay là mang theo Dương Biện? Ban đầu các ngươi giết Dương Duy ở Tang Thi Đảo, mang mẫu tộc Dương Biện đi, Dương gia của hải thần đảo đã điều tra trọn vẹn hơn 3 tháng, cuối cùng hoài nghi là những người đã từng thân cận với Dương Biện ở nội bộ Dương gia kia đang làm loạn, sau đó tiến hành một trận thanh lý nội bộ, đều xử tử tất cả những người từng theo Dương Biện. Khương Phàm khẽ nhíu mày, người Dương gia làm việc thật sự hung ác. Lăng Vi cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện tự mình đi dạo. Dương Biện đâu? Dương Biện không có đi theo, đang ở lại một nơi an toàn bế quan. Hắn, còn tốt chứ? Cô nương yên tâm, đã sớm nghĩ thông suốt rồi, chờ sau khi có cơ hội, ta dẫn hắn đến Thiên Mộng Đảo. Lăng Vi trần chờ một lát, nói. Ngươi tuyệt đối không nên để hắn tiếp xúc với người của hải thần đảo. Ta đã hiểu, cô yên tâm đi. Ngươi không rõ, Lôi Tú, chết rồi. Cái gì? Khương Phàm bất ngờ. Vào nửa năm trước, tình huống cụ thể không ai biết, Dương gia tuyên bố với bên ngoài là chết ngoài ý muốn. Lôi Tú là mối liên quan liên minh giữa thánh bằng đảo cùng hải thần đảo, sao có thể chết? Trong lòng Khương Phàm lộp bộp, thù của Dương Biện cùng hải thần đảo đã đủ sâu, nếu như biết Lôi Tú chết rồi. Sau khi Lôi Tú chết, hai bên lần nữa thông gia, là nữ nhi Dương gia đến thánh bằng đảo. Của hồi môn còn giống như trọn vẹn 5 viên thánh đan, đều là rèn luyện huyết mạch. Lăng Vi cảm thấy hải thần đảo điên rồi, ngay cả thánh bằng đảo cũng điên rồi, bọn hắn vì muốn trở lại hoàng đạo mà không từ thủ đoạn. Khương Phàm đưa ý thức nhìn trộm Dương Biện đang bế quan bên trong thông thiên tháp, thầm nghĩ đáng thương. Nói, giới thiệu cho ta tình huống anh hùng bảng đi. Anh hùng bảng đứng ở Kim Bảo Đảo, tình huống nơi đó, ngươi hẳn là hiểu rõ. Khụ khụ. Không phải hiểu rất rõ, Lăng Vi cô nương không phiền, thuận tiện giới thiệu. Kim Bảo Đảo là hòn đảo thương nghiệp có tiếng tăm lừng lẫy tại thần vực chi hải, thương hội to to nhỏ nhỏ tính ra có tới hàng trăm, mỗi ngày đều cử hành đại hội đấu giá. Đan dược, vũ khí, võ pháp, thậm chí là nô lệ, linh bảo đặc biệt, nơi đó có thể nói là cần cái gì cũng đều có. Đối với tán tu của thần vực chi hải mà nói, nơi đó không thể nghi ngờ chính là vùng đất mộng tưởng, có thể chưa từng đi. Nhưng không thể nào không biết. Anh hùng bảng thiết lập tại hải thần đảo, chủ yếu muốn nhờ thanh danh nơi đó, mau sớm khuếch tán tin tức ra. Anh hùng bảng do gia chủ Dương gia, Dương Thiên Khuyết tự mình phụ trách, lộ rõ thành ý của hải thần đảo, tuy nhiên hắn chỉ là ngẫu nhiên lộ diện, người phụ trách thật sự là muội muội của Dương Thiên Khuyết, Dương Lam. Phương thức mời chào rất đơn giản, lục phẩm linh văn trở lên, thẩm tra bối cảnh, thẩm tra thành ý. Mặc dù bọn hắn khát vọng chiêu mộ được cường giả toàn hải vực, nhưng cũng không nguyện ý chiêu mộ được nội ứng hoàng tộc khác phái tới, cho nên cha rất cẩn thận.
Tuy nhiên cái gì? Bắt đầu từ 2 tháng trước, Thiên Kiếm Thần Tông trực tiếp đưa người vào Kim Bảo Đảo, công nhiên cướp người cùng Hải Thần Đảo. Đối với những tán tu danh chấn hải vực kia, chỉ cần xuất hiện, bọn hắn sẽ mở giá cao mời chào. Lăng Vi lắc đầu nói, vẻ mặt phức tạp. Thiên Kiếm Thần Tông không chỉ đơn giản là quấy rối như vậy, mà là thật sự sợ Hải Thần Đảo lớn mạnh. Dụ hoặc của hòn đảo thứ tư không thể nghi ngờ chính là điểm chí mạng, nếu như không thêm vào khống chế, Hải Thần Đảo thật có khả năng chiêu mộ được hơn phân nửa tán tu cường hãn của thần vực chi hải dưới trướng. Vậy sẽ là dạng đội hình kinh khủng gì, đơn giản là không cách nào tưởng tượng được. Lại phối hợp với đan dược của Ngụy gia bồi dưỡng, thực lực những tán tu kia sẽ lại trưởng thành đến trình độ gì? Cũng là không thể nào đoán trước. Khương Qua ở bên cạnh trầm giọng nói. Hải Thần Đảo cướp đoạt tán tu của thần vực chi hải, Thánh Bằng Đảo cướp đoạt bảo tàng của thần vực chi hải, cho bọn hắn 10 năm chuẩn bị, thật đúng là khả năng giết đến thiên khải chiến trường. Khương Phàm đột nhiên hỏi. Lăng Vi cô nương, người đã nghe nói qua chuyện của Thương Huyền Đại Lục chưa? Lăng Vi cô nương dịu dàng cười khẽ. Thượng Thương Cổ Thành tái hiện thế gian, huyên náo oanh oanh liệt liệt. Mộ của Nhân Hoàng Thượng Cổ, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Xá Lợi Phật Đà, Ngọc Tỷ Truyền Quốc các loại. Còn có bí mật ngàn năm, dẫn xuất thần hoàng kiếp trước, đúng rồi, còn tên là Khương Phàm, trùng tên với người đây. Ta rất vinh hạnh, có thể trùng tên với thần hoàng tiền thế. Không biết Thiên Mộng Đảo có chân dung nào của vị thần hoàng này hay không? Ta muốn chiêm ngưỡng phong hái. Mục đích thực sự mà Khương Phàm tới đây chính là cái này, xác định tin tức ở Thương Huyền truyền bá đến chỗ này đã tới trình độ nào, quan trọng nhất chính là có truyền đến chân dung hay không. Lăng Vi lắc đầu nói. Chuyện Thương Huyền truyền đến nơi này, vẫn bởi vì Xá Lợi Phật Đà. Chờ chân dung truyền tới, đoán chừng còn phải đợi một thời gian. Thật đáng tiếc. Khương Phàm cũng lắc đầu, chắp tay nói với Lăng Vi. Quấy rầy Lăng Vi cô nương hãy chuẩn bị dược liệu trước, chờ ta trở lại, nhất định sẽ định luyện chế đan dược cho các ngươi. Công tử thật sự muốn đi Kim Bảo Đảo, ta có thể cùng công tử đi qua. Không cần, ta chỉ là tùy tiện đi dạo, bế quan tại đáy biển 2 năm, đều nhanh muốn nghẹn điên rồi. Nơi đó rất hỗn loạn, người phải coi chừng. Lúc Lăng Vi cô nương chuẩn bị dược liệu, chuẩn bị thêm thiên nhân đan, ta chỗ này vừa vặn có thánh huyết. Khương Phàm cáo từ Lăng Vi, rời khỏi nơi này. Ngươi muốn tới Kim Bảo Đảo quấy rối. Khương Qua hỏi Khương Phàm, nơi đó mặc dù có Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần Đảo, nhưng bằng vào lực lượng của bọn hắn, còn chưa đủ lấy nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Ta muốn nhục nhã Hải Thần Đảo, càng phải tuyên cáo Dương Biện còn sống. Khương Phàm yên lặng đi tới, trong đầu hiện lên một chú ý, cẩn thận mưu đồ. Làm bộ gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông. Không không không. Khương Phàm lắc đầu, nhìn về phía Khương Qua. Ngươi có danh thanh tại thần vực chi hải không? Những hoàng tộc hoàng đạo kia chưa hẳn đều biết ta, nhưng trong thế giới tán tu tại hải vực, có lẽ ta còn là có chút danh khí. Ngươi cần ta làm cái gì? Hắc hắc, cần ngươi phối hợp ta, hung hăng hố Hải Thần Đảo. Khương Phàm chuyển ý thức vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, đứng lên chuẩn bị làm việc. Kim Bảo Đảo. Hòn đảo náo nhiệt lại phồn hoa này đang trở thành tiêu điểm chú ý tại thần vực chi hải, mặc kệ là tán tu cao cỡ nào ngạo, khi biết Hải Thần Đảo thành ý đều động tâm tĩnh hướng. Nếu như có thể gia nhập vào trong đó, tương đương với cá chép hóa rồng, trở thành hoàng tộc cao ngạo. Nếu như có thể làm bạn khi Hải Thần Đảo vấn đỉnh hoàng đạo, chẳng khác nào là bọn hắn đang đứng ở đỉnh phong tại thần vực chi hải, cùng Thiên Kiếm Thần Tông tôn quý bình khởi bình tọa. Cho nên, trong mấy tháng gần đây, càng ngày càng nhiều tán tu danh chấn một phương đến Kim Bảo Đảo. Số lượng lớn đám tán tu tụ tập tại các bến tàu, tràn đầy phấn khởi nghị luận với nhau. Hải Thần Đảo, Thiên Kiếm Thần Cung cũng đều đóng tại các bến tàu, chờ đợi mục tiêu lý tưởng. Trước đó bọn hắn là nhìn thấy tán tu liền đoạt, bây giờ thoáng có lý trí, chủ yếu là tiếp cận thánh phẩm linh văn. Giờ khắc này, một vị tán tu cao ngạo giáng lâm đến bến tàu Đông Bộ, chủ động báo ra thân phận, Lôi Kình. Hoàng Phương Hải. Lôi Kình, Hoàng Phương Hải. Hắn không phải hoạt động tại phía bắc thần vực chi hải sao? Nơi đó quanh năm đều là thời tiết lôi bạo, năng lượng lôi điện cực kỳ phong phú. Bây giờ còn quản hoạt động ở đâu sao? Chỉ cần có dã tâm, đều đuổi đến nơi này. Lôi Kình Thánh Văn, tương đương với Thú Linh Văn tổ hợp cùng Lôi Linh Văn, Song Thánh Văn.
Lôi kình hoàng phương hải, có thể lấy lôi vân là biển, ngao du với khung trời, càng có thể thôn tính đại dương mênh mông, hoành hành dưới vực sâu, là một trong những tán tu nổi danh nhất Bắc Bộ. Đám người bạo động, nhao nhao kéo lên bến tàu, chiêm ngưỡng lấy phong thái của Hoàng Phương Hải. Hoàng Phương Hải có một cơ thể to béo, nhưng không cồng kềnh, cái bụng cao cao phảng phất dựng dục đại dương mênh mông, chiếm cứ lôi hải, khí thế cả người cực kỳ cường thịnh. Ha ha, Hoàng lão đệ, mãi chờ ngươi đấy. Ta là Dương Hùng Vĩ, tộc đệ gia chủ Dương gia, ngươi để ta đợi thật lâu rồi. Dương Hùng Vĩ phụ trách bến tàu hải thần đảo này bước nhanh vào tới phía trước, một tay nắm chặt tay Hoàng Phương Hải, khuôn mặt kích động tỏa cả ánh sáng. Hoàng Phương Hải ngược lại sững sờ, chúng ta quen biết sao? Tuy nhiên người phụ trách của hải thần đảo lại nghe qua tên mình, lại còn đang chờ đợi mình, tư thái này để hắn khá hưởng thụ. Ha ha, gần đây bế quan tại Lôi Hải, lúc nghe được tin tức thì đã chậm. Đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Các bằng hữu mới gia nhập trong khoảng thời gian này còn luôn luôn nhắc đến ngươi, nói nếu như không thể chiêu mộ lôi kình tiến vào hải thần đảo, tuyệt đối là tổn thất. Nếu ngươi lại không đến, ta đều muốn sắp xếp người tự mình đi mời. Dương Hùng Vĩ dùng sức nắm chặt tay đối phương, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhưng, hắn căn bản cũng không biết cái tên mập mạp này, nếu như nhiệm vụ không phải lên mặt đè ép, nhất định phải cướp được tất cả thánh phẩm linh văn đến đây, hắn đều chẳng muốn cùng loại người này nắm tay. Hoàng Phương Hải thì lại như đang hưởng thụ, cũng không tốt lại làm giá, vội vàng nói. Là bằng hữu nâng cao. Là Hoàng Phương Hải sao? Ta là trưởng lão nội tông Thiên Kiếm Thần Tông, Tả Côn. Hân hạnh hân hạnh. Trưởng lão của Thiên Kiếm Thần Tông đuổi tới phía trước, cũng lập tức toát ra nhiệt tình. Nhưng làm thế lực cấp hoàng đạo, cao ngạo đã quen, còn không đến mức không biết xấu hổ giống Dương Hùng Vĩ như vậy. Đừng để ý đến hắn. Dương Hùng Vĩ kéo Hoàng Phương Hải liền đi, nhiệt tình nói. Ngươi là lôi kình linh văn, có chút tương tự Dương gia chúng ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên, tiến vào hòn đảo thứ tư, trở thành thành viên mới bên trong. Thứ hai, trực tiếp gia nhập Dương gia chúng ta, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể nhận được trọng dụng. Khi đang nói chuyện, Dương Hùng Vĩ còn hạ giọng. Đây chính là đãi ngộ người khác đều không có. Hoàng Phương Hải động tâm. Đang muốn cân nhắc, phía sau lại truyền đến tiếng Tạ Côn nhắc nhở. Hoàng lão đệ, suy nghĩ kỹ càng. Hải thần đảo mặc dù hô to lấy chủ hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chỉ là biến tướng cho mình mời chào càng nhiều tử sĩ mà thôi. Hải thần đảo vọng tưởng trở thành hoàng đạo, thế tất yếu trải qua chiến tranh tàn khốc, thật coi như đăng lâm thiên khải chiến trường, vào cái ngày đó, các ngươi chính là nhóm chịu chết đầu tiên. Ngươi cảm giác mình còn có thể sống sót đến lúc đó sao? Nhưng Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta không giống như thế, chúng ta đã là hoàng đạo, địa vị vô cùng vững chắc. Ngươi tiến vào liền có thể làm trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đạo. Ánh mắt Dương Hùng Vĩ trở nên lạnh lẽo. Ngươi quá xem thường tán tu của thần vực Chi Hải, bọn hắn theo đuổi là lý tưởng, muốn cảm giác chinh phục, mà không phải ngồi mắt ăn bát vàng. Huống chi tiến vào Thiên Kiếm Thần Tông. Thật sự có thể nhận tôn trọng sao? Các ngươi kỳ thật căn bản xem thường tán tu, bây giờ chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ nên mới đến mời chào, điểm xuất phát liền không có thành ý. Hai bên lần nữa đối chọi gay gắt, đều trực chỉ chỗ yếu hại của đối phương. Một bên thực chất chính là muốn mời chào tử sĩ, một bên thực chất chính là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tạ Côn cười lạnh nói, Thiên Kiếm Thần Tông trung quy vẫn hoàng đạo, bất kể là ai gia nhập đều sẽ được nhận tôn trọng. Đều cần tự mình tranh thủ. Mà thành ý của chúng ta, chính là để tiến vào trở thành trưởng lão mà sống tốt, mà không phải khỉ làm xiếc để bọn hắn đi chịu chết. Dương Hùng Vĩ giận dữ mắng mỏ. Tạ Côn, nói chuyện đừng quá phận. Đám người trên bến tàu tràn đầy phấn khởi quan sát, tiết mục như thế này thường xuyên trình diễn, liền nhìn tán tu chọn thế nào. Còn có người lặng lẽ bắt đầu mở sòng bạc, cược xem cuối cùng Hoàng Phương Hải lựa chọn ai. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng long ngâm to rõ từ hải dương mênh mông truyền đến, nương theo long uy cường thịnh, kinh hồn nhiếp phách, bến tàu đông bộ lập tức an tĩnh. Giống, một con ngựa đen thần tuấn đạp không phóng tới, những nơi đi qua, mây đen cuồn cuộn, lôi chiều rơi xuống. Nó thon dài nhưng không mất đi vẻ tráng kiệt, toàn thân bao trùm lấy vảy rồng cứng cỏi, bốn vó càng là tương tự kỳ lân. Long lân lôi mã.
Rất nhiều người nhận ra loại dị thú hiếm thấy lại mạnh mẽ này, cũng lập tức đoán được nam tử cưỡi ở trên lưng nó. Là Khương Qua sao? Thiên Cương Lôi Hỏa, Khương Qua. Khương Qua cũng đều bị hấp dẫn đến rồi. Long Lân Lôi Mã, ta lại có thể nhìn thấy Long Lân Lôi Mã. Nghe nói một ngày đi vạn dặm, thậm chí là mấy vạn dặm. Mà số lượng thưa thớt, kiệt ngạo khó thuần, cho dù là bị khốn trụ, cũng thả chết chứ không chịu khuất phục. Đưa mắt nhìn khắp thần vực chi hải, tán tu hàng phục được Long Lân Lôi Mã giống như chỉ có một người, Khương Qua. Khương Qua vũ dũng càng có hiệp khí, làm qua không ít chuyện đại nghĩa, đã từng được bọn họ hoàng tộc mời chào qua, tuy nhiên đều bị từ chối. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ, so với Lôi Kình Hoàng Phương Hải, đột nhiên xuất hiện Khương Qua bất luận là danh khí vẫn thực lực đều ưu tú hơn, nhất là Long Lân Lôi Mã, ngay cả hoàng tộc đều từng hâm mộ. Tạ Côn, Dương Hùng Vĩ đụng đụng ánh mắt, gần như đồng thời đều phóng tới phía trước nhất tại bến tàu, lộ ra nụ cười nhiệt tình. Hoàng Phương Hải bị phơi ở nơi đó, sắc mặt âm trầm, lông mày đều muốn vặn thành u cục. Long Lân Lôi Mã giống như một con lôi long lao nhanh trong lôi chiều, bằng tốc độ kinh người xuất hiện trên bến tàu. Tiếng long ngâm mát lạnh, long uy cuồn cuộn, mang cho đám người trên bến tàu áp bách cực lớn. Long Lân Lôi Mã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên bến tàu, cao ngạo ngửa đầu. Khương Qua hùng tráng khôi ngô, trong tay cầm trọng đao, toàn thân phun trào uy lực cương mãnh đến cực hạn, như sấm như lửa. Cao giai niết bàn. Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn đồng thời đưa ra phán đoán, khí tức so với bọn hắn đều mạnh, chẳng lẽ là niết bàn cảnh bát trọng thiên? Tán tu có thể tu luyện tới loại trình độ này, quả thực là kỳ tích. Dương Hùng Vĩ mở lời trước tiên. Ha ha, Khương lão đệ, vẫn mãi chờ ngươi đấy. Ta là Dương Hùng Vĩ, tộc đệ gia chủ Dương gia, ngươi để ta đợi thật lâu rồi. Tạ Côn gạt ra nụ cười, cũng cởi mở nói. Đã sớm nghe qua đại danh Khương Qua huynh đệ, các bằng hữu mới gia nhập mấy ngày nay luôn nhắc đến ngươi, nói nếu như không thể chiêu mộ Thiên Cương Lôi Hỏa cùng Long Lân Lôi Mã đến Thiên Kiếm Thần Tông, tuyệt đối là tổn thất của chúng ta. Nếu ngươi lại không đến, ta đều muốn sắp xếp người tự mình đi mời. Dương Hùng Vĩ sững sờ, lời này làm sao lại quen thuộc như vậy? Tạ lão tặc, không biết xấu hổ, đó là lời của ta nói. Tạ Côn liếc nhìn hắn một cái. Ai dùng thì là của người đó. Bầu không khí tại bến tàu nhanh chóng an tĩnh, đều mong đợi nhìn Khương Qua. Vị gia này thuộc về nhân vật tầng cao nhất bên trong quần thể tán tu của thần vực chi hải, không biết là đến Kim Bảo Đảo mua đồ, hay là thật sự chạy vội tìm tới. Ta nghe nói Kim Bảo Đảo có anh hùng bảng, là tới để nhìn. Một câu của Khương Qua lập tức đốt lên bầu không khí trên bến tàu. Qua, thật sự là chạy tới tìm đó. Hòn đảo thứ tư của hải thần đảo dụ hoặc thực sự quá lớn, ngay cả Khương Qua cũng không thể ngoại lệ. Lấy tiềm lực của Khương Qua, nếu như hải thần đảo thật sự muốn bồi dưỡng, tương lai chắc chắn là niết bàn đỉnh phong, nói không chừng đều có thể đến bán thánh. Rất có thể Khương Qua sẽ phải kẹp lại cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể tìm thực lực như hoàng tộc làm nơi nương tựa. Không biết hắn là muốn chọn hải thần đảo, hay là tiến đến Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Hùng Vĩ vượt lên trước một bước nói. Hải thần đảo đang trù hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư, chính là đang thiếu nhân vật anh hùng như Khương huynh thế này. Tạ Côn không chút khách khí nói. Khương huynh là chí tôn thánh phẩm, lại còn là cao giai niết bàn cảnh, không nên đến hải thần đảo chịu chết, đến Thiên Kiếm Thần Tông, ta có thể bảo đảm ngươi trực tiếp trở thành trưởng lão nội tông, tương lai thậm chí không ở dưới Tạ Côn ta. Dương Hùng Vĩ quát tháo. Chúng ta mời chào anh hùng hải vực, là muốn cùng nhau phấn đấu lý tưởng. Ngươi lại nói xấu hải thần đảo ta, đừng trách ta không khách khí. Tạ Côn cười lạnh. Lý tưởng của các ngươi là muốn mạng. Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi là ăn tươi nuốt sống. Khương huynh đừng nghe hắn, Thiên Kiếm Thần Tông còn sâu hơn so với biển cả. Nếu như ngươi tiến vào nơi đó, chuyện đầu tiên bọn hắn làm chính là bắt Long Lân Lôi Mã của ngươi. Đúng là hoang đường, chúng ta đường đường là hoàng đạo, há có thể đoạt của người khác. Các ngươi cướp còn thiếu sao? Ha ha, lấy chứng cứ ra đây. Ngược lại là hải thần đảo các ngươi, gần đây liên hợp thánh bằng đảo tùy ý phá hư, dẫn phát biển động tai nạn, tai họa cho dân chúng, đúng là tội không thể tha. Khương Qua ho nhẹ vài tiếng, chặn ngang bọn hắn rằng co, cao giọng nói. Ta cố ý gia nhập hải thần đảo, nhưng ta có một điều kiện. Ha ha, tốt tốt tốt, Khương huynh làm việc sảng khoái,
Hải thần đảo thứ tư đảo liền gọi là anh hùng đảo, cần nhân vật anh hùng như ngươi thế này. Dương Hùng Vĩ hướng vung một ánh mắt khiêu khích với Tạ Côn, cởi mở cười to. Khương huynh cứ nói đừng ngại. Ta nghe nói hòn đảo thứ tư còn không có xác định đảo chủ. Một câu của Khương Qua để cho sự mừng rỡ trên mặt Dương Hùng Vĩ cứng lại, cũng làm cho bầu không khí tại bến tàu nhanh chóng an tĩnh. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, vị đại gia này là tới làm đảo chủ. Thật mở cửa ra vào sao? Mặc dù hải thần đảo còn không có xác định đảo chủ, nhưng chủ yếu đã ổn định ở trên thân hai vị bán thánh đã tìm nơi nương tựa trước đó. Trước mắt hai vị bán thánh kia đều đã đi hải thần đảo, lấy lòng ba nhà Dương, Ngụy, Lý, cho mình lôi kéo liên quan. Ngay cả rất nhiều tán tu vừa mới gia nhập, cũng bắt đầu chọn ủng hộ bán thánh. Dương huynh, ta đang hỏi ngươi. Khương Qua cưỡi long lân lôi mã, ở trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hùng Vĩ. Dương Hùng Vĩ ngượng ngùng cười cười. Cho đến trước mắt, còn không có xác định. Giọng của Khương Qua hùng hậu, trung khí mười phần, rõ ràng truyền khắp bến tàu. Ta muốn gia nhập hải thần đảo, chỉ có một cái điều kiện. Làm đảo chủ. Hùng Vĩ đệ đệ, nhanh trả lời đi. Khóe miệng Tạ Côn nhếch, chờ nhìn Dương Hùng Vĩ trở thành trò cười. Dương Hùng Vĩ kéo khóe mắt ra, lúng túng nói. Khương huynh, mặc dù ta đã nghe qua danh uy của ngươi, nhưng muốn làm đảo chủ, đầu tiên cần thực lực, có thể chấn được đám ở trên đảo kia. Ừm, những anh hùng, cảnh giới của ngươi, còn giống như thiếu một chút. Khương Qua nói. Không phải ta làm đảo chủ, là lão đại của chúng ta làm đảo chủ. Lão đại, còn các ngươi. Dương Hùng Vĩ kỳ quái nhìn Khương Qua. Khương Qua lại có lão đại, ai giải thích cho ta ý tứ của lời này với? Chẳng lẽ Khương Qua còn có huynh đệ? Có thể làm cho Khương Qua cam tâm làm đệ đệ, sẽ là người nào? Nghe ngữ khí Khương Qua, hắn hẳn là đã nhận mấy huynh đệ. Có thể cùng Khương Qua xưng huynh gọi đệ, khẳng định là nhân vật anh hùng trung nghĩa vũ dũng, còn có thể đều là thánh phẩm. Bến tàu rất nhanh đã sao động, đây là thành đoàn tới sao? Tạ Côn tinh thần phấn chấn, chủ động nói. Xin hỏi Khương huynh, lão đại các ngươi là? Khương Qua nói. Chúng ta là năm huynh đệ kết nghĩa, ta đứng thứ ba. Bến tàu lần nữa bạo động, lấy thực lực cùng danh khí của Khương Qua, cũng chỉ đứng thứ ba. Người thứ hai là người thế nào, người đầu tiên lại là người thế nào? Khương Qua tiếp tục nói. Chúng ta bình thường hoạt động riêng, chỉ dùng phương thức liên lạc đặc thù. Trước khi đến ta đã để lại vết tích, mấy ngày nữa bọn họ sẽ lần lượt đuổi tới. Nếu như hải thần đảo có thể tiếp nhận chúng ta làm đảo chủ của anh hùng đảo, toàn bộ năm huynh đệ chúng ta sẽ gia nhập, nếu như không tiếp nhận, chúng ta cáo từ. Khương huynh, hải thần đảo chúng ta thành ý mời anh hùng các phương, nhưng đảo chủ cụ thể, cùng hình thức tạo dựng đảo thứ tư, còn không có chính thức công bố. Như vậy đi, ta mang ngươi tới hải thần đảo chúng ta nhìn trước. Dương Hùng Vĩ không làm chủ được. Mặc dù có thể làm huynh đệ kết nghĩa cùng Khương Qua, hẳn là chút nhân vật phi phàm, nhưng xem như bán thánh cũng cần cạnh tranh cùng hai vị bán thánh trước đó kia. Huống chi, muốn làm đảo chủ hòn đảo thứ tư, nhất định phải là tự mình thần phục tam đại gia tộc của hải thần đảo. Không thể nào thật sự là ai lợi hại thì người đó an vị, hải thần đảo cũng không thể nào thật sự làm cho đảo thứ tư tồn tại độc lập, cùng tam đại gia bình khởi bình tỏa. Cho nên, nào có ngang nhiên ra điều kiện làm đảo chủ, vị Khương Qua này quá kiêu ngạo, cũng có chút quá ngây thơ rồi. Tạ Côn tự định giá một lát, nhiệt tình nói. Không biết Khương huynh có nguyện ý mang theo huynh đệ các ngươi đến Thiên Kiếm Thần Tông hay không? Đại ca của ta cao ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới. Chính là bởi vì hải thần đảo nguyện ý sáng tạo hòn đảo thứ tư, còn có thể cùng ba đảo khác bình khởi bình tọa, ta mới tự tiện chủ trương, mời đại ca tới. Đại ca có nguyện ý làm đảo chủ đảo thứ tư của hải thần đảo hay không còn đều chưa xác định. Còn Thiên Kiếm Thần Tông, đến lúc đó rồi nói sau. Khương Qua dựa theo lời Khương Phàm phân phó, cố ý thừa nước đục thả câu, câu khẩu vị các phương. Hắn càng như vậy, đám người càng là hiếu kỳ. Rốt cuộc là nhân vật nghiêu bức gì mà lại cao ngạo như thế? Dương Hùng Vĩ cười ha ha vài tiếng, nhiệt tình nói. Xin mời Khương huynh tới chỗ chúng ta nghỉ ngơi trước. Chờ ta xin chỉ thị tộc trưởng, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Tạ Côn nói. Khương huynh còn không có quyết định gia nhập các ngươi liền chuẩn bị giam lòng. Khương huynh, vẫn đến chỗ Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta đi, chúng ta làm hoàng đạo,
sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, đến lúc đó bất luận ngươi là lựa chọn phương nào, chúng ta đều sẽ tôn trọng. Không cần, ta sẽ chờ ở chỗ này. Khương Qua cưỡi Long Lân Lôi Mã, xông về vách núi xa xa. Mọi người nhìn Khương Qua đi xa, lại tiếp tục nghị luận ầm ĩ. Đây là muốn một mực chờ, trước tiên đi nghênh đón sao? Có thể làm cho Khương Qua tôn trọng như vậy, rốt cuộc vị lão đại kia là nhân vật anh hùng bực nào? Đều ở đây nhìn chằm chằm, ta đi xin phép. Dương Hùng Vĩ cao giọng la lên, bước nhanh rời khỏi. Nhưng hắn cũng không có thật sự đi xin phép Dương Lam, càng không có phái người thông báo tộc trưởng, mà là tiềm phục tại chỗ tối, yên lặng chờ cái gọi là huynh đệ của Khương Qua. Ngươi nói có là có rồi. Mà, một kẻ tán tu mà thôi, thật sự đề cao bản thân mình quá. Dương Hùng Vĩ đầu tiên muốn xác định rốt cuộc có đáng để bản thân đi xin phép hay không, còn phải xem tình huống là xin chỉ thị Dương Lam, hay trực tiếp báo cáo tộc trưởng. Tin tức rất nhanh đã từ bến tàu Đông Bộ truyền đến Kim Bảo đảo náo nhiệt, lập tức gây nên phong trào nghị luận không nhỏ. Đám tán tu nơi này đa số đều nghe qua thanh danh Khương Qua, nhưng không có ai biết hắn lại còn có huynh đệ kết nghĩa. Nhưng chuyện này lại đều câu lên được khẩu vị của mọi người. Rất nhiều người đều tuôn đến bến tàu Đông Bộ, muốn nhìn một chút xem cái gọi là huynh đệ của Khương Qua sẽ là dạng nhân vật gì. Kết quả bọn hắn chờ đợi ròng rã một ngày. Khi màn đêm lui đi, mặt trời mọc lên ở phương đông, thiên hải cũng còn nhuộm thành màu đỏ, rất nhiều người nhàm chán rời khỏi, còn lại đều không có tinh thần gì nữa. Đột nhiên, từng tiếng long ngâm hùng hồn từ đại dương mênh mông truyền đến, nhanh chóng rõ ràng, kinh hồn nhiếp phách. Mây mù cuồn cuộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một con hắc lân rực long từ trên trời giáng xuống, thân hình tráng kiện, uy mãnh khổng lồ, toàn thân hiện ra ý lạnh lẫm liệt. Hai cánh mở rộng chừng hơn 50 mét, bao quanh cuồng phong màu đen. Hắc lân rực long. Đó là yêu thú sao, hay là nhân tộc biến thành yêu thể? Long uy thật mạnh, lại để cho ta đều có chút ngạt thở. Rực long tuy chỉ là nhánh của long tộc, nhưng bất luận là trên thiên không, hay là dưới lục địa đều có thể xưng vương xưng bá. Đám người bạo động, tranh nhau nhìn ra xa, ai cũng không nghĩ tới thậm chí mình lại có may mắn nhìn thấy rực long. Lúc này, Long Lân Lôi Mã trên vách đá lại phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, phóng lên tận trời, đón nhận rực long bao quanh cuồng phong nơi xa. Mau nhìn, Khương Qua nghênh đón. Chẳng lẽ đó chính là huynh đệ mà Khương Qua chờ đợi? Rực long linh văn sao? Đây là lão đại, hay là lão nhị? Nhanh nhanh nhanh, ai cho điều tra thêm là cảnh giới gì đi? Bến tàu náo nhiệt, mong đợi một ngày, không có thất vọng. Nếu như rực long kích phát huyết mạch, tương lai thật sự có khả năng thẳng tới cảnh giới bán thánh. Dương Hùng Vĩ, Tạ Côn đều liên tiếp xuất hiện, vội vàng vào tới phía trước. Nếu như vị lão đại này là Dực Long, xác thực đáng để bồi dưỡng. Dực Long dương cánh cuồng kích, nhấc lên cuồng phong màu đen, long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời, để yêu thú mãnh cầm trên bến tàu đều run lẩy bẩy. Long uy thực sự quá kinh khủng. Khương Qua cưỡi Long Lân Lôi Mã giáng lâm đến trên bến tàu, cao giọng tuyên bố: đây là ngũ đệ ta, Chu Ngao. Ầm ầm, hắc phong cuồn cuộn, long uy mãnh liệt, rực long biến thành nam tử mặc áo bào đen, rơi xuống trên bến tàu. Hắn mang theo mặt nạ màu đen, che khuất nửa gương mặt, nhưng thẳng tắp thân thể, cao ngạo long tộc khí chất, mang cho vô số người áp bách cường đại. Ngũ đệ, đây chỉ là lão ngũ. Mọi người đều kinh ngạc. Đều là rực long mà còn chỉ có thể xếp tại thứ năm. Là huyết mạch không có kích phát sao? Hay là phẩm cấp linh văn chỉ là càn nguyên thánh phẩm? Hàn Ngạo đứng thẳng tắp, dáng dấp hiên ngang, toàn thân vần quanh long khí màu đen, cao ngạo tự giới thiệu. Ta, Chu Ngao, chí tôn thánh phẩm, huyết mạch rực long, có tư cách gia nhập hải thần đảo hay không? Hoa! Tiếng nghị luận tại bến tàu lập tức tăng vọt mấy phần. Vậy mà đã là chí tôn thánh phẩm rồi, còn đã thức tỉnh huyết mạch. Tiềm lực trong tương lai đúng là rất rộng lớn. Hô hấp của Dương Hùng Vĩ, Tạ Côn đều dồn dập, nếu thiên phú như vậy rơi xuống trong hoàng tộc, khẳng định sẽ toàn diện bồi dưỡng, mục tiêu trực chỉ cảnh giới bán thánh. Nhưng đây vẫn chỉ là lão ngũ, lão tứ đâu, chẳng phải cũng là chí tôn thánh phẩm, lại là huyết mạch gì. Trách không được có thể cùng Khương Qua xưng huynh gọi đệ, đám người này đơn giản là muốn nghịch thiên, cũng có thể tự mình khai sáng cường tộc. Giọng Khương Qua vang dội, cố ý truyền khắp bến tàu.
Hải thần đảo còn không có làm ra quyết định. Còn không có quyết định, là xem thường huynh đệ chúng ta sao? Bọn hắn không nguyện ý để đại ca làm đảo chủ. Ha ha, nếu như đại ca đến nơi này, là đã để mắt hải thần đảo bọn hắn. Năm huynh đệ chúng ta có thể gia nhập hải thần đảo, cũng là vinh hạnh của hải thần đảo. Chúng ta có tự tin, nhưng bọn hắn không tin, vẫn chờ đại ca một chút đi. Khương Qua mang theo Hàn Ngạo, đi đến trên vách đá nơi xa, chờ đợi các huynh đệ khác. Dương Hùng Vĩ khẽ nhíu mày. Thật ngông cuồng, mặc dù xác thực có thiên phú, nhưng cao ngạo đến xem thường hải thần đảo, cũng có chút không biết điều. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, ở bên trong quần thể tán tu, bọn hắn hẳn là thuộc về đỉnh tiêm, bình thường khẳng định cao ngạo đã quen. Người như vậy, thật thích hợp với hải thần đảo sao? Dương Hùng Vĩ quyết định tiếp tục quan sát. Tạ Côn cũng không có vội vã mời chào, hắn muốn chờ hải thần đảo từ chối năm vị huynh đệ này, thuận tiện xoa đi nhuệ khí, sau đó lại cân nhắc phải chăng nên mời chào. Lão Ngũ là Dực Long. Tin tức từ bến tàu truyền đến Kim Bảo Đảo, gây nên càng nhiều chú ý. Nhưng, từ trên trời sáng đến trời tối, lại đến ngày thứ hai. Ngày thứ ba, mọi người từ đầu đến cuối đều không có đợi đến huynh đệ mới. Trong lúc đó không ngừng có tán tu khác chạy đến tìm nương tựa, không thiếu chút nhân vật danh chấn một phương, gây nên oanh động cùng chú ý mới. Cho đến đêm khuya ngày thứ sáu, bầu trời tăm tối đột nhiên hiển hiện tinh thần, lấp lóe đầy trời, rất nhanh đã xen lẫn thành một con đường, đặc biệt sáng chói tại bầu trời tăm tối, giống như trên trăm ngôi sao xuyên đến một chỗ. Giống. Long Lân Lôi Mã xôi trào lôi chiều, nhảy vọt lên cao, nghênh đón chùm sáng tinh thần xa xa. Hàn Ngạo hóa thân Dực Long, nhấc lên cuồng phong, xôi trào long uy, cũng nghênh phía tinh thần. Lại một vị huynh đệ tới rồi sao? Bến tàu rất nhanh đã náo nhiệt lên, số lượng lớn tán tu chen chúc đi ra. Chẳng lẽ là tinh thần Linh Văn? Linh Văn có thể thao túng tinh thần, bên trong tán tu của thần vực Chi Hải lại xuất hiện Linh Văn tôn quý như thế. Tạo nghệ tinh thần thật mạnh, có thể ngưng tụ tinh quang, hoành giá trời cao. Nếu như diễn biến thành thế công, không biết sẽ là uy lực gì. Tinh thần Linh Văn, đúng thứ mấy? Hẳn là thứ hai. Rất có thể là thứ hai, dù sao tinh thần Linh Văn cũng quá tôn quý. Tinh thần ngưng tụ chùm sáng xuyên thủng không gian, bằng tốc độ kinh người giáng lâm đến bến tàu đông bộ. Tinh quang lấp lóe, giống như màn mưa, chiếu ánh lấy một nam tử phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ, mặc dù mang theo mặt nạ hé mở, nhưng vẫn khó mà che giấu được sự phóng khoáng của hắn. Đây là tứ đệ ta, Hàn Thú, tinh thần Linh Văn thuần chính, chí tôn thánh phẩm. Khương Qua mang theo Chu Thanh Thọ, giới thiệu với Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn trên bến tàu. Lại là chí tôn thánh phẩm. Nội tâm Dương Hùng Vĩ chấn động. Dực Long, tinh thần, đều là chí tôn thánh phẩm. Bọn hắn là thế nào làm được? Đừng nói là tán tu, xem như hải thần đảo bọn hắn, muốn bồi dưỡng thánh phẩm Linh Văn đến chí tôn thánh phẩm đều cực kỳ khó khăn. Trừ phi thời điểm thức tỉnh cũng đã là đại thừa. Mặc dù số lượng tán tu của thần vực Chi Hải khổng lồ, không thiếu hạng người kinh thái tuyệt diễm, nhưng liên tiếp xuất hiện chí tôn thánh phẩm, vẫn để cho người ta kinh ngạc. Tạ Côn không do dự nữa, chủ động mời nói. Ta đã xin chỉ thị tam trưởng lão nội tông tọa trấn Kim Bảo Đảo, chỉ cần huynh đệ các ngươi nguyện ý, thần tông nguyện ý mời các ngươi làm trưởng lão nội tông, cũng toàn lực phối hợp các ngươi tăng lên cảnh giới, trùng kích đỉnh phong niết bàn. Sau này năm huynh đệ các ngươi liên hợp, cũng sẽ trở thành một nguồn lực lượng cường đại thần tông bên trong, thắng được tôn trọng. Dương Hùng Vĩ há hốc mồm, vừa muốn mời, Khương Qua đã nói. Chúng ta còn muốn chờ đại ca nhị ca tới, nếu như muốn gia nhập hải thần đảo, chúng ta hy vọng làm đảo chủ, nếu như phải vào thiên kiếm thần tông, đại ca của chúng ta muốn làm trưởng lão nội tông trong bảng hạng 10 người đứng đầu. Khóe mắt Tạ Côn run rẩy, cưỡng bức ngừng lại. Trong 10 vị trí đầu, tại Thiên Kiếm Thần Tông, trưởng lão nội tông đã là địa vị rất cao, mà vào trong 10 vị trí đầu là thuộc về cao tầng chân chính. Coi như Tạ Côn hắn, đều quanh quẩn một chỗ bên ngoài 10 vị trí đó. Nhất định phải vào 10 vị trí đầu sao? Tạ Côn duy trì nụ cười, trong lòng lại cảm giác đám người này có chút không biết điều, các ngươi chung quy vẫn là tán tu, mặc kệ thiên phú như thế nào cảnh giới như thế nào. Có thể từ tán tu tiến hoàng đạo đã là khó có được vinh hạnh đặc biệt, lại còn muốn trực tiếp trở thành cao tầng. Đại ca của ta ra đáng giá với điều kiện này, lại phối hợp huynh đệ chúng ta, càng giá trị. Tha thứ ta nói thẳng,
các ngươi vừa mới tiến vào thần tông liền muốn điều kiện cao như vậy, rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn, ta đề nghị vẫn là làm trưởng lão nội tông trước, sau đó bằng vào năng lực của mình, từ từ đi lên. Nếu như thế, vậy thì không có gì để nói. Khương Qua quả quyết từ chối. Chu Thanh Thọ nhìn xung quanh, cao giọng nói. Nhị ca đâu? Khương Qua nói. Nhị ca hẳn là qua mấy ngày nữa liền đến. Không đúng, một thời gian trước đệ đã gặp mặt nhị ca, huynh ấy còn từng có hứng thú đối với điều kiện của Hải Thần Đảo, nói muốn đi qua nhìn nữa cơ mà. Ồ, chẳng lẽ nhị ca đã đến? Tính cách nhị ca huynh cũng rõ ràng, nói không chừng đã ở trên đảo. Bọn hắn kẻ sướng người họa, hoàn toàn dựa theo kế hoạch Khương Phàm chỉ định trước đó mà tiến hành. Dương Hùng Vĩ chủ động nói. Không biết tôn danh nhị ca các ngươi, ta có thể an bài người đi mời. Tình huống của nhị ca chúng ta tương đối phức tạp, các ngươi khả năng ai cũng không có gặp. Tuy nhiên, huynh ấy giống như chúng ta, đều mang mặt nạ hé mở, ta là màu lam, ngũ đệ là màu đen, tứ đệ là màu trắng, nhị ca là màu tím. Khương Qua vừa dứt lời, Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn chăm miệng một lời thét lên ra lệnh người bên cạnh. Còn không mau đi tìm. Khương Qua bỗng nhiên gọi lại. Chờ một chút, linh văn của nhị ca của ta là hắc động, nhị ca của ta nuôi một thứ đặc thù, tuyệt đối không nên chọc giận nó, nếu không kim bảo đảo phải sẽ phải gặp. Lỗ đen, bến tàu oanh động, còn có linh văn như thế này. Đơn giản là chưa từng nghe thấy. Không hổ là có thể làm cho Khương Qua tôn trọng. Nuôi thứ gì? Tạ Côn lại hiếu kỳ. Tóm lại không nên trêu chọc là được. Khương Qua lắc đầu, cố ý thừa nước đục thả câu. Hai ngày trước Khương Phàm đã đến Kim Bảo Đảo, cố ý kéo dài thời gian, không chỉ là tạo lo lắng cùng chờ mong, càng là bởi vì một hải linh mà hắn tỉnh lại từ bên trong tầng thứ tư của Thông Thiên Tháp, dùng để trang bức. Hai ngày này hắn đi lòng vòng bốn chỗ, sau khi hiểu rõ tình huống ở các nơi, lặng lẽ làm bố cục cho Thiên Kiếm Thần Tông, đưa hai kiện bảo bối đến thương hội đấu giá. Một kiện là ngũ hành kiếm, đến từ đường ra cổ hoa. Là di cốt hoàn chỉnh của ba vị bán thánh mà đường ra dùng ra để chế tạo. Ba vị bán thánh này đều là linh văn đã thức tỉnh qua bốn loại nguyên tố, đồng thời diễn dịch đến cực hạn, cuối cùng đạt tới cảnh giới bán thánh. Chuôi ngũ hành kiếm này cũng trấn tộc bảo khí cuối cùng của đường ra, tự xưng thánh khí. Từ đó về sau, trong mấy ngàn năm, đường ra từ đầu đến cuối đều đang dùng di cốt huyết mạch nuôi nấng ngũ hành kiếm. Tử tôn phạm sai lầm, xử tử ném vào huyết trì. Tử tôn chết ngoài ý muốn, ném vào huyết trì. Trước khi chết cam nguyện làm cống hiến cho gia tộc, ném vào huyết trì. Trong mấy ngàn năm này, ngũ hành kiếm không biết đã dung hợp bao nhiêu di cốt, hấp thu bao nhiêu huyết mạch, cuối cùng cũng thành ngũ hành thánh kiếm thật sự, cũng là một thanh hung kiếm tràn đầy chấp niệm, chữ hàng vô số hồn phách của đường ra. Một kiện thì là tiểu quang mang thánh thuật Khương Phàm vơ vét từ trong hoàng cung, lại còn là nguyên bản. Khi hai kiện bảo bối đưa đến hội đấu giá, lập tức đã đưa tới oanh động, chỉ là Khương Phàm cố ý sách giá cả, để vô số cường giả tiếc nuối từ bỏ. Sau khi Thiên Kiếm Thần Tông nhận được tin tức, thông qua mối quan của bọn hắn, trực tiếp liên hệ đến người phụ trách hội đấu giá, sau đó biết được nơi Khương Phàm ở. Lục Du công tử, hân hạnh, ta là tam trưởng lão của Thiên Kiếm Thần Tông, Phó Nghiêu. Một vị nam tử anh tuấn gõ của tiểu viện Khương Phàm thuê, mặt mỉm cười, lại khó nén cao kiêu ngạo. Hắn nhìn như 40-50 tuổi, cũng đã là tam trưởng lão hoàng đạo, đứng hàng hạch tâm cao tầng. Đủ để có thể thấy được thiên phú của người nọ, cùng bối cảnh thâm hậu trong thần tông. Ồ, ngài là trưởng lão thần tông. Khương Phàm đứng dậy, cố ý ngạc nhiên đánh giá nam tử, cũng lặng lẽ áp chế chính khí tức linh văn của mình. Ngàn lần chính xác, vị này chính là trưởng lão nội tông trẻ tuổi nhất thần tông. Người đứng bên phải Phó Nghiêu là một lão nhân đang nội liếm khí thế, nhưng ánh mắt lại lộ ra tinh quang, thật không đơn giản. Nam tử bên trái Phó Nghiêu là một vị thanh niên, thân hình gầy gò, lại thẳng như kiếm, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ lăng lệ, chỉ là giống như Phó Nghiêu, có chút ngẩng đầu, tư thái cao ngạo. Ta phạm vào kiêng kỵ gì sao, lại có thể làm cho tam trưởng lão đích thân tới đây? Lục công tử biết hai kiện bảo vật giáp đình thương hội đang bán đấu giá không? Hai kiện nào? Một kiện là ngũ hành thánh kiếm, một kiện là tiểu quang mang thánh thuật. Hơi có nghe thấy. Ha ha, Lục công tử, nếu ngươi thấy được chúng ta liền hẳn phải biết tại sao chúng ta tới nơi đây.
ngũ hành thánh kiếm cùng tiểu quang mang thánh thuật, đều là bảo vật của ngươi. Khương Phàm có chút nhíu mày, nhẹ giọng cười nói. Giáp đình thương hội không tuân quy củ nhỉ, lại tiết lộ tin tức người bán. Hai kiện kia chúng ta đều đã thấy, xác thực đều là bảo bối tốt. Ta muốn xin hỏi Lục công tử, người từ đâu lấy được bảo vật như vậy? Trước đó Phó Nghiêu không có hứng thú đối với bảo vật tại Kim Bảo Đảo, càng khinh thường đồ mua tại chỗ này. Coi như sau khi tin tức ngũ hành thánh kiếm truyền ra, hắn đều không có để ý, thậm chí khịt mũi coi thường, cũng dám xưng thánh kiếm, đúng là hoang đường. Nhưng nam tử bên trái hắn cũng chính là hài tử của hắn, Phó Tiêu Giao, lại tận mắt thấy ngũ hành kiếm trên hội đấu giá, rất là chấn kinh. Phó Nghiêu tự mình đến Giáp Đình Thương Hội, sau khi uy bức lợi dụ, lấy được ngũ hành thánh kiếm, cẩn thận nghiên cứu một phen. Thanh kiếm kia quả thật có thể kích phát ra thánh uy, pháp lệnh uy lực ngũ hành giữa thiên địa, hiện ra thực lực phi phàm, càng quan trọng hơn là, ở trong đó có vô số linh hồn đang yên lặng, không có hơn vạn cũng có 8.000. Nói cách khác, thanh kiếm này thật sự có thể xưng thánh kiếm, lại là thánh kiếm có thể phóng thích sát niệm cường đại. Về phần tiểu quang mang thánh thuật, vậy mà lại để cho hắn nghĩ tới đại quang mang thiên thuật của đại quang mang thần điện. Phó Nghiêu khó có thể tưởng tượng được Kim Bảo Đảo lại có thể xuất hiện vũ khí cùng võ pháp như thế này, cho nên nhất định phải tận mắt xem xét vị chủ nhân này. Phó Tiêu Giao cẩn thận quan sát đến nam tử trước mặt, không nghĩ tới lại rất trẻ trung, mà linh văn khí tức còn vô cùng phức tạp. Lơ lửng không cố định, chợt mạnh chợt yếu, khó mà xác định tình huống thật, nhưng lại còn đưa tới cho hắn cảm ứng yếu ớt. Phó Tiêu Giao cẩn thận quan sát đến nam tử trước mặt, không nghĩ tới lại rất trẻ trung, mà linh văn khí tức còn vô cùng phức tạp, lơ lửng không cố định, chợt mạnh chợt yếu, khó mà xác định tình huống thật, nhưng lại còn đưa tới cho hắn cảm ứng yếu ớt. Khương Phàm chỉnh ngay ngắn mặt nạ hé mở, cười nhạt nói. Ta có thể bảo đảm lai lịch rất chính đáng, không phải trộm cướp. Nhưng về phần lấy được từ nơi nào, ha ha, giữ bí mật. Phó Tiêu Giao nói, bảo vật như vậy không thể nào có lai lịch rất chính đáng, không phải trộm thì chính là cướp. Mà bảo vật như vậy, cho dù ai đạt được đều sẽ cẩn thận giấu kỹ, vậy mà ngươi lại lấy ra đấu giá, nói rõ ngươi nóng lòng ra tay. Nóng lòng ra tay, cũng chính là trong lòng có quỷ. Vị công tử này là Phó Tiêu Giao, đây là gia phụ. Tiêu Giao công tử có thể có suy đoán như vậy, cũng là hợp tình lý, nhưng các ngươi cứ việc điều tra, hai thứ bảo bối này không có dính đến bất cứ ân oán gút mắc gì. Ta mở ra điều kiện, các ngươi hẳn là đều biết, Mai Rùa Huyền Vũ, Mai Rùa chính thức có được huyết mạch Huyền Vũ. Chỉ có thánh kiếm mới xứng với bảo vật như vậy, cho nên ta lấy ra giao dịch. Ta biết giao dịch với đồ Huyền Vũ là phạm vào kiêng kỵ của hải vực, cho nên lại lấy ra tiểu quang mang thánh thuật. Ngươi hẳn không phải là thủy hệ linh văn, tại sao muốn Mai Rùa Huyền Vũ? Ta không cần, là tìm cho tiểu sủng vật ta nuôi. Một yêu quy sao, ngươi muốn dùng Mai Rùa Huyền Vũ, kích phát huyết mạch yêu quy. Ta muốn làm gì, các ngươi cũng đừng quản. Nếu các ngươi đã tới, hẳn là làm giao dịch. Chỉ cần cho ta một cái Mai Rùa hoàn chỉnh, ta có thể cùng các ngươi làm giao dịch. Ta vẫn hoài nghi lai lịch đồ của ngươi bất chính, chỉ bằng một kẻ tán tu như ngươi. Không thể nào đạt được bảo bối như vậy. Ta cũng không phải tán tu bình thường. Ta không chỉ có hai thứ bảo bối này, ta còn có thêm nữa. Khương Phàm cười cười, chớp mắt nói. Vận khí ta tốt. Trong lòng Phó Nghiêu và Phó Tiêu Giao cũng hơi khẽ động, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện bảo tàng từ bí cảnh nào đó. Gần đây Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo phá hư khắp nơi, đã dẫn phát không ít tai nạn, đáy biển một ít vết nứt nơi rãnh biển đều hứng chịu tới trùng kích. Chẳng lẽ có bí cảnh đã bị Thánh Bằng Đảo bỏ sót lại, bị hắn phát hiện? Nghĩ tới đây, đáy mắt Phó Nghiêu nổi lên tinh mang, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Không biết trên tay Lục công tử còn có bảo vật gì? Nếu quả thật có giá trị, ta có thể mua xuống toàn bộ. Bây giờ ta còn không có ý nghĩ ra tay toàn bộ, trước tiên cứ bán ngũ hành thánh kiếm cùng tiểu quang mang thánh thuật. Không dối gạt các ngươi, ta lấy ra hai kiện này. Thật đúng là bởi vì người của Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi ở chỗ này. Người khác không dám giao dịch Mai Rùa Huyền Vũ, các ngươi hẳn là dám, mà rất có thể thật có. Chúng ta quả thật có thể giao dịch, nhưng một kẻ tán tu như ngươi, chỉ nói là ra mấy chữ này giao dịch Mai Rùa Huyền Vũ liền đã phạm vào kiêng kỵ. Huyền Vũ, chính là đế quân, bộ tộc Huyền Vũ, càng là đế tộc. Phó Nghiêu lặng lẽ làm thủ thế, lão nhân đứng ở phía sau bên phải chuẩn bị kỹ càng.
Phó trưởng lão, người chớ xem ta là tán tu bình thường. Ví dụ như bây giờ, người đang động ý nghĩ xấu sao? Ha ha, sau này còn gặp lại. Toàn thân Khương Phàm đột nhiên dâng lên từng mảnh tinh quang, kịch liệt xen lẫn, xô ra một cái lỗ đen, trong nháy mắt đã cuốn hắn vào hư không. Phó Nghiêu và hai người khác bất ngờ, đây là vũ khí sao? Hay là một loại võ pháp nào đó? Phong tỏa hòn đảo cho ta, tìm tới hắn. Phó Nghiêu thét lên ra lệnh lão nhân bên phải. Ta đi Giáp Đình thương hội, có khả năng hắn đi nơi đó cầm lại bảo bối của mình. Phó Tiêu Dao đang muốn đi ra ngoài, đối diện đụng phải đệ tử thần tông đang vội vã chạy tới nơi này. Sau khi đệ tử thần tông hành lễ, liền bẩm báo với bọn hắn, nói. Hai vị huynh đệ của Khương Qua đã đến, là lão tứ lão ngũ. Đến đã đến, chờ lão đại lão nhị tới lại nói. Công tử, hai vị huynh đệ này không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Một người là Dực Long, một người là Tinh Thần, đều là chí tôn thánh phẩm. Ồ, ngay cả Phó Nghiêu cũng hơi có phản ứng. Bên trong tán tu, chí tôn thánh phẩm vô cùng hiếm thấy, chí tôn thánh phẩm kéo thành đoàn, càng là khó gặp. Bọn hắn còn nói lão nhị đã ở trên đảo, mang theo mặt nạ màu tím, hắc động linh văn, còn có chiến sủng đặc biệt. Lỗ đen, còn mang theo mặt nạ. Phó Tiêu Dao sững sờ, trùng hợp như vậy sao? Năm huynh đệ bọn hắn đều mang mặt nạ, che nửa gương mặt. Vị lão nhị này tên gọi là gì? Bọn hắn không nói. Khương Phàm rời khỏi tiểu viện, đi thẳng đến Giáp Đình thương hội. Lý hội trưởng, làm ăn phải nói quy củ, các ngươi cứ bán ta đi như vậy. Khương Phàm đi đến tầng cao nhất tại thương hội, chất vấn tên hội trưởng to béo của Giáp Đình thương hội. Bên trên gương mặt béo trắng nõn mượt mà của hội trưởng mang theo nụ cười như thói quen. Là Lục công tử sao, người đây là nói cái gì vậy? Giáp Đình thương hội chúng ta chính là thương hội lớn nhất cổ xưa nhất, cũng là coi trọng thành tín nhất trên Kim Bảo Đảo. Chính là các ngươi giữ chữ tín, ta mới đến chỗ các ngươi nơi này ra bán bảo bối, cũng đồng ý cho các ngươi rút thành 10%, kết quả các ngươi lại tiết lộ tình huống của ta cho Thiên Kiếm Thần Tông. À, ngươi nói Tam trưởng lão Thần Tông sao, ngài ấy chỉ tới hỏi tình huống, ta thuận miệng nói ra tên, đặc biệt, cũng không có nói ngươi ở đâu. Hẳn là hắn phát động người của hắn tìm tới. Ngươi cũng biết, bọn hắn là hoàng đạo, là chủ nhân của thần dụ chi hải, tìm người còn không nhẹ nhàng sao? Lý hội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Ta không cùng ngươi nhiều lời, đồ ở đâu? Ta muốn lấy đi. Đồ còn chưa có bán. Ta không bán. Chúng ta vì tuyên truyền, tốn không ít tinh lực, ngươi nói không bán thì không bán rồi. Ha ha, không tuân theo quy củ. Lý hội trưởng nhìn thấy tiểu tử này khí thế hung hăng liền biết hẳn là thần tông đã đi qua tìm. Nếu đã như thế này, hắn liền muốn thay thần tông cản lại, thay cái thể diện. Thiên Kiếm Thần Tông, chủ nhân thật sự của thần dụ chi hải, đây cũng không phải là vấn đề mà loại thương hội như bọn hắn liền có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Là các ngươi trái với quy củ trước đây, trả đồ lại cho ta. Ngươi là muốn gây sự sao? Lục công tử, nơi này là Giáp Đình thương hội. Thương hội lớn nhất Kim Bảo Đảo, đừng nói ngươi là Niết Bàn Tứ Trọng Thiên liền xem như Thất Trọng Thiên tới, đều phải cân nhắc một chút. Ta nói một lần cuối, trả đồ của ta lại cho ta. Ta cũng lặp lại lần nữa, đừng nghĩ gây sự tại Giáp Đình thương hội ta. Giáp Đình thương hội truyền thừa đã bao nhiêu năm? Thật muốn tính toán ra, phải có hơn 2.000 năm. Ngươi ngồi vào vị trí này, không dễ dàng nhỉ. Ha ha, còn có thể. Khương Phàm nhìn hội trưởng thương hội mập mạp, thật lâu, cười lạnh. Ngươi là con cóc biển. Ngươi nói cái gì? Hội trưởng biến sắc. Ngươi ngồi vào đầu. Khương Phàm một tay nắm chặt thông thiên tháp, chỉ lên trời một kích. Ầm ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, không gian đều nổi lên gợn sóng, toàn bộ cửa sổ tầng cao nhất nổ nát vụn. Một mảnh ánh sáng màu xanh lam hừng hực chiếu thấu tầng cao nhất của thương hội. Sáng đến mức khiến cho hội trưởng cùng bọn thị vệ đều mở mắt không ra, càng cảm nhận được cảm giác nặng nề khó nói nên lời. Nhưng đây không phải ánh sáng chân chính, mà là thủy nguyên lực. Ầm ầm, ầm ầm. Ánh sáng màu xanh lam tăng vọt, diễn biến kịch liệt, hóa thành hải triều cuồn cuộn lấp đầy tầng cao nhất, che mất hội trưởng, các thị vệ và tất cả mọi người, cuốn bọn hắn đụng cửa sổ rách dưới bay ra ngoài. Hải triều tiếp tục cuồn cuộn. Bao phủ tầng cao nhất sau đó thuận hướng tiếp tục lao nhanh xuống, rót đầy thương hội.
Tòa này thương hội xa hoa tổng cộng có trên dưới 18 tầng, bên trong náo nhiệt ngoại trừ mua bán, đi dạo, còn có đang đấu giá, đều tại bất ngờ không đề phòng bị thủy triều từ trên trời giáng xuống bao phủ, bị địa tầng sụp đổ va chạm. Thương hội lắc lư kịch liệt, ầm vang sụp đổ, hải triều thao thao bất tuyệt, phóng tới trùng kích, giống như một con sóng lớn đột nhiên vượt qua không gian kéo đến, nuốt hết phố dài, phá hủy phòng ốc. Đường đi náo nhiệt lập tức loạn thành một bầy, phòng ốc đổ sụp, yêu thú kinh hoàng dãy giụa, số lượng lớn cường giả chật vật bị cuốn đi. Ở bên trong thủy triều cuồn cuộn, một con cự quy màu lam từ trong giáp đình thương hội ầm vang đứng dậy, cơ thể vài trăm mét tản ra ánh sáng, nó đạp trên hải triều, ngẩng đầu lên trời gào thét cuồng liệt, thanh triều cuồn cuộn, giống như cơn lốc quét sạch đất trời. Hống hống hống, toàn thân cự quy màu lam quấn quanh lấy tự phù đỏ như máu, bị cường thế áp chế, nhưng rốt cuộc cũng rời khỏi thông thiên tháp, cảm giác tự do để nó phát cuồng nổi điên, mãnh liệt vỗ mạnh hải triều. Thoáng chốc, tầng mây trên bầu trời rơi xuống, hóa thành thủy triều cuồn cuộn vào tới con rùa xanh, biển cả ở phương xa nổi sóng lớn ngập trời, chồng chất mấy trăm đến hơn ngàn con sóng, liên miên bất tuyệt va chạm vách núi, bao phủ bến tàu. Trên hòn đảo kéo dài hơn 300 dặm, hà triều bay lên không, giống như lão long đang gào thét, vọt tới rùa xanh. Càng có số lượng lớn tinh thạch thủy hệ, linh lực võ giả thủy hệ, đều hóa thành thủy nguyên lực phóng lên không. Tràng diện kia cứ như hoàng giả đang trở về, chiếu lệnh ngàn vạn thủy triều. Hống hống hống, cự quy màu lam nhanh chóng to lớn hơn, từ trăm mét đến mấy trăm mét, cho đến hơn ngàn mét. Hình dáng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, thủy triều đang chiếm cứ xung quanh nó, giống như núi lớn kéo lên nó, thẳng tới trời cao. Nếu như không phải bị phong ấn kiềm chế, thì tràng diện bạo động rất có thể đã trực tiếp mất khống chế. Hòn đảo đại loạn, vô số người ngắm nhìn hình ảnh rung động giữa hòn đảo kia. Đó là hải thú gì? Giáp đình thương hội sao? Quái vật chạy từ chỗ đó đi ra. Đây không phải là hải thú, là võ pháp. Không có khôi giáp, không có huyết nhục, là năng lượng thể, võ pháp, khẳng định là võ pháp. Ai có thể kiến tạo thanh thế như vậy, ai dám làm càn tại giáp đình thương hội? Xa xa, hải triều bao phủ bến tàu, va chạm vách núi, dọc theo đường núi gập ghềnh thẳng đến trong hòn đảo, dòng sông thác nước trên đảo nhanh chóng khô cạn, hóa thành thủy triều cuồn cuộn, vượt ngang trời cao, đánh tới cự quy nguy nga. Dân chúng bị dìm ngập vùng vẫy dẫy chết, những người không có bị bao phủ thì rung động nhìn ra xa. Bọn người Phó Nghiêu liên tiếp bay lên không, ngắm nhìn cự quy đang gào thét ở nơi xa, sắc mặt hơi biến đổi. Đó là võ pháp sao? Hay là... Oanh! Khương Phàm bước ra từ lỗ đen, đứng ở trên thân cự quy, sau khi nhìn quanh toàn trường, hắn lại nhìn Phó Nghiêu. Khóe miệng khẽ nhếch, bỗng nhiên khống chế nắm chặt đường vân màu máu, cự quy gào thét một tiếng, nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng chỉ còn hình dáng mơ hồ, bị hắn kéo vào thông thiên tháp. Đây là một cổ hải linh mà Khương Phàm tròn từ tầng thứ tư, hai bên làm giao dịch, tạm thời để hắn điều động, tương lai thả về hải dương. Khương Phàm tay trái nâng một cái miếng sắt, tay phải mang theo một thanh kiếm sắc, sau khi biểu hiện ra với Phó Nghiêu ở phía xa xa, toàn thân lại dâng lên tinh quang, xô ra lỗ đen, cuốn hắn đi. Theo hải linh biến mất, thủy triều cuồn cuộn ầm vang sụp đổ, ngay cả hà triều lao nhanh cùng hải triều trùng kích cũng đều mất đi kiềm chế, bao phủ hòn đảo, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Kim Bảo đảo náo nhiệt phồn hoa hoàn toàn đại loạn. Chính là hắn sao? Hắn chính là nhị ca của Khương Qua. Phó Tiêu Giao kinh ngạc, người này có chút phách lối thật, lại dám không chút kiêng kỵ gì mà hủy giáp đình thương hội, đại loạn Kim Bảo đảo. Hải Linh. Phó Nghiêu hồi tưởng đến hình dáng mơ hồ bị cuốn đi kia. Không có vết tích diễn dịch võ pháp, càng giống như một con yêu thú, nhưng lại không có huyết nhục hải cốt, vậy mà lại để hắn nghĩ tới tinh linh hải dương. Nhưng, hải linh cực kỳ hiếm thấy, cũng rất ít xuất hiện ở thần dụ chi hải, bình thường đều là tại hư vọng chi hải. Ầm ầm, lôi chiều cuồng kích, vượt qua trời cao. Khương Qua cưỡi long lân lôi mã chạy tới nơi này, nhìn quanh thủy triều tàn phá hòn đảo hỗn loạn. Nhị ca quả nhiên ở chỗ này. Nhị ca, chúng ta ở đây. Chu Thanh Thọ hô to, một tay chỉ trời, tinh quang sáng chói bay thẳng lên trời, nhanh chóng phóng đại, giống như tinh hà, vắt ngang trời cao, chiếm cứ ra hoa văn phức tạp. Chỉ sau chốc lát, tinh không vỡ ra, một cái lỗ đen xuất hiện.
Khương Phàm mang theo mặt nạ màu tím, từ bên trong đi ra. Nhị ca. Hàn Ngạo đưa tay, hành lễ đến bầu trời. Khương Phàm nhìn bọn họ một chút, từ không trung đi xuống. Khóe miệng Chu Thanh Thỏ có chút run run, suýt chút nữa đã bật cười. Cái sự trang bức này để bọn ngu ngốc này sửng sốt một chút. Tuy nhiên, hắc hắc, chơi vui thật. Hắn chính là nhị ca của Khương Qua. Dương Hùng Vĩ cùng Tạ Côn liên tiếp chạy tới nơi này, nhìn chàng diện hỗn loạn đều thoáng có phản ứng, tên nhị ca này có chút dã man thật. Tam trưởng lão Phó Nghiêu nhìn về phía Tạ Côn, hỏi thăm tình huống, Tạ Côn gật gật đầu, ra hiệu chính là bọn hắn. Khương Qua mang theo Khương Phàm chủ động tìm tới Dương Hùng Vĩ. Nhị ca, ta giới thiệu cho huynh, vị này là Dương Hùng Vĩ của Hải Thần Đảo, một trong những người phụ trách chủ yếu của Anh Hùng Đảo. Dương Hùng Vĩ vội vàng hiện lên nụ cười, sau khi hàn huyên một trận, lại hỏi. Còn không có xin hỏi tôn danh của vị huynh đệ này. Họ Lục tên Du, một nhân vật nhỏ của thần dụ chi hải. Lục huynh đệ thực sự quá khách khí, lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, muốn điệu thấp nhưng vẫn là nhân vật lớn, tuy nhiên là một vấn đề thái độ mà thôi. Xin cho ta mạo muội hỏi một câu, huynh đệ đây thật sự là Hắc Động Linh Văn. Xưa nay ta chưa bao giờ gặp linh văn thần kỳ như vậy. Ta thuộc về tinh thần linh văn biến dị. Không không không, không phải biến dị, hẳn là thăng hoa. Huynh đệ đây có thể sử dụng niết bàn cảnh tứ trọng thiên, đứng ở thứ hai, đứng phía trên ba vị huynh đệ Khương Qua, Chu Ngao, Hàn Thú, khẳng định là có chỗ phi phàm gì đó chăng? Dương Hùng Vĩ cố ý thử thăm dò cặn kẽ tình huống của Khương Phàm. Mặc dù Hắc Động Linh Văn xác thực thần bí, nhưng tinh thần, Dực Long, đều khuất tại thứ tư thứ năm, làm thiên cương lôi hỏa mà cao giai niết bàn cảnh Khương Qua, cũng chỉ có thể cam làm thứ ba, hắn thật sự là hiếu kỳ Lục Du có chỗ nào càng đặc biệt, có thể lấy niết bàn tứ trọng thiên đứng hàng thứ hai. Thiên phẩm Linh Văn. Một âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thiên phẩm. Gương mặt của bọn người Dương Hùng Vĩ có phản ứng, vội vàng nhìn sang. Người đi tới chính là phụ tử Phó Nghiêu, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, mặc dù đang cực lực áp chế, nhưng cái phản ứng vi diệu kia tuyệt đối vượt qua thánh phẩm. Bọn hắn chăm chú nhìn Khương Phàm, chờ đợi Khương Phàm đáp lại. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng. Thiên phẩm linh văn giống như không nên xuất hiện bên trong tán tu, quá quái dị, dễ dàng nhận chú ý, ta chỉ có thể ẩn núp khắp nơi, nhưng ta kiềm chế quá lâu. Muốn tìm cái bối cảnh có thể để cho ta thả ra. Đơn giản mấy câu tương đương với thừa nhận phẩm cấp linh văn của chính mình, càng giải thích nguyên nhân hắn chưa bao giờ lộ ra ở bên ngoài, cùng nguyên nhân bây giờ muốn cân nhắc tiến vào Anh Hùng Đảo. Dương Hùng Vĩ hít vào một hơi, thiên phẩm linh văn. Bên trong tán tu của thần dụ chi hải lại còn có thiên phẩm linh văn. Mặc dù nhân vật như vậy không phải không có xuất hiện qua, nhưng thật sự quá ít. Mấy chục hay là trên trăm năm đều chưa hẳn xuất hiện một ai. Phụ tử Phó Nghiêu khẽ nhíu mày, thật sự là thiên phẩm linh văn. Lại còn là linh văn đặc biệt loại hình lỗ đen. Thiên phú như vậy thực sự quá kinh người, nếu quả như thật có thể trưởng thành, nhất định là một nhân vật lớn. Lục công tử, Dương Lam của Dương gia chúng ta đã đang cung kính chờ đợi, xin mời. Dương Hùng Vĩ nhiệt tình mời chào, cũng lặng lẽ ra hiệu cùng thị vệ phía sau. Nhanh đi thông báo Dương Lam, nhất định phải đưa vị gia này vào Hải Thần Đảo. Một vị thiên phẩm, ngoài ra còn ba vị chí tôn thánh phẩm. Tổ hợp đội hình như vậy, đưa mắt nhìn khắp thần dụ chi hải cũng không tìm tới người thứ hai. Không đúng, đây chỉ là lão nhị, còn có lão đại đâu. Chẳng lẽ cũng là thiên phẩm linh văn sao? Nói không chừng đã là thiên phẩm cảnh giới bán thánh. Mặc kệ sau này an bài bọn hắn thế nào. Trước tiên cứ phải chiêu mộ đến được Hải Thần Đảo lại nói. Khương Phàm không có trả lời, mà là hỏi. Đại ca đâu, còn chưa tới sao? Khương Qua nói. Ta đã để lại ấn ký liên hệ của chúng ta, trừ phi là đại ca đang bế quan, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Khương Phàm lại nói. Trước tiên hãy thông báo đại ca, đừng tới nữa. Chu Thanh Thọ lộ ra thể hiện kinh ngạc lại ngoài ý muốn, từng chi tiết từng động tác vừa đúng. Vì sao, nhị ca, huynh và đại ca đều khát vọng đường đường chính chính xuất hiện tại thần dụ chi hải, đây chính là một cơ hội cực tốt. Vẫn là nên cẩn thận chút tốt, chúng ta quá phô trương, nếu như Hải Thần Đảo không có ý tốt thì sao? Năm huynh đệ chúng ta không thể nào bị người một mẻ hốt gọn được. Khương Phàm cười nhạt, nói với Dương Hùng Vĩ. Không có ý gì khác,
một chút ý thức bảo vệ bản thân nho nhỏ. Nhị ca lo lắng rất đúng. Chu Thanh Thọ không đợi đám người kịp phản ứng, đột nhiên triệu ra tinh thần kiếm, đâm rách không gian, hướng thâm không đánh ra từng mảng tinh quang, sau đó làm bộ nói. Vết tích đã làm xong, lão đại hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Phụ tử Phó Nghiêu trao đổi ánh mắt, gia hỏa này cũng đang làm cho bọn hắn xem sao. Cẩn thận một chút vẫn tốt, xin mời. Dương Hùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, lần nữa mời. Vẫn là từ bỏ đi, chờ Hải Thần Đảo làm ra quyết định kỹ càng lại đến liên hệ với chúng ta. Toàn thân Khương Phàm dâng lên tinh quang, muốn va chạm chỗ lỗ đen cuốn tất cả bọn hắn đi. Xin chờ một chút. Phó Nghiêu đưa tay ngăn lại, trong lời nói lại dùng một chữ xin. Lục công tử, thứ ngươi vừa mới triệu ra tới, là Hải Linh sao? Phó trưởng lão không hổ là người của Hoàng Đạo, kiến thức rộng rãi. Hải Linh. Dương Hùng Vĩ kinh hô, đây không phải là võ pháp. Phó Nghiêu nhìn Khương Phàm thật lâu. Lục công tử thật sự là vận khí tốt, lại có thể tìm được linh vật như vậy tại thần dụ chi hải. Khương Phàm nói. Ta tại hoạt động đáy biển quanh năm, ngoài ý muốn đụng phải Hải Linh, cũng may mắn có thể hàng phục. Ta tìm kiếm mai rùa huyền vũ, chính là muốn làm cái phòng hộ cho nó. Hải Linh cường hãn lại yếu ớt, thì phải tìm cái phòng hộ. Nếu như Lục công tử không để ý, chờ ta mấy ngày, ta có thể tìm tới huyền vũ mai rùa cho ngươi. Ồ, phó trưởng lão đây là nguyện ý giao dịch. Nếu như Lục công tử nguyện ý giao dịch, đây có thể là giao dịch. Nếu như Lục công tử cân nhắc gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông, đây chính là thành ý của ta. Phó Nghiêu tự mình mời chào để Dương Hùng Vĩ âm thầm gấp gáp, tay phải giấu ở phía sau lo lắng ra hiệu bọn thị vệ nhanh đi chào hỏi Dương Lam, nếu chậm thì sẽ thật sự bị người khác cướp đi. Nói thật, so với Hải Thần Đảo, ta càng kỳ vọng có thể đi đến Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng tính cách kia của đại ca chúng ta, hẳn là càng muốn làm đảo chủ, mà không phải trưởng lão bình thường. Ta không ép buộc các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thật cân nhắc đến Thiên Kiếm Thần Tông, ta muốn. Không có điều kiện gì là không thể nói. Khương Phàm yên lặng tự định giá một lát, chỉ là mỉm cười gật đầu, nhưng không có làm đáp lại. Lúc này, hội trưởng to béo của Giáp Đình Thương Hội được bọn thị vệ móc ra trong phế tích cùng thủy triều bừa bộn. Họ Lục, ngươi chán sống rồi sao? Dám hủy Giáp Đình Thương Hội ta? Ngươi biết địa vị của ta tại Kim Bảo Đảo này là gì không? Một câu của ta liền có thể để hơn một nửa thương hội của thần dụ chi hải, đều tuyệt đối không làm ăn cùng ngươi. Không có linh bảo đan dược, ta xem ngươi tu luyện như thế nào. Hội trưởng tức giận không kiềm chế được, khí thế hung hăng phóng tới không trung, nhưng không đợi đi đến tới chỗ Khương Phàm nơi đó, không trung liên tiếp truyền đến hai tiếng quát lớn của Tạ Côn và Dương Hùng Vĩ. Cút! Hội trưởng cưỡng bức dừng ở giữa không trung, chau mày, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cút! Dương Hùng Vĩ và Tạ Côn quát lớn lần nữa. Hội trưởng nhìn Khương Phàm trên không trung, lại nhìn bọn người Phó Nghiêu, một mặt ngây ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khương Phàm tạm thời ở trong Tửu Lâu tận cùng phía đông tại Kim Bảo Đảo. Mặc dù suýt chút nữa đã hủy nửa cái Kim Bảo Đảo, nhưng sau khi tin tức thiên phẩm Linh Văn cùng Hải Linh truyền đến, đã đưa tới oanh động to lớn. Trách không được có thể làm cho Khương qua kết giao, lại là thiên phẩm Linh Văn. Lục Du đều là thiên phẩm, vị lão đại xếp tại thứ nhất kia, cũng hẳn là thiên phẩm. Hai vị thiên phẩm, ba vị chí tôn thánh phẩm, bọn hắn gặp được nhau thế nào? Năm huynh đệ này quá mạnh, mạnh đến dọa người. Thiên phẩm Linh Văn mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào mình, không thể nào trưởng thành đến thánh cảnh, cuối cùng vẫn muốn tìm chỗ dựa vào, lần này sự kiện anh hùng của Hải Thần Đảo vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Trách không được Khương qua mở miệng liền muốn làm đảo chủ. Lấy thiên phú của năm huynh đệ bọn hắn, thật đúng là có thể trở thành chủ nhân đảo thứ tư của Hải Thần Đảo, cũng chỉ có thiên phú như bọn hắn, mới có thể chấn được đảo thứ tư, cũng trong thời gian ngắn bồi dưỡng đảo thứ tư ngang hàng cùng ba đảo khác. Không nên nghĩ vấn đề đến đơn giản như vậy. Hải Thần Đảo mặc dù biểu thị đảo thứ tư có thể cùng khác tam đảo bình khởi bình tọa, nhưng thật sẽ như vậy không? Trừ phi năm huynh đệ bọn hắn chân chính thần phục ba nhà, đảo thứ tư mới có thể thuộc về bọn hắn. Nếu như quá kiêu ngạo, Hải Thần Đảo thật đúng là chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn hắn. Thật ra ngược lại ta lại cảm giác, Hải Thần Đảo muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn, nếu không liền tiện nghi cho Thiên Kiếm Thần Tông. Đúng vậy, hai vị thiên phẩm ba vị chí tôn thánh phẩm, Thiên Kiếm Thần Tông mặc dù được tôn làm hoàng đạo,
nhưng khẳng định cũng là muốn động tâm. Bầu không khí cả hòn đảo đều bị năm huynh đệ này điều động, đang mong đợi Hải Thần Đảo cùng Thiên Kiếm Thần Tông tranh đoạt, càng đang mong đợi vị đại ca kia đến. Lục công tử, hân hạnh, ta muội muội gia chủ Dương gia của Hải Thần Đảo, Dương Lam. Một vị phụ nhân dáng người uyển chuyển, đi tới chỗ tử lâu mà bọn người Khương Phàm ở, nàng mặc quần dài màu đỏ phác họa ra dáng người cao gầy nở nang, phía trước núi non trồng dương, phía sau tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên. Váy đỏ khảm nạm hoa văn màu vàng, hiện lộ khí tức tôn quý rõ ràng, châm gài tóc nghiêng vểnh lên, lại vừa đúng tô điểm ra một chút phong tình. Nàng thật rất mê người, toàn thân tản ra mị lực thành thục, chỉ là đáy mắt lại ngẫu nhiên lóe lên tinh mang, biểu hiện ra nữ tử này bất phàm. Khương Phàm đứng dậy, mỉm cười hoàn lễ. Hải Thần Đảo có quyết định. Dương Lam gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu đi tới gian phòng, mắt quan sát tỉ mỉ bốn huynh đệ Khương Phàm, tự mình ngồi xuống trên ghế. Tộc trưởng đang tự mình chạy đến, ta sớm tới xem các vị một chút, thuận tiện hỏi phải chăng các ngươi còn có yêu cầu khác. Khương Phàm cũng ngồi xuống, nói. Hải Thần Đảo chủ hoạch kiến lập anh hùng đảo, có phải vì khiêu chiến hoàng đạo? Nếu muốn khiêu chiến hoàng đạo, các ngươi cần đảo thứ tư chân chính hình thành sức chiến đấu, mà không phải năm bè bảy mảng. Hai vị bán thánh các ngươi trước đó chiêu mộ hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Các ngươi cũng tuyệt đối không hy vọng tương lai đảo thứ tư vừa mới leo lên thiên khải chiến trường liền toàn quân bị diệt, nếu không an vị thực mục đích các ngươi mời chào bọn hắn chỉ là làm pháo hôi, tương lai cũng sẽ đối mặt với tán tu giáp hải vực thảo phạt, ảnh hưởng danh dự của các ngươi. Cứ như vậy, các ngươi liền cần thánh nhân chân chính đến dẫn dắt anh hùng đảo. Ta cảm thấy năm huynh đệ chúng ta, có thể đảm nhiệm thân phận đảo chủ này. Dương Lam mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Vị đại ca kia của các ngươi, là thánh nhân. Khương Phàm lắc đầu nói. Tán tu dùng cái gì thành thánh, nhưng khẳng định bây giờ các ngươi không phải liền khiêu chiến thiên khải chiến trường, mà là muốn chờ 10 năm 8 năm, đến lúc đó. Không sai biệt lắm. Dương Lam nhìn mắt Khương Phàm, trong thanh âm dễ nghe mang theo ám chỉ đặc thù. Nếu như các ngươi thật sự làm đảo chủ, nên chỉnh đốn những tán tu kia như thế nào? Lại nên ở chung cùng tam đảo khác như thế nào? Loại chuyện này cũng không chỉ là muốn thiên phú thực lực, càng cần năng lực hơn. Khương Phàm cười nhạt. Phương pháp chỉnh đốn có rất nhiều loại, mấu chốt là phải nhìn cùng hòn đảo khác ở chung. Đầu tiên, đương nhiên dựa vào nhau mà tồn tại, anh hùng đảo vĩnh viễn thuộc về Hải Thần Đảo, điểm ấy là nhất định, không thể nào cao ngạo đơn độc sinh tồn. Thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Hải Thần Đảo là chinh chiến thiên khải chiến trường, mà Dương gia là chủ đạo, đương nhiên có tư cách tạm thời dẫn dắt toàn bộ hòn đảo, bao gồm cả anh hùng đảo. Dương Lam nhìn Khương Phàm thật sâu, trong tươi cười toát ra mấy phần phong tình khác. Không tệ lắm, rất có kiến thức. Không giống như Dương Hùng Vĩ nói cường thế phách lối, hắn rất nhanh đã lĩnh ngộ ý tứ của nàng, cũng uyển chuyển biểu đạt hiệu chung. Xem ra, tộc trưởng thật sự phải đến một chuyến rồi. Ta nghe nói. Khương Phàm cố ý đánh giá mắt Dương Lam, khẽ cười nói. Người đến nay chưa lập gia đình, muốn đều hiến tất cả mình cho Dương gia. Dương Lam nao nao, giọng dịu dàng cười nói. Chúng ta, không thích hợp. Ngươi hiểu lầm, chúng ta đương nhiên không thích hợp, nhưng đại ca đến nay cũng chưa lập gia đình. Ồ, Dương Lam nhìn chằm chằm Khương Phàm, nàng đương nhiên sẽ không cho là nam tử trước mặt là đang đùa giỡn nàng, mà đưa ra một tưởng tượng, thông gia. Nếu như Dương gia nguyện ý giúp năm huynh đệ bọn hắn làm đảo chủ anh hùng đảo, bọn hắn sẽ nguyện ý thông gia cùng Dương gia. Trên mặt Dương Lam hiện ra nụ cười ý vị sâu xa. Không tệ lắm. Đây là sự thực muốn thần phục Dương gia. Khương Phàm cùng với nàng thoáng nhìn nhau một lát, bỗng nhiên cởi mở cười một tiếng. Chỉ là tùy tiện nhắc đến, ha ha, chớ để ý. Đại ca của ta là một nam tử trọng tình, không quá ưa thích những ích lợi này, là ta lắm mồm. Ta cũng ưa thích nam tử trọng tình nghĩa, chỉ tiếc, chưa bao giờ gặp. Dương Lam hàm xúc đáp lại. Nếu thật sự là thiên phẩm linh văn, cũng không tính là oan mình, nếu như mình có thể thay Dương gia khống chế anh hùng đảo, nàng càng muốn hy sinh mình. Ta nghe nói Dương Thiên Hữu công tử đã thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, có thể thể hiện ra tiềm lực tiếp cận thánh vương thiên phẩm. Khương Phàm bắt đầu dẫn vào vấn đề chính. Thiên Hữu vừa mới đạt được hải hoàng tam xoa kích, vấn đỉnh thánh vương thiên phẩm đã chỉ là vấn đề thời gian. Dương Lam nhắc đến Dương Thiên Hữu,
vẻ mặt và tư thái cũng không khỏi tự chủ toát ra mấy phần kiêu ngạo. Dương Thiên Hữu công tử bây giờ đang bế quan tại Hải Thần đảo sao? Vừa mới nhận chủ với Hải Thần Tam Xoa Kích, hẳn là đã xuất quan. Ta có một thỉnh cầu mạo muội, hy vọng có thể ở chỗ này nhìn Dương Thiên Hữu công tử một chút. Chờ các ngươi gia nhập Hải Thần đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nhìn thấy Thiên Hữu. Ta không phải mời vì chính ta, mà mời vì đại ca xin. Không nói gạt ngươi, ta kỳ thật rất hy vọng có thể gia nhập Hải Thần đảo, nhưng vị đại ca kia của ta. Khương Phàm cố ý trần chờ một lát, nói. Ta hy vọng Hải Thần đảo có thể biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, không chỉ có Dương Thiên Hữu công tử phải tới, người của Ngụy gia, Lý gia, tốt nhất đều có thể phái chút nhân vật quan trọng tới. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh phối hợp đúng lúc, nói. Chúng ta có hai thiên phẩm ba chí tôn thánh phẩm, đáng giá các ngươi cao điệu đến thuê. Hàn Ngạo cũng nói. Tiềm lực hải linh của nhị ca ta rất lớn, tương lai xem như cảnh giới bán thánh, cũng có thể phát huy ra thực lực thánh cảnh tại hải vực. Khương Qua nói. Nhân vật quan trọng ba nhà hải thần đảo đều tới đón tiếp đại ca của ta, mới có thể để cho tán tu hải vực đều hiểu, ba nhà các ngươi thật sự sẽ cùng anh hùng đảo bình khởi bình tọa. Dương Lam nhìn bốn huynh đệ bọn hắn, cười nói. Các ngươi đây là thật cho mình là đảo chủ rồi. Khương Phàm nói. Chúng ta có tư cách làm, càng có thành ý, nếu như hải thần đảo đồng ý, liền trực tiếp công khai tỏ thái độ tại Kim Bảo đảo này. Nhưng nếu như hải thần đảo không nguyện ý tiếp nhận chúng ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Nơi này cũng không chỉ có hải thần đảo đang nhận người. Chu Thanh Thọ phối hợp nói. Trước đó chúng ta mai danh ẩn tích, điệu thấp làm việc, sống phóng khoáng cũng sống an toàn, tình huống bây giờ đều bại lộ, có thể sẽ đứng trước nguy hiểm, cho nên. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm cái dựa vào. Nếu như hải thần đảo không nguyện ý, chúng ta chỉ có thể mưu đường ra khác. Dương Lam thấy bọn hắn rất nghiêm túc, cũng chăm chú suy nghĩ một lát, đứng lên nói. Ta sẽ chuyển cáo cho gia chủ về yêu cầu của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi tốt nhất phải bảo đảm vị đại ca kia của mình, có thể gánh chịu nổi phần vinh quang này, nghênh tiếp ngày kinh diễm toàn trường. Khương Phàm cũng đứng dậy, chắp tay nói. Các ngươi thành ý lớn bao nhiêu, đại ca của ta cho các ngươi vui mừng lớn bấy nhiêu. Một lời đã định. Một lời đã định. Vậy ta chờ đợi trước. Dương Lam nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, mang theo bọn thị vệ rời khỏi. Chu Thanh Thọ ở phía sau hô một câu rất khéo léo. Ta đưa tiễn tẩu tử. Dương Lam có chút hăng hái nhìn Chu Thanh Thọ, cười lắc đầu, mang theo thị vệ đi ra sân nhỏ. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, bọn người Khương Phàm ở trong phòng trao đổi ánh mắt, đều toát ra nụ cười sâu xa. Sau khi vào đêm, Phó Tiêu Giao tìm được Khương Phàm. Lục công tử, năm huynh đệ các ngươi xem như triệt để dương danh Kim Bảo đảo. Khương Phàm mời Phó Tiêu Giao ngồi xuống. Không qua mấy ngày nữa, năm huynh đệ chúng ta còn có thể dương danh thần dụ chi hải. Các ngươi xem như để cho ta thấy được cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng nên lộ mặt một chút. Ta thật sự là hiếu kỳ, năm huynh đệ các ngươi là thế nào gặp phải. Cái này nói đến cũng quá dài. Diệp công tử đêm nay tới, sẽ không phải là nghe ta kể chuyện xưa đấy chứ. Nếu Lục công tử đã hỏi như thế, vậy ta liền nói thẳng. Năm huynh đệ các ngươi thật sự muốn gia nhập hải thần đảo. Không phải ta cố ý nói xấu người khác, nhưng lấy các ngươi biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải cùng trí tuệ, hẳn là có thể nhìn ra được, mục đích thật sự mà hải thần đảo chủ hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư, chính là mời chào tử sĩ. Làm vật hy sinh tại thiên khải chiến trường. Nếu như bọn hắn chỉ là mời chào chút thiên phẩm lục phẩm, đương nhiên không thể nào thật bình khởi bình tọa, nhưng nếu như chiêu mộ được thiên phẩm, bồi dưỡng được thánh nhân vậy liền chưa hẳn. Cách cục ba nhà hải thần đảo, trên vạn năm cũng không có thay đổi, người thật sự cho rằng bọn hắn có thể tiếp nhận thay đổi. Bọn hắn muốn trùng kích hoàng đạo, đồng thời ổn định hoàng đạo, nhất định phải làm ra thay đổi. Người xem thường sự phức tạp của hải thần đảo rồi. Rất nhiều chuyện phát triển kết cục thường không giống với dự tính ban đầu. Coi như bọn hắn thật sự nguyện ý bồi dưỡng đảo thứ tư, các ngươi lại rất thích hợp, nhưng nếu như các ngươi biểu hiện quá ưu tú. Đơn giản thôi, làm người một nhà. Lục công tử có ý tứ là. Thông gia, năm huynh đệ chúng ta cũng đều chưa có thành thân. Phó Tiêu Giao nhìn chằm chằm Khương Phàm, có chút ngoài ý muốn.
xem ra Lục công tử đã chăm chú phân tích qua tình huống của Hải Thần Đảo. Khương Phàm cười nói, dù sao cũng là chuyện muốn phó thác vận mệnh, có thể nào qua loa được. Phó Tiêu Dao cùng Khương Phàm nhìn nhau một hồi. Xem ra ta không có cơ hội rồi. Khương Phàm nói, vậy phải xem thành ý của Thiên Kiếm Thần Tông. Lục công tử đây là muốn hai tay chuẩn bị. Chúng ta chọn lựa Hải Thần Đảo đầu tiên, nhưng nếu như Thiên Kiếm Thần Tông có thể xuất ra đầy đủ thành ý, chúng ta cũng sẽ xem xét. Xem ra Lục công tử đã có mục tiêu dự trù của mình, không ngại nói nghe một chút. Ta đương nhiên mong muốn chức vị tốt hơn, liền nhìn Thiên Kiếm Thần Tông có thể cho tới trình độ nào. Thực không dám giấu giếm, lấy tình huống linh văn của các ngươi, nếu như sinh sống và phát triển ở Thiên Kiếm Thần Tông, tương lai vào 10 trưởng lão vị trí đầu không chút huyền niệm, nhưng các ngươi trung quy vẫn kẻ ngoại lai, phe phái trưởng lão nội bộ của Thiên Kiếm Thần Tông rắc rối phức tạp, coi như cho các ngươi chức vị rất cao, các ngươi cũng chưa chắc đợi đến lâu dài. Ta chỗ này có một đề nghị, chỉ cung cấp tham khảo. Nói nghe một chút. Bái sư. Chúng ta, bái sư. Phụ thân ta, tam trưởng lão Thiên Kiếm Thần Tông, thái gia gia ta, phó tông chủ của Thiên Kiếm Thần Tông. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn tiến các ngươi bái sư thái gia gia. Cứ như vậy, các ngươi liền có chỗ dựa, liền có địa vị, liền có tôn trọng, các ngươi xem như chân chính thuộc về cao tầng Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Tiêu Dao phụng mệnh phụ thân đến mời chào. Từ sau khi lão tổ tông của Thiên Kiếm Thần Tông, ngủ say, liền bắt đầu kế tục không còn chút sức lực nào, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn không nguyện ý trực tiếp khai chiến cùng Hải Thần Đảo. Bây giờ gặp được năm huynh đệ kinh thái tuyệt diễm như thế này, nói thật, bọn hắn so với Hải Thần Đảo càng khát vọng đạt được hơn. Nếu như có thể chiêu mộ đến Thiên Kiếm Thần Tông được, tương lai bồi dưỡng được hai vị thánh nhân ba vị bán thánh tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như rơi xuống trong tay Hải Thần Đảo liền có thể thật sự giúp Hải Thần Đảo chủ hoạch kiến lập ra đảo thứ tư, đồng thời trở thành uy hiếp cường đại cho Thiên Kiếm Thần Tông bọn hắn. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, bọn hắn đều muốn dùng hết khả năng chiêu mộ được năm huynh đệ này. Khương Phàm cùng bọn người Khương Qua nhắm mắt thầm trao đổi. Cái này hình như cũng không tệ. Chu Thanh Thọ toát ra sơ qua vội vàng. Phó tông chủ các ngươi, thật nguyện ý mời chào tán tu làm đệ tử. Phó Tiêu Dao nói, tán tu bình thường, đương nhiên khó gia nhập thái gia gia ta, nhưng tình huống của các ngươi lại đặc biệt, ta có thể cam đoan. Khương Phàm trầm ngâm một lát, có thể mời thái gia gia các ngươi tự mình đến Hải Thần Đảo một chuyến hay không? Nếu như hắn thật sự có thể tự mình tỏ thái độ, chúng ta. Một lời đã định, Phó Tiêu Dao hơi phấn chấn, phe phái của Thiên Kiếm Thần Tông rắc rối phức tạp, nếu như bọn hắn bên này có thể bắt lấy năm huynh đệ này. Nhất định có thể tăng thực lực lên nhiều. Các ngươi có thành ý, chúng ta sẽ có thành ý. Khương Phàm rất nghiêm túc gật đầu. Tốt, chờ tin tức của ta. Phó Tiêu Dao đứng dậy, nhìn bốn người, mang theo các đệ tử rời khỏi. Trong phòng thoáng an tĩnh một lát, Khương Phàm nhếch miệng lên một đường cong. Không biết Dương Biện nơi đó đã chuẩn bị thế nào. Xem người chuẩn bị xong, trò hay, muốn bắt đầu diễn. Dưới sự kích thích của Khương Phàm, Dương Lam, Phó Nghiêu lần lượt đi đưa tin tức cho Hải Thần Đảo, Thiên Kiếm Thần Tông. Mặc dù vị đại ca kia còn không có chân chính lộ diện, nhưng từ tình huống linh văn lão nhị Khương Phàm cùng với khác ba huynh đệ đến xem, vị đại ca kia nhất định là thiên phẩm linh văn, rất có thể còn có càng chỗ đặc biệt. Mặc kệ là làm đảo chủ đảo thứ tư của Hải Thần Đảo, hay là bái sư phó tông chủ Thiên Kiếm Thần Tông, đều có tư cách nhất định. Kim Bảo Đảo là nơi đám tán tu hội tụ. Sự kiện oanh động ở nơi này tự nhiên sẽ đến hải vực minh mông, mang theo càng nhiều tán tu cùng cường tộc tử đệ. Lão Ngũ, chí tôn thánh phẩm, Dực Long huyết mạch. Lão Tứ, tinh thần linh văn, chí tôn thánh phẩm. Lão Tam, thiên cương lôi hỏa, chí tôn thánh phẩm, tỏa kỵ long lân lôi mã. Lão Nhị, thiên phẩm hắc động linh văn, có được chiến sủng hải linh. Đây là dạng tổ hợp kỳ tích gì thế này? Trong thế giới tán tu tại thần dụ chi hải quả nhiên ngọa hổ tàng long, nếu như không phải Hải Thần Đảo muốn chủ hoạch kiến lập tân đảo, không biết bọn hắn còn muốn ẩn nấp tới khi nào. Ta càng ngày càng hiếu kỳ vị kia lão đại rồi, rốt cuộc là linh văn gì, lại có thể làm cho bốn nhân vật thiên kiêu như thế ủng hộ. Lần này chỉ sợ Hải Thần Đảo và Thiên Kiếm Thần Tông sẽ phải cạnh tranh kịch liệt. Đúng vậy, Hải Thần Đảo đang mài đao xoèn xoẹt vấn đỉnh địa vị hoàng đạo.
Thiên Kiếm Thần Tông lại không hy vọng Hải Thần Đảo thành công, năm huynh đệ này bất luận thuộc về phương nào, đều là này tăng giảm cục diện cho bên kia, bọn hắn hẳn là tình thế bắt buộc đối với năm huynh đệ này. Không biết năm huynh đệ cuối cùng sẽ chọn ai? Ai, loại cảm giác bị người khác cạnh tranh này, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Mặc kệ bọn hắn cuối cùng thuộc về phương nào, đều sẽ nhận trọng dụng, danh chấn thần dụ chi hải. Ba ngày sau, khi mà nghị luận càng ngày càng náo nhiệt, đội ngũ của Hải Thần Đảo, Thiên Kiếm Thần Tông, liên tiếp đến Kim Bảo Đảo. Hải Thần Đảo mang theo đội hình khổng lồ, không chỉ có gia chủ Dương gia, Dương Thiên Lan cùng nhân vật quan trọng của Lý gia và Ngụy gia, còn có Dương Thiên Hữu gần đây danh chấn thần dụ chi hải. Thiên Kiếm Thần Tông càng là tự thân phó tông chủ, Phó Hành Không mang theo mấy vị trưởng lão nội tông đích thân tới. Nhiều đại nhân vật giáng lâm như vậy, để bầu không khí tại Kim Bảo Đảo đạt tới cực hạn. Thể diện thật lớn, hoàng tộc cao ngạo vậy mà lại đối đãi tán tu như thế, đúng là chưa từng nghe thấy. Ta đã nói rồi, Hải Thần Đảo và Thiên Kiếm Thần Tông đều không tiếc cái giá mời chào năm huynh đệ bọn hắn. Ta bây giờ hiếu kỳ vị kia lão đại là linh văn gì, lại có chỗ đặc thù gì. Đội hình nghênh đón lớn như vậy, nếu như không thể nào kinh diễm chúng ta, bây giờ nói không qua. Trước tiên không nên chờ mong quá lớn, đừng đến lúc đó lại thất vọng. Kim Bảo Đảo oanh động, mấy trăm ngàn người tụ tập đến bến tàu Đông Bộ. Bởi vì bốn huynh đệ Lục Du đều chờ ở nơi đó. Bến tàu phía nam, hải triều cuồn cuộn vắt ngang ở khung trời, giống như là tầng mây nặng nề. Đó là đội ngũ của Hải Thần Đảo, bọn người Dương Thiên Khuyết chắp tay đứng ở phía trước, ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn huynh đệ trên vách đá. Trừ Khương Qua, không có tra ra bất cứ tin tức gì về ba người khác. Dương Thiên Hữu vẫn như năm đó, hơi có vẻ mập mạp, nhưng không chút cồng kềnh nào, ngược lại còn cho người ta một loại khí thế hùng hậu. Từ sau khi thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, khí chất càng vĩ ngạn cao lớn, mang cho người khác con dân thức tỉnh kinh hồn áp lực cường đại. Dương Lam Hầu ở bên cạnh, lắc đầu nói. Đã điều tra, không có bất kỳ vết tích gì. Ánh mắt Dương Thiên Hữu đang băn khoăn trên thân bốn người Khương Phàm. Là trước đó bọn hắn đã không ở thần dụ chi hải, hay là một mực dấu rất sâu. Dương Lam nói. Khó mà nói được, nhưng trừ Khương Qua ra, lão tứ lão ngũ đều là linh hồn cảnh, bình thường hơi khắc chế, không làm cho chú ý cũng có khả năng. Vị lão nhị kia, là thiên phẩm linh văn. Hẳn là sẽ càng chú ý, mà chiến sủng của hắn lại là Hải Linh, có thể tùy tiện che giấu tung tích. Dương Thiên Khuyết lưu ý đội ngũ Thiên Kiếm Thần Tông nơi xa, vẻ mặt uy nghiêm. Vấn đề thân phận sau này hãy nói, bây giờ bất luận là như thế nào đều phải chiêu mộ được năm huynh đệ bọn hắn đến Hải Thần Đảo, tuyệt đối không thể để rơi xuống tay Thiên Kiếm Thần Tông. Ở bên ngoài hơn 30 dặm, ánh sáng ngũ sắc nở đầy trời rộ, giống như giải lụa cầu vồng, bao quanh đội ngũ Thiên Kiếm Thần Tông. Thiên Kiếm Thần Tông tổng cộng có tam đại phe phái chủ yếu, tu luyện kiếm thuật cũng đều hoàn toàn khác biệt. Một phe là ngũ hành kiếm thuật, một phe là M dương kiếm thuật, một phe thì là luân hồi kiếm thuật. Phó gia bọn hắn chính là tu ngũ hành kiếm thuật, đây cũng là nguyên nhân Phó Tiêu Giao cảm thấy hứng thú đối với ngũ hành kiếm của Khương Phàm. Chúng ta đều đã đến đây, vậy mà huynh đệ bọn họ lại không đến chào hỏi. Kiêu ngạo thật lớn nhỉ. Có vị trưởng lão nội tông hầu ở bên cạnh phó tông chủ, khinh thường hừ một tiếng. Bọn hắn đã là đang đợi vị đại ca kia, cũng là đang chờ chúng ta chủ động đi qua giao hảo. Phó Nghiêu nhìn thấy rất thấu đáo. Phó Tiêu Giao cũng nói. Trước khi chúng ta không có chân chính ra giá, bọn hắn là không thể nào chủ động bắt chuyện cùng bất kỳ bên nào. Trước tiên không nôn nóng, cuối cùng thuộc về không phải xem ai ra giá trước, mà là ai ra giá cao hơn. Phó tông chủ Phó Hành Không nhìn rất trẻ trung, tinh thần sáng láng, dáng dấp hiên ngang. Tên Lục Du, thật sự là thiên phẩm linh văn. Phó Tiêu Giao nói. Không sai được, ta đã cảm ứng. Chính hắn cũng thừa nhận. Phó Hành Không yên lặng đánh giá người kia, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Khương Phàm đứng trên vách đá, chờ đợi Dương Biện xuất hiện. Sớm tại 5 ngày trước, Dương Biện đã mở ra thân thể bảo tàng, bước vào niết bàn cảnh. Cũng là tại thời điểm này Khương Phàm đã leo lên Kim Bảo Đảo, Dương Biện tiềm phục gần trong vùng biển đó. Sao hắn còn chưa tới? Chu Thanh Thọ nhỏ giọng nói nhỏ. Hắn phải làm chuẩn bị cho tốt, dù sao cũng muốn đối mặt với những kẻ đã từng là người nhà. Khương Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đối mặt với người nhà, không dễ dàng,
lấy tư thái nào đối mặt, cần phải chuẩn bị cẩn thận. Chờ một chút đi, hắn sẽ xuất hiện. Khương Qua nói. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng. Hàn Ngạo, đơn giản chào một cái, hôm nay có thể còn sống rời khỏi hay không, thật đúng là muốn nhìn Thiên Kiếm Thần Tông. Hàn Ngạo lĩnh hội, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Thần Tông nơi đó. Cái này một động tác đơn giản, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Người của Thiên Kiếm Thần Tông hơi ngạc nhiên, xem bộ dáng cố ý hướng đến chúng ta. Phó Tiêu Dao đi về phía trước mấy bước, hướng phía nơi đó khẽ vuốt cằm. Hải Thần Đảo nơi đó thì nhíu mày, đám gia hỏa kia chẳng lẽ muốn tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa. Thời điểm bầu không khí đang vi diệu, mặt biển xung quanh bến tàu đột nhiên nhanh chóng biến mất, chợt hạ xuống vài trăm mét, gây nên trận trận rối loạn. Xa xa, mặt biển xuất hiện vòng xoáy to lớn, nước biển bốn phương tám hướng đều hội tụ đến nơi đó. Mau nhìn nơi đó. Biển người trên bến tàu nhao nhao bước về phía trước. Vòng xoáy kịch liệt nhấc lên, một nữ yêu toàn thân quấn quanh lấy huyết văn chậm rãi trồi lên. Thân trên làm người, thân dưới là cá, nhưng lại có ba đầu sáu tay. Hình dáng của nàng mơ hồ, hải triều xung quanh lại theo va chạm mãnh liệt tiếp tục bành trướng, từ mấy trăm mét cho đến hơn ngàn mét. Giống như là cự yêu thượng cổ yên lặng dưới đáy biển sâu xa đang thức tỉnh. Tầng mây trên bầu trời rơi xuống. Hóa thành thủy triều dung nhập vào trong đó, đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng lớn, tiến lên hội tụ tới chỗ nàng. Hải Linh, lại là Hải Linh. Đám người trên bến tàu bạo động, trước đó gặp được Hải Linh cự quy, bây giờ lại tới một nữ yêu. Những tinh linh hải dương phát triều làm biển này, vậy mà lại liên tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ, đó chính là lão đại trong năm huynh đệ. Đi thôi, trò hay bắt đầu rồi. Khương Phàm dẫn xuất Hải Linh cự quy từ trong thông thiên tháp, từ vách núi rơi xuống hải triều. Âm âm trầm đục, cự quy dung nhập hải dương, lập tức phát ra tiếng gào thét hùng hậu, không ngừng liên tục hấp thu thủy nguyên lực minh mông, hình thể tiếp tục tăng vọt, từ vài mét đến mấy chục mét đến mấy trăm mét. Nếu như không phải huyết văn kiềm chế, nó còn có thể tiếp tục sinh trưởng tốt. Khương Phàm bay lên không, rơi xuống trên lưng cự quy, khống chế nữ yêu Hải Linh nghênh hướng xa xa. Đó cũng là linh thể mà hắn chọn trong thông thiên tháp làm giao dịch. Mặc dù bọn chúng đều bị phong ấn trong thời gian vô tận, khí tức rất yếu, nhưng kiến tạo khí thế lại tương đối hữu hiệu. Hàn Ngạo hóa thân thành Hắc Lân Dực Long, dương cánh mấy chục mét, nhấc lên cương khí màu đen, Chu Thanh Thọ nở rộ tinh quang sáng chói, xen lẫn tinh thần đại đạo, thẳng đến sóng lớn phương xa, Khương Qua cưỡi Long Lân Lôi Mã, liệt diễm sôi trào trong lôi chiều, đạp không phóng tới. Bốn huynh đệ đồng thời hành động, rõ ràng cho thấy đó chính là đại ca của bọn họ. Hải Linh, bọn người Dương Thiên Khuyết, Dương Thiên Hữu của Hải Thần Đảo, bọn người Phó Hành Không, Phó Nghiêu của Thiên Kiếm Thần Tông đều lộ ra sự kinh sợ. Vận khí đám huynh đệ này tốt thật, là Long Lân Lôi Mã, lại còn là Hải Linh, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Trách không được bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau, còn có thể kết bái huynh đệ. Nhất định phải đạt được bọn hắn. Dương Thiên Khuyết, Phó Hành Không đồng thời làm ra quyết định. Bọn người Khương Phàm đến phía trước nghênh đón, làm đủ thanh thế cho Dương Biện. Dương Biện đứng trên tay nữ yêu đang nâng, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, che khuất cả khuôn mặt. Một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng, xuyên qua mặt nạ, ngắm nhìn sóng lớn nhấc lên bầu trời xa xa. Khương Phàm nói, phụ thân ngươi, đệ đệ ngươi, cô ngươi, còn có nhân vật chủ yếu của Lý gia, Ngụy gia, đều tới. Ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Ta vẫn luôn đang chuẩn bị. Dương Biện nghiêm túc, trong mắt giống như có lôi điện bùng lên. Nhưng, bất luận là Khương Phàm hay là bọn người Khương Qua đều mơ hồ nghe được rung động nhỏ xíu trong giọng của Dương Biện. Đó dù sao cũng là phụ thân của hắn, cũng là đệ đệ hắn thương nhất. Đó dù sao cũng là Hải Thần Đảo mà hắn đã từng tuyên thệ hiệu chung. Nơi đó, đã từng là nhà hắn đã vì đó mà kiêu ngạo. Nhưng chính là những người thân kia, ngôi nhà kia lại tự tay tống táng hắn, dùng kinh hồn của hắn làm thuốc dẫn. Cũng chính là phụ thân mà hắn đã từng kính úy, tru diệt mẫu tộc của hắn, lưu vong đến tang thi đảo sống không bằng chết. Nếu như không phải có sinh tử ngâm, hắn sớm đã không còn hài cốt, nếu như không phải gặp được Khương Phàm, hắn năm nào tháng nào lại còn có thể lại về thần dụ chi hải. Nên làm chuẩn bị đều đã làm xong, ngươi cứ việc đi, chúng ta đứng ở phía sau ngươi.
Khương Phàm cùng bọn người Khương qua ra hiệu, lần lượt đi tới sau lưng Dương Biện. Dương Biện hít sâu mấy cái, từ trong nhẫn không gian mời ra một nữ tử gầy gò hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, sau đó động thân ngẩng đầu, khống chế lấy Hải Linh đón nhận Kim Bảo Đảo. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Bầu không khí tại Kim Bảo Đảo lập tức tăng vọt, mấy trăm ngàn người tụ tập trên vách đá cao tại Đông Bộ, ngắm nhìn Hải Linh nơi xa đi tới. Hải Linh cao ngất khổng lồ, giống như cự nhạc, thủy triều cuồn cuộn lao nhanh trên cơ thể, thao thao bất tuyệt. Mang cho Kim Bảo Đảo chèn ép, đồng thời kích thích nhiệt huyết của vô số người hơn. Không có thất vọng. Không hổ là lão đại trong năm huynh đệ. Mọi người kích động nhìn ra xa, giống như không phải nghênh tiếp tán tu, mà là siêu cấp tân tú tương lai của thần dụ chi hải. Cũng xác thực như vậy, nếu như vị lão đại này thật sự có thể trở thành đảo chủ đảo thứ tư, hải thần đảo lại trở thành hoàng đạo, tương lai địa vị của hắn sẽ áp đảo trên chúng sinh hải vực, đáng để vô số cường giả nhìn lên. Hắn ôm ai trong ngực? Dương Thiên Hữu ngắm nhìn thân ảnh kia, có cảm giác cổ quái không hiểu. Đi qua hoan nghênh, Dương Thiên Khuyết ra hiệu Dương Thiên Hữu tự mình đi qua, biểu thị thành ý. Ta cùng ngươi đi qua. Hôm nay Dương Lam tỉ mỉ ăn mặc, hương vị thành thục càng phát ra chọc người. Đại ca đã đồng ý, nếu như người kia xác thực tới nguyện ý tìm Dương gia nương tựa, thông gia xác thực đáng để cân nhắc. Nàng rất muốn nhìn một chút, nam tử tương lai của mình rốt cuộc dáng dấp ra sao. Dương Thiên Hữu và Dương Lam đồng hành cùng các cường giả Dương gia, khống chế hải triều, đi đến phía trước 300 mét tiếp đón, mặc dù nhìn không tính là quá lâu, nhưng tư thái như thế đã đủ nể tình. Bọn hắn, dù sao cũng là hoàng tộc. Phó Hành Không thì ra hiệu Phó Tiêu Giao tỏ thái độ. Phó Tiêu Giao mang theo mấy vị trưởng lão nội tông, cũng đi về phía trước 300 mét nghênh đón, cũng hiện ra thành ý. Ầm ầm, nữ yêu khống chế hải triều, đi tới phía trước bến tàu, chậm rãi kéo Dương Biện lên đẩy về phía trước 100 mét. Dương Thiên Hữu cao giọng nói. Hải thần đảo, Dương Thiên Hữu, phụng mệnh gia chủ, tự mình nghênh đón quý khách. Dương Biện ôm mẫu thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đệ đệ đã từng thân nhất. Ngươi, thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Được tiên tổ chiếu cố, thời gian viễn cổ kinh hồn đã qua đi ngàn năm, tái hiện đến hải thần đảo. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Ha ha, ta không nên kiêu ngạo sao? Thời gian qua đi ngàn năm viễn cổ kinh hồn lại tái hiện đến hải thần đảo, xác thực đáng để kiêu ngạo, nhưng không phải tiên tổ ngươi chiếu cố, mà là Ngụy Thanh Nguyên điên cuồng. Đột nhiên xuất hiện một câu như thế, để cho Dương Thiên Hữu khẽ nhíu mày, mặt hiện lên không ngờ. Dương Lam ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở vị, lão đại, trước mặt này chú ý trường hợp, chúng ta cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Đáng tiếc. Dương Biện nhìn Dương Thiên Hữu, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Dương Thiên Hữu nhìn nam tử bên ngoài mấy trăm mét, cảm giác cổ quái kia càng cường liệt. Đáng tiếc không thể tự mình đưa tiễn Ngụy Thanh Nguyên. Ngươi có thể đến hải thần đảo bái kiến hắn. Được rồi, hắn hẳn là đã chết rồi, chỉ là các ngươi không có tuyên bố với bên ngoài mà thôi. Thật giống như Dương Biện trước đó chết rồi, các ngươi miễn cưỡng tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đã chết ngoài ý muốn. Làm càn. Bọn thị vệ sau lưng Dương Thiên Hữu giận tím mặt, người này là chạy tìm tới, hay là đến gây chuyện. Sắc mặt Dương Lam trầm xuống. Vị đại ca ngươi đây, còn giống như không bằng mấy vị huynh đệ của khác ngươi biết nói chuyện. Nếu như ngươi muốn dùng tư thái cao ngạo, dạo oai phủ đầu chúng ta, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng mình, đó chính là 10 phần sai. Ta muốn làm đảo chủ, các ngươi, đồng ý sao? Nếu như ngươi có thái độ như thế này, chúng ta thật đúng là phải cân nhắc lại. Ha ha! Phó Tiêu Giao cởi mở cười nói, từ đằng xa đi tới. Vị bằng hữu đồng hương này có chút ý kiến đối với hải thần đảo nhỉ. Chúng ta, giống như có chút tiếng nói chung. 10 năm trước, rõ ràng là bọn hắn hại chết Dương Biện, không phải nói chết bởi ngoài ý muốn, thần dụ chi hải cũng làm đồ đần, đáng tiếc vị thiên kiêu số 1 kia của hải thần đảo, không chết ở trên tay kẻ địch, mà lại bỏ mạng ngay chính trong tay người thân mình. Hoàng tộc như thế này, không xứng với cái danh hoàng tộc. Dương Thiên Hữu lạnh lùng nói. Phó Tiêu Giao. Hải thần đảo còn chưa tới phiên ngươi đến nói bừa. Phó Tiêu Giao hồn nhiên không để ý tới, tiếp tục cao giọng mời chào. Nếu như hải thần đảo còn cần suy nghĩ thêm, không ngại nói chuyện với chúng ta trước. Khương Phàm ở phía sau nói.
Thiên Kiếm Thần Tông có thể cho điều kiện gì? Phó Tiêu Dao cao giọng hô to, vang vọng. Thái gia gia ta, Phó Tông Chủ Thiên Kiếm Thần Tông, Phó Hành Không, đã tự mình đến. Nếu như năm huynh đệ các người nguyện ý, bây giờ có thể bái sư đơn giản, trở về Thiên Kiếm Thần Tông, lại bày yến đốt hương, chính thức bái nhập Thiên Kiếm Thần Tông, hàng ngũ đệ tử thân truyền của Phó Tông Chủ. Toàn trường xôn xao, các dãy núi, vách đá, cùng bến tàu ở đông bộ, vang lên tiếng kinh hô. Đây chính là nguyên nhân Phó Tông Chủ bọn họ tự mình tới sao? Trời ạ, đệ tử thân truyền của Phó Tông Chủ, lại còn là năm huynh đệ tập thể bái sư. Cái này so với trưởng lão nội tông còn tôn quý hơn nhiều, có Phó Tông Chủ bảo bọc, tương đương với một bước lên hạch tâm hoàng đạo. Hai vị thiên phẩm linh văn, ba vị chí tôn thánh văn, còn có hai vị hải linh, đội hình bực này, xác thực đáng để Phó Tông Chủ tự mình mời chào. Chỉ cần bọn hắn hiểu hiếu kính, Phó Tông Chủ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Một bước lên trời, một bước lên trời. Bầu không khí lập tức nóng lên, sao động náo nhiệt, rất nhiều người đều bắt đầu hâm mộ. Dương Thiên Hữu, các ngươi đang làm gì? Lý gia nơi đó có người hô to, mời chào cho tốt đi, nói cái gì mà lại náo ra ngoài ý muốn như thế, lại để cho Thiên Kiếm Thần Tông có cơ hội. Dương gia chủ, nhắc nhở Thiên Hữu, buông xuống tư thái, thành ý mời chào. Đại biểu của Ngụy gia ho nhẹ hai tiếng. Hai vị thiên phẩm, hai hải linh, còn có ba vị chí tôn thánh phẩm, đội hình như vậy coi như không chiếm được, cũng không thể thuộc về Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Thiên Khuyết đang gắt gao nhìn chằm chằm vào, lão đại, trên tay hải linh nơi xa, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, còn có nữ tử ngơ ngơ ngác ngác, tóc tai bù xù trong ngực hắn kia, cũng hầu như cảm thấy đã thấy qua nơi nào rồi. Dương gia chủ, Lý gia, Ngụy gia đại biểu đều mở miệng nhắc nhở. Dương Thiên Khuyết càng nhăn chặt lông mày, chân đạp hải triều, đi tới. Hắn nơi này khẽ động, Phó Tông Chủ Thiên Kiếm Thần Tông, Phó Hành Không cũng tự mình bước về phía trước. Bến tàu lại xôn xao, hai vị đại năng ra mặt, đây là muốn cướp người sao? Tháo mặt nạ xuống. Ánh mắt Dương Thiên Khuyết dần dần lăng lệ, toàn thân tràn ngập khí thế kinh khủng, mỗi một bước đều giống như hải thú khổng lồ đang bước lên, chấn động thủy triều dưới chân kịch liệt nhấc lên. Dương Thiên Khuyết, không nên thất lễ. Phó Hành Không mở ra tay phải, lòng bàn tay bắn ra cường quang sáng chói, mặc dù là ánh sáng, nhưng lại giống như ngàn vạn lợi kiếm tiêu xạ ở bên trong, khí tức bén nhọn thấu xương đều muốn cắt đứt không gian, chém chết sóng lớn. Lấy mặt nạ của ngươi xuống. Dương Thiên Khuyết đột nhiên quát lớn, âm thanh thật lớn, chấn động đến vô số người nhấc lên khí huyết, sắc mặt đều nổi lên tái nhợt. Bọn người Dương Thiên Hữu kỳ quái nhìn về phía Dương Thiên Khuyết, sao lại đột nhiên tức giận. Ta lặp lại lần nữa, lấy mặt nạ của ngươi xuống. Dương Thiên Khuyết nắm một tay, thủy triều xung quanh cuồng bạo bay lên trời, cuồng dã va chạm, ngưng tụ ra một thanh đại đao, chỉ đến Dương Biện phía xa. Ha ha, ngươi kích động, là muốn ta sao, phụ thân, của ta. Dương Biện nắm lấy mặt nạ đỏ ngòm, chậm rãi tháo xuống. Dương Lam bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào gào lên. Dương Biện, Dương Thiên Hữu lập tức có phản ứng, khóe miệng nhúc nhích, gian nan mở miệng. Đại ca, Dương Biện, hắn là Dương Biện. Tất cả cường giả của Hải Thần Đảo đều hét lên kinh ngạc, khó có thể tin được mà nhìn nam tử cao ngạo được nữ yêu nâng trên tay. Bọn người Phó Hành Không liên tiếp dừng ở nửa đường, chau mày, lại nhìn kỹ một chút. Dương Biện, người đã từng là thiên kiêu số một của Hải Thần Đảo. Không phải hắn đã chết rồi sao? Các vách núi, còn có bến tàu trước mặt đông bộ Kim Bảo Đảo đều thành phiến an tĩnh. Mấy chục vạn đôi mắt tỏa sáng, tập trung trên khuôn mặt lãnh tuấn kia. Dương Biện lạnh lùng nhìn chằm chằm phụ thân đã dừng lại ở phía trước, nét anh tuấn dần dần dữ tợn, thanh âm khàn khàn ung dung phiêu đáng giữa mảnh không gian yên tĩnh này. Ta, Dương Biện, từ địa ngục, trở về. Bọn người Dương Lam kinh sợ lui mấy bước. Cái âm thanh khàn khàn tà ác kia để bọn hắn không rét mà run. Hắn rõ ràng đã chết. Chết không thể chết lại. Sao hắn có thể từ địa ngục trốn tới? Chẳng lẽ, trước đó, người giết chết Dương Duy tại Tang Thi Đảo, thật sự là Dương Biện? Bọn người Phó Hành Không chau mày, nhìn Dương Biện, nhìn lại mấy huynh đệ phía sau hắn, rốt cuộc cũng đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không phải chạy tới đây, mà là đến nhục nhã Hải Thần Đảo. Bọn hắn muốn để tất cả mọi người của Hải Thần Đảo biết,
truyền nhân mà các ngươi đã từng vô tình giết chết, bây giờ đã đổi thân phận, lại còn có thể bị các ngươi đưa tới làm đảo chủ. Tư thái vương giả, bất luận lúc nào cũng đều là kiêu ngạo như vậy. Dương Biện cẩn thận từng ly từng tí nữ tử bên cạnh buông xuống, dịu dàng thay nàng vén lên đầu tóc rối bời, lộ ra một khuôn mặt đờ đẫn hoảng hốt. Mẫu thân, nhìn xem đó là ai? Là nam tử người đã từng yêu, cũng là ác nhân đã từng đưa người ngươi đến đảo lưu vong. Ánh mắt nữ tử vô thần, con người tan rã, chỉ mệt mỏi dựa vào ở bên cạnh Dương Biện, thờ ơ. Dương Thiên Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm mẫu tử trước mặt, sắc mặt âm trầm dọa người. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Dương Biện đột nhiên cười to, hô to động thiên. Phụ thân, chính thê của ngươi đã trở về, trưởng tử của ngươi đã trở về. Tiên tổ bảo hộ, bái thiên thủy yêu, chúng ta còn sống đây. Ngươi, hoan nghênh không? Hoan nghênh không? Giống. Nữ yêu Hải Linh nắm cánh tay hét lớn, hải triều cuồng bạo tứ phía, đảo loạn đại dương mênh mông, hoắc loạn khung trời, uy thế kinh khủng đều muốn chấn vỡ chữ phong ấn bằng máu ở trên người. Sắc mặt của đám người hải thần đảo đã nghiêm trọng phức tạp hơn, nhìn Dương Biện dữ tợn gào thét, nhìn nữ tử bên cạnh hắn, bọn hắn lại đều nói không ra lời. Bầu không khí đang an tĩnh rốt cuộc cũng sôi trào. Dương Biện, thiên kiêu số một của hải thần đảo, Dương Biện. Dương Biện lại còn sống. Hắn không phải bị hải thần đảo tuyên bố chết bởi ngoài ý muốn sao? Ngươi mù à, đây là ngoài ý muốn sao? Năm đó khẳng định là có ẩn tình gì? Chẳng lẽ hải thần đảo giết truyền nhân của bọn hắn? Vì sao? Thế nhưng Dương Biện đã thức tỉnh thái cổ kinh hồn, mà còn là trưởng tử cơ mà. Ông trời ơi, lão đại của năm huynh đệ lại là Dương Biện, đã từng là thiếu chủ của Dương gia hải thần đảo. Các ngươi còn muốn vui mừng sao? Cái này quá vui mừng. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Dương Biện trở về, tranh cử vị trí đảo chủ của anh hùng đảo, còn muốn cùng Dương gia bình khởi bình tọa. Cái này còn có thể là xảy ra chuyện gì nữa, Dương Biện đang dùng cách này đánh mặt hải thần đảo, nhục nhã Dương gia. Mọi người xô chào, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ai cũng không nghĩ tới đại hội mời chào như thế này lại xuất hiện biến cố rung động đặc sắc đến thế. Dương Thiên Khuyết kéo căng khuôn mặt, hơi thở có chút hỗn loạn. Dùng sức nắm chặt nắm đấm, giờ phút này lại biểu hiện ra tức giận từ sâu trong nội tâm. Dương Lam cố gắng chấn định lại, lộ ra nụ cười, chủ động nghênh đón. Biện Nhi, ngươi trở lại rồi, phụ thân ngươi vẫn luôn nhớ mong ngươi, nhanh nhanh nhanh, chúng ta về nhà trước. Dương Biện thờ ơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thiên Khuyết. Nhớ mong ta rồi, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Dương Lam cười nhắc nhở. Đây là chuyện trong nhà. Về nhà lại nói. Dương Biện từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Thiên Khuyết. Phụ thân, sắc mặt ngươi giống như rất khó coi, là kích động sao? Hay là ngại ta để cho ngươi mất thể diện? Đại ca, Dương Thiên Hữu ngăn ở trước mặt Dương Biện cùng phụ thân, lạnh lùng rằng co. Ngươi thật khiến ta thất vọng, toàn bộ chúng ta là tới mời chào, chính là vì nhục nhã Dương gia. Dương gia hổ thẹn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liên vì thống khoái sao? Phụ thân dạy ngươi không tệ nhỉ, lời không biết xấu hổ như vậy đều nói ra được. Ngươi dùng kinh hồn của ta, thức tỉnh kinh hồn của ngươi, không thấy áy náy sao? Vì gia tộc, vì hải thần đảo, ngươi hy sinh một cái mạng thì thế nào? Ha ha, tốt, rất tốt, người trưởng tử ta đây đã trở về, ngươi có thể đi chết. Vì hải thần đảo thôi, chết thì như thế nào? Ta đã được khâm định là truyền nhân. Ta là gia chủ hạ nhiệm của Dương gia, cũng là người dẫn đầu hải thần đảo chinh chiến thiên khải chiến trường. Nếu như ngươi còn biết mình họ Dương, nếu như ngươi còn có kính sợ đối với tổ tông, liền mang theo người của ngươi, về Dương gia phụ tá ta, bảo vệ hải thần đảo. Ta cảm giác càng thích hợp làm gia chủ. Ta, Dương Biện, thiên kiêu số một của hải thần đảo. Đại ca, chớ tự lấy nó làm nhục, đó là trước kia. Thật sao? Muốn cùng ta so một trận hay không? Ngươi không còn là ngươi trước kia, ta không còn là ta trước kia, ngươi, đã không đủ tư cách. Ha ha, đệ đệ, mãi mãi cũng là đệ đệ. Có dám hay không, chúng ta, cược mệnh. Ngươi muốn cược mệnh. Ta sống, ngươi có thể ngủ đến an tâm sao? Bây giờ cho ngươi một cơ hội, công bằng công chính giết ta. Dương Thiên Hữu nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Biện, lại quay đầu nhìn về phía phụ thân. Giờ phút này tâm tình của Dương Thiên Khuyết còn tức giận phức tạp hơn.
10 năm trước, mặc dù cái chết của Dương Biện gây nên rất nhiều ngờ vực vô căn cứ, nhưng Nhiếp Tại uy thế Hải Thần Đảo, không có người quá nhiều nghị luận, đảo mắt gần 10 năm, theo Dương Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, càng không có người nào lại đề lên sự kiện kia. Bây giờ Dương Biện lại đột nhiên trở về, còn công nhiên chế giễu hắn, nhục nhã hắn, tương đương với làm cho tất cả mọi người đều biết năm đó hắn không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là chết bởi tay Dương gia. Cái này không chỉ là việc xấu trong nhà, càng làm cho Hải Thần Đảo hổ thẹn. Dương gia chủ, nếu trước đó Dương Biện chết không rõ ràng, lần này liền để hắn chết rõ ràng. Dương gia chủ, lau sạch sẽ cái mông. Lần trước không chết, lần này liền để hắn đều chết hết. Đại biểu hai nhà Lý, Ngụy đều lạnh lùng nhắc nhở. Nếu Dương Biện công nhiên gây sự, thì không thể lại để cho hắn còn sống, huống chi hắn hoàn chiêu ôm nhiều cường giả tiềm lực như vậy, càng không thể nuôi hổ làm họa được. Dương Thiên Khuyết âm trầm sắc mặt, không có tỏ thái độ, càng không tiện tỏ thái độ, dù sao trên danh nghĩa Dương Biện vẫn trưởng tử của hắn, sao hắn có thể để kẻ này cùng trưởng tử công nhiên cử hành sinh tử chiến, cái này không khác gì là hành vi xúc sinh, sẽ biến thành trò cười cho tất cả hoàng tộc tại thần dụ chi hải, để Hải Thần Đảo lần nữa hổ thẹn. Ta tiếp ngươi trận chiến này. Dương Thiên Hữu không đợi được ý của phụ thân, nhưng đã hiểu ý của phụ thân. Tốt, coi như có chút đảm lượng, để ca ca ta xem một chút, những năm này ngươi trưởng thành đến như thế nào. Dương Biện thu mẫu thân lại, rời khỏi nữ yêu Hải Linh, nghênh hướng Dương Thiên Hữu. Hôm nay ta sẽ để tất cả mọi người biết, ai mới là thiên kiêu số một thật sự của Hải Thần Đảo. Dương Thiên Hữu hô to. Từ sau khi hắn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, không có người nào lại so sánh hắn cùng Dương Biện, nhưng hắn xác thực cần một cơ hội, để tất cả mọi người thấy được thiên phú thật sự của hắn, chứng minh mình cường đại hơn Dương Biện, càng thích hợp để dẫn dắt Hải Thần Đảo, cũng chứng minh hắn đáng để bọn người Ngụy Thanh Nguyên liều mình bồi dưỡng. Mấy chục vạn người bạo động, những tiếng nghị luận lại lần nữa tăng vọt. Thiên kiêu cũ mới của Hải Thần Đảo quyết đấu sinh tử. Có thứ để xem rồi. Ai có thể nhìn thấy cảnh giới Dương Biện? Năm đó Dương Biện thức tỉnh chính là thượng cổ kinh hồn, so với Dương Thiên Hữu kém một vấn đề. Dương Biện hẳn là muốn dùng cảnh giới áp chế Dương Thiên Hữu. Hai vị thiên kiêu khai chiến, mặc dù rất chờ mong, nhưng đây lại coi là chuyện gì? Trước đó bí mật tru sát, không giết chết, bây giờ công khai tru sát. Ha ha, Hải Thần Đảo mất mặt thật. Dương Biện mặc dù đại náo Kim Bảo Đảo, để Dương gia hổ thẹn, nhưng bất luận hắn thắng hay thua, đều phải chết. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi nhìn đám người Thiên Kiếm Thần Tông kia kích động để hai mắt phát sáng xem. Cơ hội nhục nhã chèn ép Hải Thần Đảo này, bọn hắn có thể buông tha sao? Thật đúng là như thế, rất có thể Thiên Kiếm Thần Tông sẽ không tiếc cái giá gì để mời chào Dương Biện. Ha ha, đã từng là thiên kiêu số một của Hải Thần Đảo, trở thành lại đồ đệ của Phó Tông Chủ Thiên Kiếm Thần Tông, còn có cái gì kích thích hơn so với cái này không? Thời điểm mọi người nghị luận, Phó Hành Không của Thiên Kiếm Thần Tông đã nghĩ đến điểm này. Mà trước đó Lục Du chủ động tỏ thái độ mời bọn họ chạy tới, hiển nhiên cũng là mục đích như thế. Nếu như có thể chiêu mộ Dương Biện gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông, có ý tứ. Đám người Phó Tiêu Giao đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, người như vậy hoàn toàn không cần khảo sát thân phận, trực tiếp có thể 100% tín nhiệm. Không chỉ có nhục nhã Hải Thần Đảo cực lớn, còn không công đạt được năm thiên kiêu. Kiếm lời. Phó Hành Không ra hiệu với đám người, chủ động đứng ở vị trí Dương Biện, thể hiện thái độ. Bọn người Dương Thiên Khuyết cau chặt lông mày, đã hiểu mục đích của Thiên Kiếm Thần Tông, hiểu hơn Dương Biện dựa vào cái gì mà công nhiên xuất hiện. Giỏi tính toán. Ngụy Vô Đạo nhẹ giọng nói nhỏ. Ta là linh hồn cảnh cửu trọng thiên, người đã là niết bàn cảnh. Vì lý do công bằng, chúng ta muốn duy trì đến bình đẳng cảnh giới. Đại ca, ý của ngươi như thế nào? Dương Thiên Hữu đưa tay ra hiệu tất cả mọi người rút lui ra phía sau, mình một mình nghênh đón Dương Biện, hắn mập mạp nhưng lại không cồng kềnh, ngược lại là tràn ngập khí thế áp bách mênh mông hùng hậu, đi đến Hải Dương, tựa như là đi đến chiến trường thuộc về hắn. Ta tự phong 8 phần thực lực, cho ngươi một trận chiến công bằng. Dương Biện dùng sức vặn vẹo cái cổ, thân thể oai hùng thẳng tắp phát ra chiến ý cường đại. Không cần phiền toái như vậy, ta có một thứ, có thể cam đoan tuyệt đối công bằng. Hôm nay, cho ngươi, cho Thiên Kiếm Thần Tông, cũng cho thần dụ chi hải, mở mắt một chút. Dương Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu, miệng răng rắc giòn vang, mở to như kình,
chỉ lên trời phun ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng cuồn cuộn, va chạm khung trời, bộc phát ra ù ù tiếng vang. Ánh sáng bắt đầu cuồn cuộn từ không trung, lan tràn lao nhanh về bốn phương tám hướng, cuối cùng bao phủ phạm vi hơn 50 dặm. Sau đó, ánh sáng tán loạn, tan biến trong vô hình. Đám người đã hiểu xảy ra chuyện gì, Dương Biện đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên phát hiện khí tức mình bị áp chế. Từ linh hồn đến linh lực nhanh chóng biến mất, giống như ngay cả cảnh giới đều từ niết bàn cảnh tháo chạy đến sinh tử cảnh, lại từ sinh tử cảnh áp chế đến linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Còn nhớ rõ bí cảnh phát hiện được từ 2 tháng trước không? Thánh bằng đảo từ nơi đó đạt được 2 kiện vũ khí, không, hẳn là 2 kiện thần binh. Mặc dù đều hứng chịu tổn thương, nhưng vẫn có thể xưng là thần binh. Một kiện là hải thần tam xoa kích, một kiện là... Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dương Thiên Hữu hiện ra nụ cười hiếm thấy. Thiên mệnh chiến giới. Tại thời điểm Dương Thiên Hữu hét lớn, đồng thời đan hoàng cũng truyền ra thanh âm. Thiên mệnh chiến giới. Đây lại là cái gì? Khương Phàm cẩn thận quan sát, lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, ánh sáng trước đó đâu. Vũ khí của Hải Hoàng đã từng thuộc về đỉnh cấp thần binh, hậu thế dần dần suy yếu, thời điểm rơi xuống trong tay Hải Hoàng, tương đương với cấp bậc chuẩn thần binh. Thời gian cụ thể mà nó được sinh ra, hẳn là sau khi Thượng Thương Cổ Thành đắm chìm, do thiên mệnh thần thạch rèn đúc thành. Chiến giới hòa tan vào thân thể, sẽ ở xung quanh thân thể hình thành thiên mệnh chiến giới đặc biệt, chiến giới bao phủ, tất cả lực lượng cường hãn hơn chủ nhân đều sẽ nhận áp chế. Đơn giản mà nói, không gian mà chiến giới bao phủ, tương đương với tước đoạt với tân giới bên ngoài, chủ nhân chiến giới tương đương với chủ nhân tân giới. Tại bên trong phạm vi tân giới, không có người nào có cảnh giới mạnh hơn chủ nhân. Lại nói đơn giản, sau khi dung hợp thiên mệnh chiến giới, xung quanh ngươi liền không có kẻ địch còn mạnh hơn so với ngươi, mặc kệ ai tới gần, cảnh giới liền tự động áp chế đến cảnh giới ngang ngươi. Khương Phàm nghe được sửng sốt một chút. Còn có vũ khí như thế này. Đây không phải là nghịch thiên sao? Chờ một chút, cái này không phải liền là Thượng Thương Cổ Thành thu nhỏ sao? Thiên mệnh chiến giới chính là lấy linh cảm từ Thượng Thương Cổ Thành, thuộc về vũ khí phòng ngự thuần túy, lại có thể đạt tới vấn đề thần khí, đương nhiên phải có chỗ phi phàm. Tuy nhiên, năng lượng sử dụng một lần cho thiên mệnh chiến giới, suy yếu một lần, đã từng thuộc về siêu thần khí, thần hoàng đều có thể áp chế, sau khi rơi xuống trên tay hải hoàng lại thuộc về chuẩn thần khí. Áp chế năng lượng cao nhất là ở vấn đề Thánh Hoàng, bây giờ không rõ ràng. Khương Phàm nghe được thì nhếch miệng, ngay cả Thánh Hoàng đều có thể ảnh hưởng. Đó đã là tiếp cận vấn đề của thần rồi. Đan Hoàng tiếp tục nói. Thiên mệnh chiến giới có liên quan tình huống cùng tự thân, lấy tình huống của Dương Thiên Hữu, hẳn là chỉ có thể áp chế đối thủ niết bàn cảnh sơ giai. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng lên. Có thể áp chế tới trình độ nào? Không cần khẩn trương. Thiên mệnh chiến giới chỉ có thể áp chế cảnh giới. Sư phụ, Thượng Thương Cổ Thành còn có hiệu quả áp chế, chẳng phải là nói bên trong còn có thiên mệnh thần thạch. Hẳn là có. Nếu như ta đạt được thiên mệnh chiến giới, lại tìm đến Thượng Thương Cổ Thành thiên mệnh thần thạch, chẳng phải có thể tái tạo thần binh. Trên lý luận là có thể, nhưng ngươi có thể được đến thiên mệnh chiến giới sao? Ngươi có thể đào ra thiên mệnh thần thạch của Thượng Thương Cổ Thành sao? Có thể hay không? Không thử một chút làm sao biết được. Đáy mắt Khương Phàm bắn ra tia lửa nóng sáng rực, nếu mà có được thiên mệnh chiến giới, lại phối hợp với phần thiên chiến vực, chẳng phải là hắn đánh đâu thắng đó sao? Thậm chí có thể thay đổi cục diện hắn bị động như bây giờ cực lớn. Bọn hắn ở chỗ này kích động thảo luận, Dương Thiên Hữu đã giải thích xong tình huống với toàn trường, sau đó lao thẳng đến Dương Biện. Đại ca, đây là hải thần tam xoa kích. Dương Thiên Hữu bay loạn tóc dài, một cánh tay giơ lên một thanh chiến tam xoa kích kim sắc, đánh về phía trước một kích, hoàng kim lẫm liệt bành trướng sóng lớn, oanh một tiếng bộc phát. Dương Biện đang thích ứng mình bị áp chế thân thể, quả quyết lui lại. Ầm ầm, 3 cơn chiều dâng màu vàng giống như 3 viên thiên thạch, kéo lấy hào quang màu vàng quét ngang, nổ lên sóng lớn đầy trời, uy thế cường hãn mở ra mặt biển, trực thấu đáy biển, tầng nham thạch tại Kim Bảo Đảo bị vạch ra 3 cái hố sâu. Tiếng kinh hô bên trên Kim Bảo Đảo nổi lên 4 phía, tiện tay một kích lại có thể rạch ra hải đảo. Không hổ là thần binh trong truyền thuyết. Hải thần tam xoa kích, thần binh trong truyền thuyết hải vực. Đáng tiếc, thần binh của ngươi đã từng đứt đoạn. Sau khi Dương Biện ổn định,
hắn đã cường thế kích phát chiến kích của mình. Thân thể giống như đột nhiên mở ra cửa quỷ u minh, khí tức sát lục vô tận bao phủ toàn thân, ầm ầm tiếng vang, ở xung quanh tạo thành từng vòng tử vong đáng sợ, tử khí cuồn cuộn, ánh sáng giết chóc nở rộ. Đây là chiến kích của ta, đồ thần. Dương Biện giống to, chính thức mệnh danh cho chiến kích của mình. Hắn lên tiếng hét lớn, giống như là một sát thần, mang theo chiến kích đánh tới phía trước, mỗi một bước dẫm xuống, thiên hải run rẩy, như cùng càn khôn cộng minh, cùng u minh quán thông. Toàn trường kinh hô, nhìn Dương Thiên Hữu tỏa đầy kim quang chói mắt, lại nhìn lại Dương Biện với tử khí vần quanh, bọn hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Một kẻ giống như thiên thần, một kẻ lại gần như sát thần. Dương Thiên Hữu đào ra thần binh từ thần dụ chi hải, Dương Biện lại lộ ra quỷ khí từ u minh địa ngục. Đám người của hải thần đảo càng chấn động lớn hơn, khó mà tiếp nhận Dương Biện lại đạt được vũ khí mạnh mẽ như vậy. A! À, Dương Biện hét lớn như sấm, chiến kích phun trào minh quang tử vong, bổ về phía Dương Thiên Hữu. Toàn thân dâng lên khí tức tử vong, khuấy động chiến uy tuyệt thế. Cái uy thế kia như đang tuôn ra tám phương, đánh thẳng vào người xem chiến xa xa. Dương Thiên Hữu kinh mà chưa loạn, đưa một cánh tay vung lên hải hoàng tam xoa kích, xé ra không gian, mở ra càn khôn, toàn thân hắn bộc phát cường quang vạn trượng. Ầm ầm, hai thanh chiến kích va chạm, bộc phát ra kim quang sáng chói cùng hắc khí tĩnh mịch, quét sạch tám phương, rung động toàn trường. Rất nhiều người đau đớn kêu to, ho ra máu, rất nhiều cường giả gom lại trong biển lại bất chi bất giác bay tứ tung ra ngoài, đánh tới vách núi, đánh tới đám người. Tốt, cơ duyên của đại ca rất tốt, nếu chúng ta cược sinh tử, chiến kích của ngươi cũng đang đánh cược vào bên trong. Dương Thiên Hữu mang theo vẻ mặt lãnh đạm, sự kiêu ngạo bế nghĩa thiên hạ càng tăng lên, cùng hải thần tam xoa kích dung hợp, cứ như hải thần lâm thế, một tay cầm chiến kích, chỉ đến Dương Biện. Cược vũ khí, ngươi có thể tiếp nhận, lão tử ngươi có thể tiếp nhận sao? Dương Biện nắm chặt đồ thần chiến kích, đối diện lao thẳng đến Dương Thiên Hữu. Chiến kích quét ngang, ô ô trầm đục, tử khí giết chóc giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Chiến kích của ta, ta làm chủ. Cơ thể Dương Thiên Hữu tăng vọt ánh sáng, giống như một mặt trời, cường thế lao thẳng đến Dương Biện. Keng! Tiếng va chạm kịch liệt, âm vang điếc tai, để cho linh hồn người ta run rẩy, kim quang đầy trời, bao phủ đại dương mênh mông, hắc ám cuồn cuộn, xâm nhập thiên địa. Hai người không có tránh lui, mà kịch liệt giết tới cùng một chỗ. Cự kình linh văn, không chỉ có được khí thế cường đại thôn tính đại dương mênh mông, uy lực và năng lượng phi phàm pháp lệnh đại dương mênh mông, mà càng có thể so với thể chất đặc biệt của hải thú. Một cánh tay vung lên, mấy trăm vạn cực cảnh. Mặc dù bọn hắn vẫn đang ở hình người, nhưng lại giống như là hai con cự kình cuồng bạo đang huy sái lực lượng, phóng thích ra hung uy. Mà chiến kích cường hãn uy thế càng rung động lòng người, mỗi lần va chạm đều bắn ra cường quang, nhấc lên uy lực và năng lượng. Nếu như không phải thể chất hai người đặc biệt, thì những trận va chạm liên tiếp đều có thể để thân thể bọn hắn tươi sống vỡ nát. Sau mấy chục hiệp, hai người thoáng tách ra, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở dốc. Đại ca, còn gánh vác được sao? Không được thì có thể nhận thua. Dương Thiên Hữu cao ngạo hô to, âm vang điếc tai, âm thanh như sấm, toàn thân hắn phát sáng, lao thẳng đến Dương Biện, hào quang màu vàng như sóng đảo bành trướng. Phụ trợ cho hắn thần uy lẫm liệt, hùng dũng không thể đỡ. Đại ca đang kiểm nghiệm thực lực của ngươi, nếu như chỉ là như vậy, ngươi có thể chịu chết. Cường quang tăng vọt trong đôi mắt Dương Biện, đạp tan đại dương mênh mông, nổ bắn ra kích, một tiếng giống to, vung lên đồ thần chiến kích, tản ra uy thế hủy diệt vô tận, lay động đất trời, hoắc loạn đại dương mênh mông. Giờ khắc này, hắn chân chính kích phát ra uy thế cường đại của đồ thần chiến kích. Ánh sáng bao quanh một vòng đột nhiên tăng vọt, bên trong dâng lên tử khí như có ngàn vạn ác quỷ đang gầm thét, Dương Biện giống như dung hợp cùng đồ thần chiến kích. Dương Thiên Hữu hô to, toàn lực kích ra uy thế của hải thần tam xoa kích, mở ra bầu trời, cường hãn khiếp người, kim quang sáng chói, sát uy vô biên. Ầm ầm, chiến kích va chạm, thanh âm niếc tai, uy thế cường hãn nhấc lên sóng lớn ở xung quanh phóng tới bốn phương. Lực lượng mấy trăm vạn cực cảnh, uy thế thần binh tạo nên thanh thế vô cùng kinh khủng. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Dương Thiên Hữu bên trong đầu nguồn bạo tạc lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Dương Thiên Hữu, một ngày ta không chết,
người vĩnh viễn không thể làm thiên kiêu số một của hải thần đảo được. Dương Biện uy nghi lẫm liệt, giống như một chiến thần, trực tiếp lao tới, cường thế vô địch, đánh giết Dương Thiên Hữu. Ầm ầm, hải triều bạo động kịch liệt tứ phía, hơn 10 dặm đại dương mênh mông đều giống như đang hoan hô vương giả trở về. Dương Thiên Hữu liên tiếp nhấc lên, cường thế ổn định, lên tiếng giống to, mang theo hải thần tam xoa kích nghênh kích. Nhưng, bây giờ Dương Biện đã triển khai toàn bộ thực lực, không còn thăm dò, toàn thân hắn vần quanh uy lực đại dương mênh mông, điên cuồng kích ra uy lực của chiến kích. Keng! Hoàng kim tam xoa kích run rẩy kịch liệt, ánh sáng sôi trào, cuồng dã tung bay ra ngoài. Dương Biện gần như bạo tẩu, mang theo chiến kích cuồng kích, đánh đâu thắng đó. Xung quanh bạo động, liên miên nổ lên triều dâng, hoắc loạn thiên hải. Dương Thiên Hữu bị chọc giận, gầm thét với Dương Biện, lấy máu tươi nuôi nấng thần binh, kích phát uy lực hải hoàng. Trong chớp mắt, hải triều vô tận dâng lên ánh sáng kỳ diệu, đáy biển thâm thúy dâng lên thần uy vô tận, tiến lên tràn vào đến thân thể của hắn, đánh thẳng vào hải hoàng tam xoa kích. Thương thương thương! Dương Biện Dương Thiên Hữu kịch liệt giao phong, điên cuồng kéo lấy lực lượng mênh mông, hải hoàng tam xoa kích cùng đồ thần chiến kích hung mãnh va chạm, nổ lên vạn sợi kim quang, dâng lên hắc triều. Bọn hắn quá mạnh, uy thế chiến kích càng kinh người. Mấy chục vạn người kinh hãi ngắm nhìn hải triều triệt để hoắc loạn, rung động trước trận chém giết kịch liệt của hai huynh đệ. Những năm gần đây bọn hắn đều đã quen thuộc danh uy của Dương Thiên Hữu, quên lãng đi Dương Biện, không nghĩ tới Dương Biện lại như vương giả trở về, lại còn có thể ngạnh kháng Dương Thiên Hữu. Vẻ mặt của người hải thần đảo cực kỳ khó coi, những năm gần đây đã đổ rất nhiều tinh lực đến trên người Dương Thiên Hữu. Các loại đan dược bảo vật có thể cho đều cho hết, dù sao Dương Thiên Hữu cũng phải gánh vác sứ mệnh trấn hưng hải thần đảo. Nhất là sau khi dung hợp hải thần tam xoa kích, càng làm cho hắn có vốn liếng tiếu ngạo thần dụ chi hải. Nhưng, Dương Biện lấy được vũ khí từ nơi nào, lại có thể chống đỡ hải hoàng tam xoa kích? Đây chính là thần binh trong truyền thuyết hải vực cơ mà. Dương Biện ở trong địa ngục, rốt cuộc đã gặp cái gì? Chẳng lẽ hắn cứ không có con đường tuyệt mệnh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh chi tử của hải thần đảo sao? Ánh mắt của các cường giả thiên kiếm thần tông thì trở nên nóng bỏng, càng xem càng kích động. Cường giả như vậy, hải thần đảo lại từ bỏ. Vậy thì đừng trách bọn hắn. Nhất định phải bắt lấy. Ầm ầm, chiến trường nơi xa nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn, hào quang màu vàng tán loạn, tử khí giết chóc xâm nhập. Dương Thiên Hữu lại bị đánh bay ra ngoài, toàn thân vỡ nát như là tượng, máu tươi như bão táp. Thiên Hữu, đám người Dương gia kinh hô. Dương Thiên Hữu cường thế ổn định, ngẩng đầu lên trời giống to, hấp thu thủy nguyên lực vô tận, diễn biến khí tức sinh mệnh mênh mông, nhanh chóng khép lại thương thế. Đại ca, chiến kích không sai, nhưng thực lực so đấu chân chính, là dựa vào kình hồn giữa ngươi và ta. Năm đó ngươi liều chết ăn vào cửu phẩm thanh liên đều không có thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, nhưng đã thức tỉnh ở trên người của ta. Đây là Dương gia vinh quang, càng là thành tựu tối cao của kinh hồn linh văn. Hôm nay để cho ngươi kiến thức, ai là thiên kiêu số một thật sự của hải thần đảo, ai là thiên mệnh chi tử sẽ để hải thần đảo quật khởi hoàng đảo. Dương Thiên Hữu kích phát linh văn toàn diện, toàn thân tràn ngập cường quang, phảng phất tạo hải dương thâm thúy. Giống. Một tiếng kình minh to rõ, vang vọng thiên hải, cứ như giống động sinh tử lưỡng giới. Ánh sáng rực rỡ xen lẫn xung quanh Dương Thiên Hữu, ngưng tụ thành một con cá voi khổng lồ, tràn ngập uy thế nặng nề, cứ như có thể đè sập thiên hải, càng giống như có thể thôn nạp đại dương mênh mông. Viễn cổ kình hồn. 10 vạn người tại Kim Bảo Đảo kêu lên đầy sợ hãi, tranh nhau nhìn đến linh văn chí cường trong truyền thuyết. Đã thức tỉnh viễn cổ kình hồn liền mang ý nghĩa có được tiềm lực trùng kích thánh vương linh văn, coi như tại thánh linh thiên phẩm, sau này viễn cổ kình hồn giác tỉnh đều có thể chiến một trận cùng thánh vương thiên phẩm. Đây chính là chỗ siêu phàm của kình hồn, càng là lực lượng cường đại để hải thần đảo đã từng đứng hàng hoàng đạo. Theo viễn cổ kình hồn thức tỉnh, hải hoàng tam xoa kích đều bộc phát ra ánh sáng, chiếu thấu thiên hải, tản ra hoàng uy vô tận. Kình hồn, hải hoàng, hai nguồn năng lượng xen lẫn. Phụ trợ lấy Dương Thiên Hữu giống như đứa con của biển cả, oai hùng bất phàm. Thắng! Dương gia cao ngạo ngẩng đầu lên, cường giả của hải thần đảo cũng thở phào. Viễn cổ kình hồn thức tỉnh, không chỉ có giao phó thực lực cường đại cho Dương Thiên Hữu, càng có thể áp chế kình hồn của Dương Biện,
đây là huyết mạch tôn sư giữa kình hồn, không cách nào kháng cự. Chuẩn bị cứu người. Phó Hành không nhắc nhở các trưởng lão nội tông, có thể nhìn thấy Dương Biện áp chế Dương Thiên Hữu đã rất tốt, tiếp theo không cần thiết lại tiếp tục. Nhưng, tại thời điểm tất cả mọi người cho là trận chiến đấu phải kết thúc, Dương Biện nơi đó lại đột nhiên bộc phát ra cường quang ngập trời, diễn biến hải dương thâm thúy, phóng xuất ra tiếng kình minh càng to rõ. Cường quang xen lẫn, hắc kình hiển hiện. Hình ảnh càng rung động là, ánh sáng xung quanh Dương Biện đột nhiên tăng vọt, ở sau lưng lại xen lẫn thành cổng sinh tử, mà hắc kình ngưng tụ xung quanh Dương Biện liền ngao du trong hắc ám, ở giữa sinh tử lưỡng giới. Được các người ban tặng, Linh Văn lại lần nữa thức tỉnh, viễn cổ kình hồn. Thánh vương thiên phẩm. Dương Biện cầm chiến kích trong tay, gào thét như kình minh, chân chính oanh động thiên hải, vang vọng sinh tử lưỡng giới. Đại dương mênh mông thoáng an tĩnh, mấy chục vạn người trợn mắt hốc mồm. Sau một lát, kinh ngạc tiếng hô lập tức vang vọng trên Kim Bảo Đảo, truyền khắp đại dương mênh mông. Viễn cổ kình hồn, thánh vương thiên phẩm, ông trời của ta ơi, cùng một thời đại vậy mà hải thần lại đã thức tỉnh hai vị viễn cổ kình hồn. Rốt cuộc Dương Biện đã trải qua cái gì? Thánh vương thiên phẩm, hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu số một của hải thần đảo. Tất cả mọi người chấn kinh. Dung động nhìn kình hồn ngao du ngay trước mắt, lại nhìn nam tử bá liệt gào thét kia, bọn hắn thậm chí còn cảm nhận được từng ơn ớn lạnh từ sâu trong lòng. Dương Thiên Khuyết, Dương Lam và những người khác, toàn bộ đều ngây ngốc ra đó. Viễn cổ kình hồn. Sau khi tách thái cổ kình hồn ra, hắn lại lần nữa thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Cái này sao có thể? Sắc mặt người của Ngụy gia, Lý gia trở nên nghiêm túc, dựa theo tổ huấn của Dương gia. Một khi thức tỉnh viễn cổ kình hồn, mặc kệ là trực hệ hay là chi thứ, đều sẽ thành tộc trưởng, cũng dẫn dắt toàn tộc. Lần này có hai viễn cổ kình hồn, mà kẻ bị vứt bỏ kia lại là thánh vương thiên phẩm. Ha ha, chúc mừng hải thần đảo, chúc mừng hải thần đảo, tự tay chôn vùi truyền nhân chân chính của các ngươi. Phó Nghiêu thực sự nhịn không được, lên tiếng cười to. Cảm tạ hải thần đảo đưa tới thánh vương thiên phẩm, cảm tạ hải thần đảo đưa tới viễn cổ kình hồn. Cảm tạ hải thần đảo đưa tới siêu cấp thần binh, đứa con rơi, này, bọn hắn chắc chắn phải có được. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Dương Thiên Hữu rốt cuộc cũng không cách nào tỉnh táo, rõ ràng đã bị phế bỏ, vì sao lại còn có thể càng mạnh. Lời nói của ta, người không nghe lọt tai sao? Chỉ cần một ngày ta không chết, người vĩnh viễn vẫn là đệ đệ, ta là vương mà người đời này kiếp này đều không thể mạnh hơn. Dương Biện gào thét. Viễn cổ kình hồn thét dài giữa sinh tử lưỡng giới, cuồn cuộn sóng âm chấn động không gian, nhấc lên gợn sóng vô tận. Nếu như ngươi chết rồi, vậy thì liền thành thật ở lại U Minh địa ngục cho ta. Ngươi, không nên trở về. Dương Thiên Hữu gầm thét, dung hợp viễn cổ kình hồn, kích phát uy thế chân chính của hải thần tam xoa kích. Chân hắn đạp chiều dâng, phóng lên tận trời, giống như là hải hoàng, kim quang vô tận, lao thẳng đến Dương Biện. Đại dương mênh mông đều nhận lấy dẫn dắt, cuồn cuộn khắp trời, giống như là thiên quân vạn mã đi theo ở hai bên. Đệ đệ của ta, ngươi, sợ. Dương Biện thôn phệ viễn cổ kình hồn, hồn uy tăng vọt, trùng kích đồ thần chiến kích. Ầm ầm, tiếng vang lớn như thiên lôi, cửa quỷ U Minh bị sụp đổ, hóa thành khí tức sát lục vô tận, dung nhập vào thân thể Dương Biện. Dương Biện tăng vọt uy thế, thế như chiến thần, đạp tan không gian. Ngang nhiên lao thẳng đến Dương Thiên Hữu, giờ khắc này cường thế dung chuyển, rõ ràng đã trùng kích đến sự áp chế của thiên mệnh chiến trường. Hai bóng người vượt qua trời cao, giết tới gần đó. Phía sau bọn họ đều có vạn con sóng chiều lao nhanh, đều có thiên hải dung chuyển. Xung quanh bọn họ đều có cường quang dâng lên, đều có thần uy lạnh thấu xương. Bọn hắn giống như hai con viễn cổ kình hồn vượt qua không gian và thời gian mà đến. Dưới vô số ánh mắt rung động giết tới cùng một chỗ. Ầm ầm, trận bạo tạc kinh khủng, tàn phá bừa bãi thiên hải, tiếng vang, để cho người ta sợ hãi. Kim quang sôi trào, tử khí bạo động, hai nguồn năng lượng đã tàn phá hải vực vô tận. Mấy chục vạn người nhìn ra xa, lại là nhìn thấy hoàn toàn mờ mịt. Số lượng lớn cường giả hội tụ linh lực tại hai con ngươi, lại nhìn thấy một màn thảm liệt. Dương Biện mang theo chiến kích màu đen đánh ra hải hoàng tam xoa kích màu vàng, vô tình đánh xuyên lồng ngực Dương Thiên Hữu. Không! Bọn người Dương Lam kêu to, tiến lên trước tiên. Phó Nghiêu dẫn người cưỡng ép chặn đường, ngăn ở trước mặt bọn hắn.
quyết đấu công bằng, tất cả mọi người đang nhìn đây, hải thần đảo chú ý mặt mũi. Dương Lam quát tháo. Đây là chuyện nhà Dương gia chúng ta, tránh ra. Gia sự, vậy phải xem Dương Biện có nhận Dương gia các ngươi hay không. Hắn là linh văn Dương gia, chảy máu Dương gia, hắn có nhận hay không đều là người của Dương gia. Các ngươi đã giết hắn, hắn chết qua một lần, không còn thuộc về Dương gia. Hắn là tử tôn Dương gia, mặc kệ là bồi dưỡng hay là giết hắn, đều là lựa chọn của Dương gia, hắn chỉ có thể tiếp nhận, không có tư cách oán hận. Ua, cái lý do thoái thác này của ngươi, ta thật không nghĩ tới đấy. Tránh ra. Không. Thiên kiếm thần tông các ngươi muốn khai chiến sao? Đừng phách lối như vậy, thiên kiếm thần tông chúng ta không nguyện ý khai chiến cùng các ngươi, nhưng không có nghĩa là e ngại khai chiến cùng các ngươi. Ta nói một lần chót, tránh ra. Dương Biện, thiên kiếm thần tông ta chắc chắn bảo vệ. Các ngươi muốn nhúng tay chuyện của hải thần đảo, đây là tuyên chiến. Ngươi có thể hiểu như vậy, chúng ta chính là muốn tuyên chiến. Phó Nghiêu mang theo nụ cười trên mặt, cường thế giằng co. Mặc dù trước đó thiên kiếm thần tông xác thực không nguyện ý tuyên chiến cùng hải thần đảo, như thế rất có thể sẽ hao tổn thực lực của bọn hắn, cho nên tông chủ quyết định là ngồi đợi hải thần đảo đăng lâm thiên khải chiến trường, ở nơi đó liên hợp hoàng đạo, cho bọn hắn một kích chí mạng. Nhưng, bây giờ có cái cớ đặc biệt là Dương Biện đây, bọn hắn cũng không để ý chơi cùng hải thần đảo tại thần dụ chi hải một chút. Nghĩ tới đây, Phó Nghiêu cảm giác toàn thân thư sướng, rốt cuộc cũng không còn bị đè nén. Dương Biện cầm chiến kích, nhấc Dương Thiên Hữu lên cao, bên trong chiến kích có khí tức sát lục đặc biệt đang xâm nhập huyết nhục thần hồn Dương Thiên Hữu. Giết ta, đến đây, giết ta. Dương Thiên Hữu dữ tợn, căm tức nhìn Dương Biện. Giết ta, người có thể trở lại hải thần đảo, làm truyền nhân Dương gia của ngươi, đây không phải chính là điều ngươi muốn sao. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi không trở về được như trước kia. Ta không thèm hải thần đảo các ngươi. Ta càng sẽ không làm truyền nhân Dương gia nữa. Thứ ta muốn là mệnh của ngươi, nhưng không phải bây giờ. Dương Biện đột nhiên rút chiến kích ra, phong mang bén nhọn đâm tới gần mi tâm của hắn, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi ba cơ hội, sau ba lần lại giết ngươi. Hôm nay là lần đầu tiên. Ngữ khí phách lối, âm thanh lạnh lùng, quanh quẩn giữa thiên hải hỗn loạn, để vô số người bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý tứ bên trong. Nhục nhã. Nhục nhã đến tàn khốc. Hắn muốn để Dương Thiên Hữu biết, không chỉ có thể thua hắn một lần, mà còn có thể thua hắn ba lần. Hắn càng phải để Dương gia, để hải thần đảo, thậm chí thần dụ chi hải đều biết, hắn là người mà Dương Thiên Hữu vĩnh viễn không cách nào chiến thắng được. Hắn muốn chứng minh, Dương gia sai, hải thần đảo sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Mặt của Dương Thiên Hữu đều dữ tợn, đột nhiên gầm thét. Ngươi giết ta. Lần thứ ba, lại giết. Dương Biện thu hồi chiến kích, quay người đi đến chỗ bọn người Khương Phàm. Dương Biện, ngươi sẽ hối hận, lần tiếp theo, ta nhất định có thể giết ngươi, ta nhất định có thể giết ngươi. Dương Thiên Hữu giằng co, tức giận gào thét. Ta chờ ngươi, đừng để chúng ta đợi quá lâu, đệ tốt, của ta. Giọng Dương Biện lạnh lùng phiêu đãng ở thiên hải, rõ ràng lọt vào tai, mang theo nhục nhã. Cực lớn. Thả sao? Chu Thanh Thọ nói thầm. Khương Qua nói nhỏ. Nếu giết thật, hôm nay ai cũng đi không được. Trước tiên phải nhục nhã, hôm nào lại giết. Dương Thiên Hữu từ trước đến nay luôn tỉnh táo, nhưng bây giờ thật sự không khống chế nổi tâm tình của mình. Viễn cổ kinh hồn, đây là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Hải thần tam xoa kích cùng thiên mệnh chiến giới càng làm cho hắn trong tương lai có tư cách khinh thường thần dụ chi hải, nhưng hết thảy đều bị đánh vỡ vào ngày hôm nay. Ngay trước mặt của mọi người hải thần đảo, hắn thua bởi kẻ đã từng là ca ca của hắn. Cái danh thiên kiêu số một của hải thần đảo bị Dương Biện vô tình từ trên đầu của hắn hái đi. Thật giống như câu kia, giả vĩnh viễn thật không được. Ngực bụng Dương Thiên Hữu cuộn trào, phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất. Dương Lam vào tới bên cạnh Dương Thiên Hữu, gian nan nâng đỡ, giận dữ mắng mỏ Dương Biện đang đi xa. Dương Biện! Nếu ngươi đã trở về, nên về lại hải thần đảo. Đó là nhà của ngươi, đó là nơi ngươi thuộc về. Bây giờ ngươi đã thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, càng hẳn là nên về nhà hỗ trợ. Nếu như ngươi gia nhập thiên kiếm thần tông, chính là tội nhân của Dương gia, sau này ngươi chết, ngươi sẽ đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào?
Dương Biện dừng bước lại, nhưng không có quay đầu. Nói cho ta biết, Lôi Tú làm sao chết? Dương Lam có chút há mồm, lại nói không nói ra được. Dương Biện cười lạnh. Tại thời điểm các ngươi giết ta, ta đã không còn quan hệ gì cùng Hải Thần Đảo. Nhưng những đau đớn mà mẫu thân, muội muội và những người thân của ta đã tiếp nhận, ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả lại, khuất nhục mà Lôi Tú tiếp nhận, ta cũng muốn hoàn trả gấp bội. Ngươi muốn làm phản đồ của Dương gia sao? Ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Hôm nay ta tới chỉ là nói cho các ngươi biết, Dương Biện ta sớm đã không còn thuộc về Dương gia. Từ nay về sau, liên quan duy nhất giữa ta cùng Dương gia chỉ có một cái, báo thù. Dương Biện quay đầu, lạnh lùng nhìn phụ thân Dương Thiên Khuyết, chính thức tuyên cáo đoạn tuyệt quan hệ cha con, đoạn tuyệt quan hệ gia tộc. Dương Biện, Dương Lam cao giọng quát tháo. Ngươi đã nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, rời khỏi Dương gia chính là phản bội. Dương Biện không tiếp tục để ý, dứt khoát đi đến chỗ bọn người Khương Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.